Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 1601, cùng đường đường xét nghiệm ADN. Vậy trước tiên chờ Bạch Minh Chủ điều tra xong. Bạch Minh Chủ nếu như có nhu cầu, tùy thời có thể liên lạc với tôi. Nam nhân đứng dậy, hướng về Diệp Oản Oản cười nói. Không cần biết đơn hàng này có chốt được hay không, đối với hắn ta mà nói, có thể kết giao được với Không Sợ Minh Chủ Bạch Phong, ý nghĩa so với một đơn hàng này quan trọng hơn nhiều lắm. Ừ, chuyện tôi và anh nói hôm nay, hy vọng sẽ không có người thứ ba biết được. Diệp Oản Oản đầy ý cảnh cáo. Nghe tiếng, nam nhân gật đầu liên tục, Bạch Minh Chủ yên tâm, loại chuyện này, đương nhiên tôi biết phải làm thế nào. Dù có chết, cũng không có khả năng tiết lộ một chút nào ra bên ngoài. Chờ sau khi hắn ta rời đi, Lý Tân mới chạy vào, mặt đầy hiếu kỳ, không biết Diệp Oản Oản rốt cục đã ban bố nhiệm vụ gì. Chỉ bất quá, trong quán cà phê, Diệp Oản Oản cũng đã rời đi, không thấy tăm hơi. Một góc của học viện Xích Diễm, Diệp Oản Oản nhíu chặt chân mày. Tin tức này, bây giờ tới quá mức đột ngột, nàng vẫn chưa chuẩn bị một chút tâm lý nào. Nếu như, mình là Nhiếp Vô Ưu, vậy thì Nhiếp gia chủ mẫu, không phải là mẹ ruột của mình sao? Nhiếp Vô Danh, chính là đại ca ruột của mình. Đột nhiên, sắc mặt Diệp Oản Oản nhất thời biến đổi. Nói như vậy, Đường Đường là con trai ruột của nàng. Nếu quả thật như tưởng tượng, nàng chính là Nhiếp Vô Ưu, vậy cha của Đường Đường là ai? Trong lúc nhất thời, dòng suy nghĩ của Diệp Oản Oản có chút hỗn loạn. Sau khi tận lực bình ổn lại tâm trạng, Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nếu như nói thân phận chân chính của nàng là Không Sợ Minh Chủ Bạch Phong, Diệp Oản Oản vẫn có thể tiếp nhận được. Nhưng nói nàng là Nhiếp Vô Ưu, đích xác có chút không thể tưởng tượng nổi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dựa theo từng đầu mối mà suy tính, thời gian Diệp Oản Oản mất tích, và thời gian Không Sợ Minh Chủ Bạch Phong mất tích, giống nhau. Vậy có khả năng này hay không, Nhiếp Vô Ưu còn có một thân phận khác, chính là Bạch Phong. Mặc dù theo logic thì cũng không mấy hợp lý, nhưng giai đoạn hiện tại, Diệp Oản Oản cũng không nghĩ ra được giả thiết khác. Thời điểm trong lúc Diệp Oản Oản không có chút đầu mối nào, ánh mắt lại bỗng nhiên lóe sáng lên. Đại trưởng lão trước đó có lấy về một số thiết bị giám định người thân, vậy không bằng, chính mình và Đường Đường giám định ADN một lần. Nếu như kết quả ADN khớp, trong lòng Diệp Oản Oản cho là, loại sự tình này có khả năng phát sinh rất ít ỏi. Nhưng chăm nghĩ ngàn sầu, không bằng thử một lần, nếu như không khớp với nhau mà nói, ít nhất có thể loại bỏ giả thiết trên. Chính mình và Nhiếp Vô Ưu không có chút mảy may quan hệ. Nghĩ đến đây, Diệp Oản Oản gọi đến điện thoại của Thất Tinh. Phong tỷ, âm thanh Thất Tinh truyền ra. Thiết bị trước đó đại trưởng lão lấy về vẫn còn chứ? Diệp Oản Oản đi thẳng vào vấn đề. Phong tỷ nói đến, thiết bị giám định à? Thất Tinh hỏi. Không sai, chính là thiết bị giám định. Trước mắt vẫn còn ở đó. Được, cậu nói với đại trưởng lão, chuẩn bị thiết bị giám định. Còn nữa, mẫu thử hôm trước tôi đưa cho ông ta, có còn dư hay không? Sau đó, hai ngày tới nhanh chóng đến học viện Xích Diễm đón tôi trở về. Diệp Oản Oản trầm tư chốc lát, nói. Vâng, đệ hiểu rồi. Thất Tinh mặc dù là có hơi nghi hoặc một chút, không cách nào hiểu được Diệp Oản Oản muốn làm cái gì. Nhưng Diệp Oản Oản đã mở miệng, Thất Tinh cũng sẽ không tiếp tục hỏi nhiều. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Oản Oản đứng dậy, đi về lớp của lính đánh thuê cấp D. Ngươi rốt cuộc trở về rồi. Diệp Oản Oản mới vừa vào phòng học, Chu Đào không vui mở miệng. Có chuyện gì? Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn Chu Đào một cái, lạnh nhạt nói. Có chuyện gì? Chu Phù cười lạnh một tiếng, Diệp Oản Oản, trước đó Trương Tác Niên sư huynh bảo ngươi quét dọn phòng ngủ, ngươi đã quét dọn chưa? Diệp Oản Oản bất đắc dĩ lắc đầu, trở lại chỗ ngồi, quả thực không thèm để ý đến hai người này. Chương 1602, cho thể diện mà không cần. Thấy Diệp Oản Oản hoàn toàn không nhìn mình, sắc mặt Chu Phù khẽ đổi, lạnh giọng cười nói, Diệp Oản Oản, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Ngươi bất quá chẳng qua chỉ là một tên lính đánh thuê cấp D, cấp thấp nhất, hơn nữa còn là một tân sinh mới vừa nhập học mà thôi. Trương sư huynh chính là lính đánh thuê cấp C, ngươi đừng có được cho thể diện mà không cần. Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, mấy vị học viên bên trong phòng học, sắc mặt đều có chút khó coi. Không chỉ Diệp Oản Oản là lính đánh thuê cấp D tầng dưới chót, bọn họ những người này, có ai mà không phải là lính đánh thuê cấp D. Còn ả Chu Phù này,
một câu nói đem tất cả lính đánh thuê cấp D mắng hết một lần. Chu Phù, người không phải là lính đánh thuê cấp D sao? Người cũng không phải là tân sinh sao? Một vị học viên mới trong đám, nhìn chằm chằm Chu Phù, lạnh giọng nói. Nghe câu này, Chu Phù cười lạnh, ta nói chính là Diệp Oản Oản, cũng không có nói ngươi. Ngươi kích động như vậy để làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn làm hộ hoa sứ giả? Hộ hoa sứ giả, Chu Đào bật cười, nhìn về phía Chu Phù, anh nói này muội muội, em thật là biết nói chuyện. Loại tướng mạo kia của Diệp Oản Oản, cũng có thể gọi là hoa sao? Ha ha! Trong khi nói chuyện, từ ngoài cửa phòng học truyền tới một tiếng cười khẽ, mấy người Trương Tắc Niên, khoan thai chậm rãi đi vào. Náo nhiệt như vậy, nhiệm vụ đều đã làm xong chưa? Trương Tắc Niên khóe miệng mỉm cười, đảo mắt nhìn qua cả đám người, bao gồm cả Diệp Oản Oản trong số đó. Trương Sư Huynh! Nhìn thấy Trương Tắc Niên, Chu Đào và Chu Phù hai người lập tức nghênh đón, đứng ở bên cạnh Trương Tắc Niên, trên mặt là nụ cười nịnh nọt, nhìn y như hai con ruồi bu trên đống phân. Bảo hai huynh muội các ngươi đốc thúc như thế nào rồi? Trương Tắc Niên liếc mắt nhìn Chu Phù và Chu Đào một cái, lạnh nhạt mở miệng. Nghe tiếng, Chu Đào liền vội mở miệng nói, Trương Sư Huynh, ngài yên tâm, tôi và muội muội một chút cũng không hề buông lỏng, canh chừng cả một buổi chiều. Bất quá, nhiệm vụ mà Trương Sư Huynh phân phối, có một vài cái cả ngày rưỡi cũng không cách nào hoàn thành được, có khả năng phải mất 2-3 ngày. Nghe câu này, Trương Tắc Niên cũng không nghĩ nhiều. Chẳng qua chỉ gật đầu một cái, nói ừ, không tệ, hai người các ngươi đốc thúc cho tốt, nếu như bọn chúng lười biếng. Trương Tắc Niên nói xong, xoay người liền định rời khỏi nơi này. Thấy vậy, Chu Phù lập tức đuổi về phía trước, cản Trương Tắc Niên lại. Thế nào? Trương Tắc Niên thấy Chu Phù chặn mình lại, chân mày hơi hơi nhướng lên. Trương Sư Huynh, chúng tôi đích xác là phụ trách việc đốc thúc. Nhưng mà, có một đứa học viên mới 10 phần phách lối. Căn bản cũng không coi Trương Sư Huynh ra gì. Chu Phù mở miệng nói. Ồ! Trong mắt Trương Tắc Niên thoáng qua một vệt sáng lạnh lẽo, mặt không đổi sắc, nói, như thế, rốt cuộc là ai? Chính là nữ nhân kia. Lúc này, Chu Phù cười lạnh một tiếng, xoay người, dùng ngón trỏ chỉ vào Diệp Oản Oản. Cô ta! Trương Tắc Niên hơi sững sờ, đối với nữ nhân xấu xí ngồi yên tại chỗ không thèm ngẩng đầu lên kia, đích xác là có một chút ấn tượng. Trước đó, nhiệm vụ đã phân phối xong hết rồi, cho nên, mình đã để cho cô gái này đi quét dọn phòng ngủ. Sao vậy, phòng ngủ vẫn chưa quét dọn sạch sẽ à? Trương Tắc Niên mặt đầy vẻ lạnh giá. Trương Sư Huynh, nào phải là chưa quét dọn sạch sẽ, Diệp Oản Oản căn bản cũng không thèm đi quét dọn nữa là. Anh chân trước vừa rời đi, à Diệp Oản Oản này chân sau liền mất dạng. Chu Đào liền vội vàng mở miệng nói. Đúng vậy, Trương Sư Huynh. Nữ nhân này căn bản cũng không coi anh ra gì. Chu Phù cũng gật đầu liên tục. Huynh muội hai người Chu Phù và Chu Đào nói xong, Trương Tắc Niên không nhanh không chậm đi tới bên người Diệp Oản Oản, mặt hiện lên nụ cười khó hiểu, hơn nữa còn dùng ngón tay gõ gõ lên bàn. Nguyên bản, Diệp Oản Oản vẫn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, giữa mình và Nhiếp Vô Ưu đến tột cùng là có liên quan với nhau hay không. Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản ngẩng đầu lên, một đôi mắt nhìn về phía gã Trương Tắc Niên vừa cắt đứt sự trầm tư của mình. Chương 1603, có giao tình cùng Thẩm đại thiếu gia. Ha ha, vị sư muội này có chút thất thần nha. Trương Tắc Niên nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, cười lạnh một tiếng nói. Có chuyện gì? Diệp Oản Oản có hơi không kiên nhẫn hỏi. Không có gì, chỉ là muốn nói cho sư muội một đạo lý. Trương Tắc Niên lạnh nhạt mở miệng. Ồ, đạo lý gì? Không ngại nghe ngươi nói một chút, Diệp Oản Oản thờ ơ không đếm xỉa tới. Thứ người như Trương Tắc Niên, ỷ vào chính mình có chút lai lịch tại học viện xích diễm, đi khắp nơi khi dễ ma mới. Nhiệm vụ cưỡng chế của học viện phân cho hắn, hắn không đi hoàn thành, ngược lại còn bắt tân sinh giúp hắn hoàn thành. Thứ người như vậy, Diệp Oản Oản thật là ngay cả hứng thú nhìn thẳng quan sát cũng không có. Tại học viện xích diễm, nếu như chẳng phân biệt được tôn ti, không nghe lời của sư huynh, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nghiêm trọng một chút, sẽ chết rất thê thảm. Nhẹ một chút, cũng không có biện pháp tiếp tục lưu lại học viện xích diễm đâu nha. Trương Tắc Niên nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Phải không, ta đây thật là một được thấy một chút cho biết. Diệp Oản Oản lạnh lùng nói. Một tên lính đánh thuê cấp C tép siêu mà thôi, thật đúng là tự coi mình thành bá vương của học viện xích diễm. À, Trương Tắc Niên nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, không sai.
riêng ta rất thưởng thức loại tính khí này của ngươi. Nhưng mà, người quá sắc bén, sẽ làm tổn thương đến chính mình. Chu Phù và Chu Đào đứng ở một bên, Chu Phù cho là, Trương Tác Niên nhất định sẽ nổi trận lôi đình, hung hăng giáo huấn Diệp Oản Oản một trận. Nhưng mà, khiến cho Chu Phù không nghĩ tới chính là, Trương Tác Niên cũng không hề có bất kỳ động tác gì, sau khi hướng về phía Diệp Oản Oản nói xong câu nói kia, xoay người dẫn theo mấy vị lính đánh thuê cấp C kia rời đi. Chờ sau khi Trương Tác Niên rời đi, một học viên cũng coi như có chút kinh nghiệm đi tới bên người Diệp Oản Oản, nhíu chặt lông mày, Diệp sư muội, cô thật sự là quá kích động. Nghe câu này, Diệp Oản Oản có chút không hiểu, kích động. Đúng vậy, quá kích động. Nam nhân trẻ tuổi này thở dài, Diệp sư muội, cô mới vừa gia nhập học viện Xích Diễm, đối với học viện Xích Diễm cũng không hiểu rõ lắm. Cái gã Trương Tác Niên kia, không phải người bình thường có thể trêu chọc. Thế nào, không phải là một lính đánh thuê cấp C thôi sao, có gì đặc biệt hơn người? Qua một đoạn thời gian, lão tử cũng có thể thăng lên cấp C. Bỗng nhiên, Lý Tân đi lên, mặt đầy vẻ khinh thường. Diệp sư muội, đừng sợ, Trương Tác Niên không dám động vào cô đâu, cũng chỉ biết chém gió là giỏi. Tôi ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có thể làm gì khiến cho cô không sống được. Lý Tân hướng về Diệp Oản Oản mở miệng nói. Lý Tân, cậu mới đến học viện Xích Diễm bao lâu, bất quá 3 tháng, biết cái gì? Gã đàn ông trẻ tuổi liếc mắt lườm Lý Tân một cái, Trương Tác Niên nếu như chẳng qua là một tên lính đánh thuê cấp C, vậy còn dễ nói. Trương Tác Niên làm người vô cùng khéo đưa đẩy, đầu óc thông minh, có thể lăn lộn kết giao cũng với nhóm lính đánh thuê cấp cao. Hắn và một số lính đánh thuê cấp cao này xưng huynh gọi đệ. Nghe nói, Trương Tác Niên và Tử Thần sư huynh còn có một ít giao tình. Nguyên bản, Diệp Oản Oản cũng không có bất kỳ hứng thú gì, nhưng mà sau khi nghe đến danh hiệu Tử Thần, nhất thời sửng sốt một chút. Tử Thần, cái danh hiệu này, không phải là bị gã đại tài chủ Thẩm gia kia mua rồi sao? Tử Thần nào, Thẩm gia đại thiếu gia? Diệp Oản Oản hỏi theo bản năng. Nghe lời này của Diệp Oản Oản, người đàn ông trẻ tuổi nhất thời sững sờ. Diệp Oản Oản mới vừa tới học viện Xích Diễm này không quá 2 ngày, thậm chí ngay cả thân phận của Tử Thần cũng đều biết rõ. Con bà nó, Thẩm gia đại thiếu gia, cái Thẩm gia nào, đừng nói với tôi là một trong tứ đại thế gia Độc Lập Châu, Thẩm gia. Lý Tân mặt đầy vẻ kinh ngạc. Tứ đại thế gia, không một thế lực nào là không danh chấn Độc Lập Châu. Nhiếp, Kỳ, Thẩm, Lăng, 4 dòng họ này, quá kinh khủng. Đúng vậy, chính là Thẩm gia Độc Lập Châu. Nam nhân trẻ tuổi gật đầu liên tục, hơn nữa, Thẩm đại thiếu gia nghe nói còn là lính đánh thuê trên cấp S. Rất nhiều tòa biệt thự dành cho lính đánh thuê cấp S trở lên tại học viện kia, toàn bộ đều là kiệt tác của Thẩm gia đại công tử, xây cho học viện. Nam nhân trẻ tuổi gật đầu một cái. Chương 1604, cố ý gây khó dễ. Diệp Oản Oản, vạn vạn không ngờ tới, Thẩm đại thiếu gia cũng được đấy chứ. Không nghĩ tới có thể gây dựng được danh tiếng cỡ này tại học viện Xích Diễm. Diệp sư muội, mới vừa rồi xem như tôi không nói gì. Trương Tác Niên chó chết kia, tôi không trêu chọc nổi. Lý Tân liền vội vàng nói với Diệp Oản Oản. Diệp sư muội, nam nhân trẻ tuổi nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, nói chung, tốt nhất là cô nên cẩn thận một chút. Trương Tác Niên tuyệt đối không dễ chọc, trước kia cũng có một người lính đánh thuê cấp D mới nhập học, bởi vì đắc tội với Trương Tác Niên, bị huấn luyện viên Xích Diễm cố ý nhằm vào, cưỡng chế ban bố nhiệm vụ mà lính đánh thuê cấp D không cách nào hoàn thành cho hắn. Sau đó, tên học sinh mới kia liền chết trong khi làm nhiệm vụ. Ừ, đã hiểu, cảm ơn đã nhắc nhở. Diệp Oản Oản hướng về nam nhân trẻ tuổi, nhẹ giọng cười một tiếng. Không thể không nói, phần lớn người ở học viện Xích Diễm vẫn không tệ. Chẳng qua là có một bộ phận thiểu số như Trương Tác Niên, Chu Đào và Chu Phù những thứ này, đã phá hỏng danh tiếng của Xích Diễm. Giờ phút này, bên trong phòng giáo vụ, Trương Tác Niên nhìn về phía người đàn ông trung niên. Thấp giọng cười nói cậu, Diệp Oản Oản là do cậu dẫn dắt sao? Nghe tiếng, người đàn ông trung niên gật đầu nói, ừ, là có một người gọi là Diệp Oản Oản. Sao vậy? Không có gì, chẳng qua là con sau này không muốn nhìn thấy người này, thời điểm ngày mai cậu phân phối nhiệm vụ, giúp con chiếu cố cô ta một chút. Trương Tác Niên cười cười. Ồ, chẳng lẽ Diệp Oản Oản không mở mắt, đắc tội với ngươi rồi? Người đàn ông trung niên như có điều suy nghĩ. Đúng vậy. Trương Tác Niên cười nói. Được rồi, ta hiểu rồi. Người đàn ông trung niên gật đầu một cái, đáp ứng. Sáng sớm hôm sau, bên trong phòng học cấp D,
Bàn học, Diệp Oản Oản đang đọc những quy tắc cơ bản liên quan tới hệ thống lính đánh thuê tại Xích Diễm Học Viện và quy chế của học viện. Rất nhanh, huấn luyện viên Xích Diễm đi vào trong phòng học. Thấy tất cả học viên mới đều đã đến đông đủ, huấn luyện viên Xích Diễm lúc này mới lên tiếng nói, hôm nay, phân phối nhiệm vụ cưỡng chế. Nghe tiếng, không ít lính đánh thuê mới vào học viện Xích Diễm yên lặng cầu nguyện trong lòng, hy vọng huấn luyện viên sẽ không phân cho mình nhiệm vụ quá khó khăn. Tại học viện Xích Diễm, thông thường mà nói, lính đánh thuê mỗi tháng đều cần hoàn thành nhiệm vụ mấy lần. Truy info LLVN mà nhiệm vụ này bình thường đều là học viện Xích Diễm chủ động phân phối. Một khi bị học viện Xích Diễm phân phối nhiệm vụ, bất kỳ học viên nào cũng đều không thể phản bác, chỉ có thể tiếp nhận, cho nên mới gọi là nhiệm vụ cưỡng chế. Nếu như có học viên không chịu tiếp nhận, sẽ bị trục xuất khỏi học viện Xích Diễm. Lúc này, huấn luyện viên Xích Diễm lấy ra một chồng danh sách. Sau khi biết được nhiệm vụ học viện Xích Diễm phân phối, không ít tân sinh mặt lộ ra ý cười, nhiệm vụ cũng không phải là rất khó. Nhưng cũng có mấy người thần sắc khó coi, nhiệm vụ cưỡng chế giao cho bọn họ, tựa hồ có chút khó khăn. Diệp Oản Oản. Bỗng nhiên, ánh mắt của huấn luyện viên Xích Diễm rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản ngẩng đầu lên. Diệp Oản Oản, có mấy vị học viên mất tích tại phía Bắc Vân Thành, người trước tiên đi kiểm tra tin tức. Có dấu vết nào, lập tức trở về báo cáo. Huấn luyện viên Xích Diễm nhìn Diệp Oản Oản, lãnh đạm mở miệng nói. Nghe mệnh lệnh này, không ít học viên lính đánh thuê cấp D có tư lịch, sắc mặt đều khẽ đổi, theo bản năng nhìn về phía Diệp Oản Oản. Nơi mà huấn luyện viên Xích Diễm nói tới, trừ việc có mãnh thú to lớn qua lại ra, còn có rất nhiều kẻ hung ác bị võ đạo liên minh công hội truy nã. Thậm chí, có rất nhiều kẻ vì trốn tránh sát thủ, mà núp ở nơi đó. Từ nội dung nhiệm vụ, cái mà huấn luyện viên Xích Diễm phân cho Diệp Oản Oản, đích xác là không có vấn đề gì. Nhưng mà, địa điểm huấn luyện viên Xích Diễm để cho Diệp Oản Oản đi lấy tin có vấn đề lớn. Đừng nói là tân sinh, coi như là một số lính đánh thuê đẳng cấp cao, cũng tuyệt đối không dám tiếp nhận. Chương 1605, huấn luyện viên xấu tính. Một số lính đánh thuê mới thần sắc cổ quái, còn tưởng rằng là Diệp Oản Oản đắc tội vị huấn luyện viên này. Nhưng không ít học viên lính đánh thuê lão làng đều biết được, sự tình căn bản không thể đơn giản như vậy, e rằng có liên quan tới Trương Tác Niên. Vị huấn luyện viên Xích Diễm này, tên là Trương Đạt, chính là cậu ruột của Trương Tác Niên. Diệp Oản Oản, nơi này là địa điểm cụ thể của nhiệm vụ. Còn những chi tiết mà ngươi cần, tự mình tìm hiểu. Huấn luyện viên Trương Đạt nhìn Diệp Oản Oản, ôn hòa mở miệng nói. Giờ phút này, Chu Đào mặt đầy đắc ý, Chu Phù khóe miệng nhỏ khẽ nhếch lên. Nàng muốn nhìn một chút, nữ nhân này, sẽ chết thảm như thế nào. Nhưng mà, Diệp Oản Oản đang ngồi, dường như cũng không hề có chút ý tứ muốn đứng dậy. Diệp Oản Oản, ta nói chuyện ngươi không nghe được sao? Huấn luyện viên Xích Diễm sắc mặt hơi trầm xuống. Xin lỗi, huấn luyện viên, nhiệm vụ này, ta cũng không có hứng thú gì, cũng không có ý định đi làm. Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản nhìn về phía huấn luyện viên Xích Diễm, đột nhiên mở miệng. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, mọi người tại đây đều sửng sốt một chút. Cô nàng Diệp Oản Oản này chẳng lẽ không rõ quy tắc của học viện Xích Diễm? Đừng nói là tân sinh, coi như là những người lính đánh thuê cấp S kia, nếu như không tuân theo quy tắc của học viện để làm việc, cũng phải cuốn gói mà cút đi. Huấn luyện viên Xích Diễm thần sắc âm trầm, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, Diệp Oản Oản, ngươi là đang nói đùa ta sao? Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm, huấn luyện viên Trương, ta cảm thấy là ngài có khả năng có hiểu lầm gì đó. Ồ, vậy là ngươi dự định nhận nhiệm vụ, Trương Đạt nói. Ý của ta là, ta chưa bao giờ biết đùa cùng với người không quen không biết. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên, treo lên một nụ cười đầy tà mị. Diệp Oản Oản dứt tiếng, toàn trường cười vang một mảnh. Huấn luyện viên Xích Diễm thần sắc âm trầm, chỉ vào Diệp Oản Oản, được, nếu đã không nhận, vậy bây giờ liền trở về ký túc xá, thu dọn đồ đạc của ngươi, sau đó cút khỏi Xích Diễm cho ta. Cút, Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, tại sao ta phải cút? Diệp Oản Oản, đây là quy tắc của học viện Xích Diễm. Huấn luyện viên Xích Diễm quát lên. Vậy xem ra, huấn luyện viên ngài đối với quy tắc của học viện Xích Diễm, dường như cũng không quá quen thuộc. Bất kỳ học viên lính đánh thuê nào, nếu như không nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ cưỡng chế của học viện, có thể tiếp nhận nhiệm vụ trên bảng nhiệm vụ để thay thế. Diệp Oản Oản cười nhạt đầy mỉa mai. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy,
huấn luyện viên Xích Diễm bỗng lạnh giọng cười một tiếng, không sai, quả thực có quy tắc như vậy. Chỉ bất quá, nếu như so sánh với bảng nhiệm vụ học viện, nhiệm vụ ta phân phát cho ngươi, thuộc về nhiệm vụ cấp D cao cấp nhất. Ngươi có thể đi tiếp nhiệm vụ trên bảng nhiệm vụ, nhưng ít nhất phải nhận nhiệm vụ cấp C hàng đầu. Nhiệm vụ cấp C hàng đầu, cơ hồ tiếp cận cấp B. Nữ nhân này, nếu như dám đi tiếp nhận loại nhiệm vụ này, cơ hồ cũng là đi tìm cái chết. Được, vậy ta đi tiếp nhận nhiệm vụ đây. Diệp Oản Oản mỉm cười đứng dậy, rời khỏi phòng học, nhanh chân đi về phía khu nhiệm vụ. Thấy vậy, huấn luyện viên Xích Diễm lập tức xoay người đi theo. Đi, đi xem một chút. Lý Tân hướng về mọi người hô hào. À, nữ nhân kia chỉ là trổ tài miệng lưỡi mà thôi. Nhiệm vụ cấp C hàng đầu, nói ai mà không biết nói. Chu Đào cười lạnh. Ca ca, đừng nói như vậy, người ta đây là đi cuốn chăn cuốn nệm dọn hàng lý để cút xéo đây mà. Chu Phù khẽ mỉm cười. Trong lúc nói chuyện, toàn bộ lớp cấp D đều rối rít đi về phía khu nhiệm vụ. Giờ phút này, khu phân phát nhiệm vụ, có không ít lính đánh thuê cấp cao đang chọn nhiệm vụ phù hợp cho mình. Diệp Oản Oản chậm rãi đi vào khu phân phát nhiệm vụ, nhìn chằm chằm vào một mục nhiệm vụ trong số đó, trên mặt là nụ cười tâu toét. Nhiệm vụ cấp A, đánh bắt đầu của Không Sợ Minh. Chương 1606, đến chết vẫn sĩ diện. Nhìn thấy một nhân vật nào đó bị treo nhiệm vụ cấp A trong khu phân phối nhiệm vụ, khóe miệng Diệp Oản Oản chợt cười rất tươi. Bắt đầu ơi bắt đầu à, chỉ có thể ủy khuất cậu trước rồi. Vào giờ phút này, đám người huấn luyện viên Xích Diễm Trương Đạt cũng đã đi tới khu phân phối nhiệm vụ. Thấy vậy, một số lính đánh thuê có đẳng cấp mặt đầy ngơ ngác. Đám học viên lính đánh thuê cấp thấp lớp D này, làm sao lại tràn đến đây như sóng triều dâng vậy hả? Diệp Oản Oản, chỉ cần ngươi tiếp nhận một nhiệm vụ cấp C hàng đầu, nhiệm vụ cưỡng chế của học viện có thể không làm. Huấn luyện viên Xích Diễm nhìn chăm chú Diệp Oản Oản, lạnh giọng mở miệng nói. Ha ha, tôi thấy là ả ta đang làm màu, chuẩn bị về cuốn gói cút đi đấy. Bên cạnh huấn luyện viên Xích Diễm, Chu Phù cười lạnh, hướng về phía Diệp Oản Oản châm chọc. Diệp sư muội, xin cô ngàn vạn lần chớ kích động. Nhiệm vụ cấp C hàng đầu, đã tiếp cận nhiệm vụ cấp B rồi. Chúng ta chẳng qua chỉ là lính đánh thuê cấp D mà thôi. Đừng kích động, Lý Tân mặt đầy vẻ lo lắng, hướng về Diệp Oản Oản khuyên nhủ, rất sợ Diệp Oản Oản trong phút bồng bột, đi nhận những nhiệm vụ có hệ số tử vong cực cao kia. Coi như là rời khỏi học viện Xích Diễm, cũng không trở thành uổng mạng. Cái gã huấn luyện viên Xích Diễm cấp thấp Trương Đạt, là cậu của Trương Tác Niên, thực sự dám dùng việc công để báo thù riêng, muốn cố ý dằn mặt Diệp Oản Oản. Trong đám người, không ít lính đánh thuê cao đẳng như có điều gì suy nghĩ. Thì ra là học sinh mới này không nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ cưỡng chế của học viện, do giận dỗi, mới đến khu phân phối nhiệm vụ nhận một nhiệm vụ đẳng cấp cao. Đúng lúc này, một người đàn ông thần sắc lạnh lùng, chậm rãi đi tới bên người Diệp Oản Oản. Nhìn thấy anh ta, không ít lính đánh thuê đẳng cấp cao đều sửng sốt một chút. Lý Hàm Phong, một vị đệ tử ký danh xuất sắc nhất của cung lão. Nghe nói, rất có thể sẽ được cung lão thu nhận làm đệ tử thân truyền. Chửi thề một tiếng, người này chính là Lý Hàm Phong, tới học viện Xích Diễm không quá thời gian nửa năm, dùng một tốc độ cực nhanh leo từ cấp D lên đến cấp A cộng. Phỏng chừng không bao lâu nữa, Lý Hàm Phong liền có thể trở thành học viên lính đánh thuê cấp S rồi. Cô gọi là Diệp Oản Oản à? Lý Hàm Phong quan sát Diệp Oản Oản. Hồi lâu sau, lúc này mới lên tiếng hỏi. Nghe câu hỏi này, Diệp Oản Oản nhìn về phía Lý Hàm Phong. Mới vừa rồi nhìn chằm chằm khu phân phối nhiệm vụ cấp A, có chút xuất thần, nàng không hề chú ý tới người đàn ông trước mặt này từ khi nào đã đi tới bên cạnh mình, cũng không nghe thấy được tiếng bàn tán của người bên cạnh. Anh là, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Lý Hàm Phong, thần sắc hơi có chút nghi ngờ. Tôi là ai không quan trọng, vậy, cô là Diệp Oản Oản sao? Lý Hàm Phong hướng về Diệp Oản Oản tiếp tục hỏi. Là tôi, Diệp Oản Oản gật đầu, sắc mặt có chút cổ quái. Chính mình mới tới học viện Xích Diễm chưa được mấy ngày, vị lính đánh thuê cấp cao trước mặt này sao lại biết được tên họ của mình? Làm sao anh biết tên của tôi? Diệp Oản Oản hiếu kỳ hỏi. Nhưng mà, Lý Hàm Phong lại lắc đầu một cái, cũng không nói tiếp. Diệp Oản Oản, người rốt cuộc đã chọn xong chưa? Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Chu Thái hét lên. Ha ha, Diệp Oản Oản, đừng đến chết vẫn sĩ diện nữa. Ta thấy là bây giờ ngươi nên ngoan ngoãn trở về ký túc xá, sau đó đem toàn bộ những thứ đồ phế phẩm của ngươi gói ghém lại,
trở về cùng sống nương tựa lẫn nhau với cái lão già mệnh khổ kia của ngươi đi thôi. Chu Phù lạnh giọng cười nói. Diệp Oản Oản, nếu như ngươi còn không quyết định được, ta sẽ cưỡng chế ngươi rời khỏi học viện Xích Diễm. Huấn luyện viên Xích Diễm lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Giờ phút này, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên, cũng không để ý tới đám người huấn luyện viên Xích Diễm Trương Đạt và Chu Phù. Nàng tiến lên mấy bước, đi tới chỗ giấy dán nhiệm vụ chi tiết. Mỗi một chi tiết của nhiệm vụ đều được dán giấy niêm phong. Một khi có học viên lính đánh thuê xé giấy niêm phong ra, cũng có nghĩa là đã tiếp nhận nhiệm vụ này. Tại học viện Xích Diễm, mỗi một người đều biết quy củ này. Chương 1607, 3 ngày là đủ. Chửi thề một tiếng, thật đúng là nhận. Nhận nhiệm vụ gì? Lý Tân vội vàng đi lên phía trước, đứng ở bên cạnh Diệp Oản Oản, nhìn về phía tờ giới thiệu nhiệm vụ vừa được Diệp Oản Oản kéo xuống. Nhiệm vụ cấp A, đánh bại không sợ Minh bắt đầu, cũng cần dùng video quay lại. Nhiệm vụ cấp A, Lý Tân lẩm bẩm trong miệng, một giây kế tiếp, sắc mặt đại biến. Điên rồi, xong rồi, điên rồi, Lý Tân kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, Diệp Oản Oản. Cô có phải là xé nhầm giấy niêm phong nhiệm vụ rồi hay không? Đây không phải là nhận nhiệm vụ cấp C đâu, là nhiệm vụ cấp A đấy. Cấp A. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản nhìn về phía Lý Tân, thờ ơ nói, không sai, cái tôi nhận chính là nhiệm vụ cấp A. Vào giờ phút này, mọi người tại đây, vô luận là học viên lớp lính đánh thuê cấp D, hay là một số lính đánh thuê cao cấp, đều sửng sốt một chút. Nhiệm vụ cấp A, lại còn có liên quan đến không sợ Minh. Nữ nhân này, là cố ý tìm chết, cũng hoặc là đã xác định sẵn là sẽ rời khỏi học viện, trước lúc ly khai phát tiết bất mãn trong lòng cho thỏa chí. Loại nhiệm vụ cấp A như này, thậm chí còn là nhiệm vụ cấp S, đều có học viên lính đánh thuê nhận lấy, nhưng sau khi nhận căn bản không hề hành động, chỉ đơn thuần tiếp nhận cho vui mà thôi. Mà nữ nhân này, chẳng lẽ cũng là như thế? Nhiệm vụ này, có thể nhận không? Diệp Oản Oản liếc nhìn huấn luyện viên Xích Diễm Trương Đạt một cái, cười khanh khách nói. Thấy vậy, huấn luyện viên Xích Diễm sắc mặt âm trầm, lạnh giọng mở miệng, nhiệm vụ cấp C đứng hàng đầu là được rồi. Cấp A, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ bất quá, ngươi xác định ngươi sẽ nhận nhiệm vụ này. Hừ, ta thấy à ta chẳng qua là giả bộ một chút mà thôi. Ta cũng không tin, cô ta thực sự có can đảm chấp hành. Chu Đào khịt mũi coi thường. Ngươi làm bộ làm tịch cái gì đây? Sao ngươi biết Diệp Oản Oản không có thực lực, không cách nào hoàn thành? Lý Tân chỉ Chu Đào. Ta chính là biết cô ta không có khả năng hoàn thành. Thế nào, nếu như cô ta có thể hoàn thành nhiệm vụ này, ta liền quỳ xuống dập đầu ba cái trước mặt ngươi, hơn nữa còn gọi ngươi ba tiếng ông nội. Chu Đào mặt đầy khinh thường. Không cho Lý Tân tiếp tục có cơ hội mở miệng, huấn luyện viên Xích Diễm hướng về Diệp Oản Oản nói, được, nếu ngươi đã nhận, vậy thì nhất định phải hoàn thành. Nhiệm vụ cấp A có thời gian một tháng, nếu như ngươi trong một tháng không có cách nào hoàn thành. Vẫn sẽ bị trục xuất khỏi học viện Xích Diễm. Kéo dài thời gian, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một tháng, Diệp Oản Oản cười lạnh, không cần phải phiền toái như vậy. Ba ngày là đủ, trong vòng ba ngày, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu như không cách nào hoàn thành, chính ta sẽ thu dọn đồ đạc rời đi. Nghe Diệp Oản Oản nói, mọi người tại đây thần sắc cổ quái. Nữ nhân này, rốt cuộc tự tin ở đâu ra? Chỉ là một tân sinh lính đánh thuê cấp D. Lại cuồng vọng tới mức này, dám nói ba ngày có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp A có liên quan tới không sợ Minh. Cách đó không xa, chân mày Lý Hàm Phong hơi hơi nhíu lên. Người đệ tử ký danh sư phụ mới thu nhận này, quả thực có chút khó đỡ. Lý Hàm Phong đại khái đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra, vốn là muốn báo cho vị huấn luyện viên Xích Diễm cấp thấp kia, Diệp Oản Oản là đệ tử của cung lão. Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản cũng đã tiếp nhận nhiệm vụ cấp A. Bây giờ... Đừng nói chi là hắn, coi như cung lão tự mình ra mặt, chuyện này cũng không tiện đi giải quyết. Quy củ của học viện Xích Diễm, bất luận kẻ nào đều không có cách nào dung chuyển, cho dù là viện trưởng cũng phải tuân thủ. Vị sư muội này, rời khỏi học viện hay không cũng không sao, nhưng ngàn vạn lần không nên cậy mạnh, cái gì cũng không quan trọng bằng tính mạng của mình. Giờ phút này, một lính đánh thuê nữ tướng mạo kha khá, có lòng tốt nhắc nhở Diệp Oản Oản. Bất kỳ nhiệm vụ có quan hệ với không sợ Minh nào, học viện lính đánh thuê cũng không dám tùy tiện tiếp nhận, trừ những gã lính đánh thuê cao đẳng chân chính. Chương 1608, giúp ta xét nghiệm ADN. Không sai, sư muội,
cô biết nhiệm vụ cấp A là khái niệm gì sao? Hơn nữa còn có chút quan hệ cùng với Không Sợ Minh. Cái người gọi là bắt đầu kia, chính là Tâm Phúc bên cạnh Không Sợ Minh chủ tóc húi cua ca, thực lực võ học cực cao. Loại lính đánh thuê cấp D như cô, nhận nhiệm vụ này, căn bản chính là đi nạp mạng. Một vị lính đánh thuê cao đẳng hơi mập khác, cau mày nói. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản hướng về hai người đầy thiện ý cười một tiếng. Lời hai vị lính đánh thuê cao đẳng một nam một nữ này nói, đó là đối với người khác. Nhưng đối với chính mình, căn bản là một phạm trù khác. Sau đó, Diệp Oản Oản chẳng những không hề, hối cải, ngược lại còn tiếp tục tiến lên, dưới con mắt mọi người, thuận tay lại xé một tờ giấy niêm phong nhiệm vụ khác. Lúc này, mọi người hướng về mục giới thiệu nhiệm vụ nhìn lại. Nhiệm vụ cấp A, đánh bại thất tinh của Không Sợ Minh, cũng cần video quay lại. Vào giờ phút này, đám người Chu Phù và Chu Đào ôm bụng mà cười. Diệp Oản Oản, ngươi thật đúng là vò đã mẻ lại còn sức nữa. Ngươi nếu có thể hoàn thành hai cái nhiệm vụ này, ta cũng học theo anh ta, quỳ xuống khấu đầu ba cái trước mặt ngươi, gọi ngươi một tiếng tổ tông. Chu Phù mặt đầy nụ cười lạnh. Ta cũng không có thứ con cháu như ngươi vậy. Diệp Oản Oản lườm Chu Phù một cái. Hừ, ngươi giả bộ làm màu cái gì? Ta cho ngươi biết, ngươi cũng chỉ còn lại thời gian có một tháng. Một tháng sau, đi mà cút ra khỏi học viện xích diễm. Chu Phù chân chân nhìn chòng chọc Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản đem phong thư nhiệm vụ thu vào, lười tiếp tục ở chỗ này nói nhảm, xoay người đi ra khỏi học viện xích diễm. Vừa vặn muốn trở lại Không Sợ Minh, thuận đường làm luôn hai nhiệm vụ này, ngược lại cũng bất chuyện. Lúc này, Diệp Oản Oản gọi một cú điện thoại cho thất tinh. Phong tỷ, đệ và bắt đầu đã đến dưới chân núi học viện xích diễm. Quy củ của nơi này, không cách nào lái xe lên núi, xin phong tỷ hãy tự mình đi xuống đi. Âm thanh của thất tinh từ trong điện thoại truyền ra. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản nói một tiếng, sau khi cúp điện thoại, nhanh chân hướng về dưới chân núi học viện xích diễm đi tới. Đoạn đường này không lâu lắm, ước chừng hơn một tiếng sau, Diệp Oản Oản mới đến dưới chân núi, ngồi lên xe của thất tinh. Phong tỷ, tỷ không phải vừa mới vào xích diễm sao, chẳng lẽ bị học viện xích diễm đuổi? Tê Duyên Phun L.vn ở ghế sau, bắt đầu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mặt đầy hiếu kỳ. Nghe câu này, Diệp Oản Oản liếc nhìn bắt đầu một cái. Cái tên to mồm này, không thể nói tốt cho mình một chút được hay sao? Nhận hai nhiệm vụ, Diệp Oản Oản nói. Nhiệm vụ, bắt đầu nhất thời hứng thú, nhiệm vụ cấp bậc gì? Phong tỷ, để đi giúp tỷ làm. Chuyện nhỏ. Thật sao? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm bắt đầu. Thật mà, là sự thật. Bắt đầu gật đầu liên tục. Thích, nhiệm vụ này một mình tôi đích thực là không làm được. Đến lúc đó đúng là cần các cậu giúp đỡ một chút. Diệp Oản Oản hướng về bắt đầu và thất tinh cười đầy thần bí. Yên tâm đi Phong tỷ, chuyện nhỏ, không thành vấn đề. Bắt đầu vỗ ngực bảo đảm. Thất tinh, không biết có phải là ảo giác hay không, thất tinh luôn cảm thấy nụ cười này của Phong tỷ, dường như lộ ra một nét quỷ dị khó nói nên lời. Trạng vạng, Diệp Oản Oản cùng với bắt đầu, thất tinh hai người, lái xe trở lại trụ sở chính của Không Sợ Minh. Mới vừa vào phòng làm việc, Đại Bạch và Beerus liền lập tức đứng dậy, nhanh chóng đi tới bên người Diệp Oản Oản. Beerus nằm xuống trên đất, dùng móng vuốt trò trò Diệp Oản Oản. Lúc này, Diệp Oản Oản ngồi xổm người xuống, dùng tay phải gãi gãi cằm Beerus. Minh chủ! Ngoài cửa, âm thanh của đại trưởng lão vang lên. Diệp Oản Oản nhanh chóng đứng dậy, ngồi vào trên ghế trong phòng làm việc. Rất nhanh, đại trưởng lão đẩy cửa vào. Không nhìn thẳng Beerus và Đại Bạch, đi tới trước bàn làm việc của Diệp Oản Oản, Minh Chủ, nghe nói ngài tìm thuộc hạ có việc gấp. Chương 1609, có thể làm theo kịch bản hay không? Thiết bị giám định quan hệ thân nhân lần trước, vẫn còn chứ? Diệp Oản Oản hỏi. Vẫn còn, đại trưởng lão gật đầu một cái, Minh Chủ, lại phải giám định sao? Nghe tiếng, Diệp Oản Oản gật đầu, lấy ra một đoạn tóc dài, đưa cho đại trưởng lão. Dùng tóc trong hộp số 2 tôi đưa cho ông lần trước xét nghiệm một chút. Hộp số 2 trong miệng Diệp Oản Oản, để bên trong chính là tóc của Đường Đường. Được rồi, đúng lúc còn lại một chút. Đại trưởng lão gật đầu một cái, thận trọng nhận lấy một đoạn tóc dài Diệp Oản Oản đưa, sau đó bỏ vào trong một cái túi trong suốt. Buổi tối hôm đó, Diệp Oản Oản dành thời gian đi đến Nhiếp phủ, mua một chút quần áo và quà vặt cho Đường Đường, cũng ở lại Nhiếp gia một đêm. Lúc sáng sớm hôm sau, Diệp Oản Oản quay trở về Không Sợ Minh.
Đại trưởng lão, kết quả giám định có chưa? Diệp Oản Oản đem đại trưởng lão gọi tới bên trong phòng làm việc, mở miệng hỏi. Minh chủ, không thể nhanh như vậy, ít nhất phải đến xế chiều khoảng 2-3 giờ. Đại trưởng lão thành thật trả lời. Được, đến lúc đó ông trực tiếp đem kết quả nói cho tôi biết là được. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Chờ sau khi đại trưởng lão rời đi, Diệp Oản Oản lại đem Bắc Đầu và Thất Tinh gọi qua. Lần trước, không phải là tôi đã nói với các cậu, tôi nhận hai nhiệm vụ sao? Diệp Oản Oản phân biệt nhìn về phía Bắc Đầu và Thất Tinh, nhẹ giọng cười nói. Nghe tiếng, Thất Tinh nói, Phong tỷ có nhu cầu gì cần bọn đệ giúp một tay sao? Ừ, nhiệm vụ tôi nhận, có chút liên quan tới hai người các cậu. Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười. Có liên quan tới bọn đệ. Bắc Đầu mặt đầy kinh ngạc, Phong tỷ, rốt cuộc là nhiệm vụ gì vậy? Cũng không có gì, chỉ là đánh các cậu một trận. Các cậu cùng phối hợp với tôi một chút, hẳn là không có vấn đề chứ. Khóe miệng Diệp Oản Oản nở một nụ cười đầy ôn nhu. Đánh một trận, mà chỉ có chút liên quan. Bắc Đầu mặt đầy mộng bức, con rùa đen khốn khiếp nào tuyên bố nhiệm vụ này. Đệ mà biết đệ giết chết hắn. Đồng ý, Thất Tinh lãnh đạm mở miệng. Ai tuyên bố nhiệm vụ tôi không biết. Nhưng mà nhiệm vụ này là tôi nhận. Diệp Oản Oản nói. Bắc Đầu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, thần sắc có chút lúng túng, Phong tỷ à, không được đâu, chúng ta đổi một nhiệm vụ khác được chứ. Nếu không sợ là đệ và Thất Tinh bị tỷ đánh chết mất. Diệp Oản Oản, đã sớm muốn đánh chết ngươi rồi. Yên tâm đi, chỉ là giả bộ một chút, diễn cho giống như thật mà thôi, tôi ra tay rất là ôn nhu. Diệp Oản Oản vẫn cười đầy hiền lành. À, Phong tỷ, tỷ nói thật sao? Bắc Đầu có chút không tin. Dĩ nhiên là sự thực, tôi có lúc nào từng lừa gạt cậu sao? Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, có chút không vui. Bắc Đầu, Thất Tinh. Đoàn người đi tới ngoài không sợ minh, Diệp Oản Oản mở điện thoại di động lên, bắt đầu quay video. Ngươi chính là Bắc Đầu của không sợ minh. Bỗng nhiên, một vị nữ nhân xấu xí, đem Bắc Đầu ngăn lại. Phong tỷ, là đệ đây. Bắc Đầu liền vội vàng gật đầu. Diệp Oản Oản, ngươi còn miệng nó đây là lần thứ 7 gọi ta là Phong tỷ, nếu như ngươi tiếp tục gọi ta là Phong tỷ, ta thật sự sẽ đánh chết ngươi. Diệp Oản Oản hận rèn sắt không thành thép, sau khi đem video trong điện thoại di động xóa bỏ, bắt đầu quay hình lại. Bắt đầu, để có muốn đâu, lâu lâu được quay phim nên có chút hồi hộp. Diễn lại, Diệp Oản Oản cau mày nói. Ngươi chính là bắt đầu của không sợ minh. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm bắt đầu. Mặt không cảm xúc, lạnh giọng quát lên. Không sai, ta chính là ông nội Bắc Đầu của ngươi. Ngươi là người phương nào, hãy xưng tên ra, dưới đao của ông nội ngươi không có loại quỷ vô danh. Bắc Đầu săn ống tay áo, lạnh giọng quát lên. Chương 1610, ngôi sao sáng chói. Diệp Oản Oản, ngươi con mẹ nó xem phim quá nhiều rồi đi, có thể dựa theo kịch bản hay không, có thể hay không. Chỉ bất quá, đây đã là một lần mà Bắc Đầu diễn tốt nhất. Diệp Oản Oản chỉ có thể thuận theo Bắc Đầu tiếp tục diễn thôi. Ta gọi là Diệp Oản Oản, là lính đánh thuê của học viện Xích Diễm. Ngươi đã là Bắc Đầu, vậy không sai đâu. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Bắc Đầu, cười lạnh một tiếng. Cái gì, ngươi lại là lính đánh thuê của học viện Xích Diễm? Là ai bảo ngươi tới đánh ta? Nếu như ngươi không nói cho ta, ta liền đánh chết ngươi. Bắc Đầu mặt đầy vẻ giận. Diệp Oản Oản, cùng Bắc Đầu diễn cảnh đấu khẩu. Thật sự là sắp diễn không nổi nữa rồi mà. Thật hoài niệm khoảng thời gian làm người đại diện tại Hoa Quốc. Bớt nói nhảm đi. Diệp Oản Oản tuy là bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể gắng gượng tiếp tục tùy cơ ứng biến. Được, người quả nhiên là đồ hèn. Không đúng, quả nhiên là một cây xương cứng. Lính đánh thuê của học viện Xích Diễm các ngươi đều cứng như vậy sao? Ta không tin, ta muốn đánh gãy xương cốt của ngươi, xem ngươi có nói hay không. Lập tức. Bắc Đầu mặt đầy hung tàn, trong nháy mắt nhào về phía Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản, ngươi con miệng nó, lời thoại củ chuối này là ai viết vậy? Mắt thấy Bắc Đầu tấn công tới, Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, lúc này bị động tung ra một trường. Nhưng mà, một trường này của Diệp Oản Oản vẫn còn đang ở giữa không trung, đã thấy từ trong miệng Bắc Đầu phát ra một tiếng hét thảm, cả người bay ra ngoài cách xa mấy mét, nặng nề ngã oạch trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng gào thét bi thương như giết heo. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Bắc Đầu không ngừng hét thảm, khóe miệng hơi co rúm lại, đao của nàng đâu rồi? Tôi đụng đến cậu rồi hay sao, mà cậu liền bay ra ngoài.
Tôi còn mẹ nó có siêu năng lực đúng hay không? Diệp Oản Oản bước lên một bước, đi tới bên cạnh Bắc Đầu, bắt lại đai lưng của hắn ta, nhấc bổng lên, tôi hỏi cậu, cậu nghĩ là tôi biết siêu năng lực, hay là có dị năng? Nghe tiếng, Bắc Đầu ngừng hét thảm, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Sau khi trầm tư một lát, mở miệng nói, Phong tỷ, đệ cảm thấy cũng đúng mà. Đệ diễn như vậy, giống thật vô cùng, làm nổi bật lên sức mạnh vô địch của Phong tỷ. Tỷ xem, tỷ còn chưa đụng đến đệ đã bay ra ngoài, hiện ra một bộ thảm trạng trọng thương. Đến lúc đó tỷ trở về học viện Xích Diễm, tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy kính nể đối với tỷ. Nói như vậy, vẫn là cậu suy nghĩ sâu sắc rồi. Diệp Oản Oản cười nói. Đúng vậy, Bắc Đầu gật đầu liên tục, Phong tỷ, vẫn là tỷ hiểu đệ. Đệ diễn không giống với những người khác, nếu như đệ đi làm diễn viên, có thể trở thành một ngôi sao sáng chói. Ngươi có tin ta đánh chết ngươi hay không? Diệp Oản Oản cắn răng, trở giọng lạnh lùng nói. Nàng thề, đời này, cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ lại bó tay đối với một người như thế. Loại, hàng hiếm, giống như Bắc Đầu này, sợ rằng 1000 năm tìm không ra được một người. Phong tỷ, vậy tỷ nói phải diễn làm sao? Đệ cảm thấy cách diễn này của đệ, đã gần như là hoàn mỹ. Phong tỷ, yêu cầu của tỷ thật sự là quá cao rồi. Coi như thật sự mời tới một siêu sao điện ảnh, đệ cảm thấy cũng không nhất định có thể diễn tốt bằng đệ. Phong tỷ, sao đệ lại cảm thấy như tỷ đã sắp phát khóc rồi vậy? Bắc Đầu hướng về Diệp Oản Oản, lộ ra hàm răng trắng noãn, cười cười. Diệp Oản Oản, cái, đồ, sao, xẹt. Làm theo kịch bản này cho tôi, nhớ chưa? Diệp Oản Oản ném cho Bắc Đầu một tờ giấy, mặt đầy bộ dáng hận rèn sắt không thành thép. Cách đó không xa, Thất Tinh nhìn chằm chằm Bắc Đầu, chợt thở dài, không nhanh không chậm đi lên, hướng về Diệp Oản Oản mở miệng nói, Phong tỷ, không được thì để cho đệ tới trước đi. Đối với cách diễn siêu lố, siêu cường điệu hóa của Bắc Đầu, đừng nói chi là Diệp Oản Oản, chính ngay cả Thất Tinh ở một bên quan sát, cũng khó mà chịu đựng nổi. Chương 1611, có đau không? Nghe Thất Tinh nói vậy, Diệp Oản Oản gật đầu một cái, nói chung cũng rảnh rỗi mà, diễn trước với Thất Tinh một phen vậy. Kịch bản của cậu tôi cũng đã viết rồi. Diệp Oản Oản hướng về Thất Tinh mở miệng nói. Phong tỷ, không cần kịch bản, chỉ là diễn thôi mà, cũng không cần phiền toái vậy. Thất Tinh thản nhiên nói. Lão Thất, Phong tỷ ngay cả tôi cũng đều không hài lòng. Đừng nói chi là cậu chờ đó mà bị nghe chửi đi. Còn không thèm chuẩn bị kịch bản, thật là làm phách mà. Bắc Đầu bĩu môi. Diệp Oản Oản trước tiên xóa video của Bắc Đầu vừa diễn. Đối với Thất Tinh, Diệp Oản Oản cũng hơi yên tâm một chút. Tối thiểu Thất Tinh so với Bắc Đầu đáng tin hơn phần nào, đây là sự thật không thể nghi ngờ. Ngươi chính là Thất Tinh của Không Sợ Minh. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Thất Tinh ở phía trước, mặt không đổi sắc, nói. Nghe tiếng, Thất Tinh xoay người lại, con ngươi hiện ra một vẻ lãnh đạm, đảo mắt lườm Diệp Oản Oản. Không biết các hạ tìm ta, là có ân oán gì? Thất Tinh nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, lãnh đạm thờ ơ lên tiếng. Không phải là oán, cũng không phải là ân, chuyện công mà thôi. Diệp Oản Oản nói. Nhìn trang phục của các hạ, hẳn là lính đánh thuê của học viện Xích Diễm rồi. Thất Tinh dửng dưng một tiếng, ngày trước, Tam Đại học viện lính đánh thuê của Độc Lập Châu cũng có người đi tìm ta. Nhưng ta còn sống, bọn họ đều đã chết hết, các hạ còn muốn tiếp tục không? Bớt nói nhảm đi, nhiệm vụ của ta, chính là đánh ngươi một trận. Diệp Oản Oản cười lạnh. Nhưng mà... Diệp Oản Oản bên này vừa mới nói xong, toàn thân Thất Tinh trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ không thấy đâu. Hắn bước tới một bước, lập tức rời tới bên người Diệp Oản Oản, trong miệng không nói lời nào, đưa tay liền hướng về Diệp Oản Oản chộp tới. Diệp Oản Oản thần sắc hơi kinh ngạc, tiểu tử này, diễn cũng được à nha. Lúc này, thân hình Diệp Oản Oản đảo sang một bên, bàn tay phải của hai người, hung hăng đập vào nhau. Ầm, 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 trong miệng Bắc Đầu phát ra âm thanh đầy quỷ dị. Diệp Oản Oản, Thất Tinh, vào giờ phút này, Diệp Oản Oản thề, nếu như trong tay mình có đao, nhất định sẽ đem Bắc Đầu chém chết tươi. Hai người tận lực không để Bắc Đầu ảnh hưởng, tiếp tục đối chiến. Ầm 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 ầm, đoàng đoàng đoàng, bép bép. Nhưng mà, âm thanh trong miệng Bắc Đầu lại càng ngày càng lớn, càng ngày càng quỷ dị. Người con mẹ nó nếu như không cho ta một lời giải thích hợp lý, ta ngày hôm nay nếu như không đánh chết ngươi. Ta cũng không phải là phong tỷ của ngươi. Diệp Oản Oản trực tiếp ngừng diễn, một cái liền nhéo tay phải Bắc Đầu, đem Bắc Đầu kéo qua.
Tôi cũng rất muốn biết, cậu đang làm gì? Thất Tinh nhìn chằm chằm Bắc Đầu lúc này mặt đầy ủy khuất, mở miệng nói. Tôi đang lồng tiếng cho cậu và Phong tỷ mà. Có vấn đề gì không? Tôi thấy hai người đánh nhau không có khí thế gì cả, song trưởng của hai người đụng vào nhau đều không có tiếng động gì. Đáng lẽ phải là, ầm ầm, còn có, bép bép bép, hoặc là, bịch bịch. Cũng nhờ tôi phối âm đấy. Bắc Đầu vội vàng giải thích. Có đau không? Diệp Oản Oản nhìn về phía Thất Tinh. Không có, Thất Tinh lắc đầu một cái, bất quá, đệ có thể đi lấy. Đừng mà, cùng lắm đệ không lồng tiếng nữa. Bắc Đầu vội vàng nói. Nếu như ngươi lại xuất hiện ở trong ống kính của chúng ta, tiếp tục cái gọi là lồng tiếng, ngươi sẽ bị ta và Thất Tinh đánh chết tươi, hiểu chưa? Diệp Oản Oản cắn răng nghiến lợi. Hiểu rồi, đệ bảo đảm chỉ ngồi ở một bên, cũng không nhúc nhích lấy một cái. Bắc Đầu liền vội vàng vỗ ngực bảo đảm. Lần này, Bắc Đầu đã có kinh nghiệm, không tiếp tục làm loạn, chỉ là ngồi ở một bên cách xa xa ngắm nhìn, thậm chí cũng không dám thở mạnh dù chỉ một tiếng. Nửa giờ sau, vai diễn của Diệp Oản Oản và Thất Tinh rốt cuộc cũng kết thúc. Chương 1612, kết quả giám định thân nhân. Hoàn mỹ. Diệp Oản Oản ý cười đầy mặt, kéo Thất Tinh đang nằm dưới đất lên. Cậu nhóc Thất Tinh này diễn kịch tuyệt đối ổn thỏa, Cung Húc thì không nói, so với Lạc Thần còn tốt hơn. Hơn nữa, khủng bố nhất chính là, đây là lần đầu tiên Thất Tinh diễn xuất. Phong tỷ hài lòng là tốt rồi, Thất Tinh vuốt cằm nói. Diệp Oản Oản như có điều gì suy nghĩ, nhìn chằm chằm Thất Tinh, tướng mạo lãnh lãnh xoái xoái, tuổi tác lại không lớn, cũng thích diễn xuất, thân thủ lại càng tuyệt vời. Nếu như, đem Thất Tinh mang tới Hoa Quốc, cho lăn lộn trong giới giải trí, chính mình làm người đại diện cho cậu ta. Đây chính là một cây vàng hái ra tiền đó nha. Nếu để cho đích thân mình bồi dưỡng dẫn dắt, Thất Tinh tuyệt đối có thể trở thành siêu sao điện ảnh cấp quốc tế đấy, có được không? Thất Tinh, thật sự đây là lần đầu tiên diễn xuất của cậu. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Thất Tinh, nghi ngờ hỏi. Vâng, Thất Tinh nói, ở chỗ này, cơ hồ không có đất để diễn xuất. Trong lúc Diệp Oản Oản còn muốn nói điều gì, Bắc Đầu hùng hục chạy tới, cười nham nhở, Phong tỷ, kỹ thuật diễn xuất thô ráp như vậy, có gì đáng để tán dương. Xem đệ này, lúc nãy đệ cũng định diễn như vậy đấy. Diệp Oản Oản lườm Bắc Đầu một cái, chỉ có thể kiên trì tiếp tục diễn đến cùng. Lần này kỹ thuật diễn xuất của Bắc Đầu, so với trước kia hơi khá hơn một chút. Diệp Oản Oản không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, có gì sẽ cắt ghép chỉnh sửa hậu kỳ sau, nên vấn đề không lớn. Vừa mới quay xong video, từ đằng xa một vị thành viên không sợ Minh trẻ tuổi chạy tới. Minh chủ, thành viên không sợ Minh vâng vâng dạ dạ nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, thận trọng nói, Minh chủ, đại trưởng lão bảo thuộc hạ tới thông báo cho ngài, thứ ngài muốn hiện tại đã có kết quả, nhắn ngài lập tức trở lại xem một chút. Là kết quả gì? Diệp Oản Oản nhìn về phía thành viên không sợ Minh, hiếu kỳ hỏi. À, cái này, thuộc hạ cũng không biết, đại trưởng lão cũng không có nói rõ. Thành viên không sợ Minh trả lời. Đi, đi về trước đi. Diệp Oản Oản hướng về Thất Tinh và Bắc Đầu nói. Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản trở lại không sợ Minh. Bên trong phòng làm việc, đại trưởng lão không nhanh không chậm đi vào, trong tay cầm một bản báo cáo, tới trước bàn làm việc của Diệp Oản Oản ngừng lại. Kết quả giám định như thế nào? Diệp Oản Oản nhìn về phía đại trưởng lão, mở miệng hỏi. Thật ra thì, giám định lần này, cũng chỉ là do Diệp Oản Oản bỗng nhiên có linh cảm. Trong lòng cũng không cho rằng mình thật sự sẽ là Nhiếp Vô Ưu, nói chung cũng hơi có chút khiên cưỡng rồi. Minh chủ, báo cáo kết quả đã xuất ra rồi, ngài tự mình nhìn một chút đi. Đại trưởng lão đem tài liệu nhẹ nhàng đặt lên trên bàn làm việc, hướng về Diệp Oản Oản cười nói. Diệp Oản Oản, lần trước không phải đã nói, chính mình căn bản là xem không hiểu sao. Tôi xem không hiểu, ông nói rõ đi. Diệp Oản Oản đầy vẻ bất đắc dĩ. Minh chủ, căn cứ báo cáo kết quả giám định cuối cùng phân tích, ADN hai người khớp với nhau 99% trở lên. Đại trưởng lão nhìn Diệp Oản Oản, nhẹ nhàng giải thích. Nghe đại trưởng lão báo cáo, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Kết quả ADN khớp nhau từ 99% trở lên. Ý của đại trưởng lão là, theo khoa học giải thích, nói cách khác, huyết thống hai người khớp với nhau, là thân nhân. Đại trưởng lão lại nói. Nghe đại trưởng lão nói xong, trong nháy mắt, đầu của Diệp Oản Oản bỗng trống giống như vừa nổ tung. Lượng tin tức này, thật sự là quá lớn một chút, so với lần trước giám định ra con ả,
Nhiếp Vô Ưu, đó là giả lại càng thêm rung động, khiến cho Diệp Oản Oản tạm thời không thể nào tiếp thu được. Thấy Diệp Oản Oản sững sờ tại chỗ, ánh mắt có chút thảng thốt, chân mày đại trưởng lão hơi hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, minh chủ. Ngài không sao chứ? Đại trưởng lão có chút lo lắng nhìn Diệp Oản Oản. Chương 1613, mình lại là Nhiếp Vô Ưu. Đại trưởng lão cũng không biết xảy ra chuyện gì, cũng không đoán được mẫu thử mà Diệp Oản Oản đưa cho ông ta, đến tột cùng là ai. Nhưng nhìn bộ dáng Diệp Oản Oản như thế, trong lòng đại trưởng lão cũng có thể đoán đại khái được một chút. Chắc là có quan hệ không nhỏ với Diệp Oản Oản. Ừ, không có việc gì, Diệp Oản Oản phục hồi lại tinh thần, hướng về đại trưởng lão khẽ mỉm cười, được rồi, tôi biết rồi, hai ngày nay cực khổ, ông đi làm việc trước đi. Minh chủ, nếu có chuyện gì, ngàn vạn lần không nên giấu chúng tôi. Đại trưởng lão mơ hồ cảm thấy, kết quả báo cáo giám định này, sẽ gây nên chuyện lớn gì đó. Đại trưởng lão nói xong, xoay người đi ra khỏi phòng làm việc. Chờ sau khi đại trưởng lão rời đi, khuôn mặt Diệp Oản Oản đầy thần sắc quỷ dị và rung động. Giám định lần này, Diệp Oản Oản có thể hoàn toàn khẳng định tóc là của mình, cũng là nàng tự tay giao cho đại trưởng lão, không hề sai. Nói cách khác, mẫu thử của nàng và Đường Đường không sai. Đã như vậy, kết quả giám định cũng sẽ không có bất kỳ sai lầm nào. Mình là mẹ ruột của Đường Đường. Diệp Oản Oản trợn mắt hốc mồm, khó mà tin nổi. Hơn nữa, nàng trừ là mẹ của Đường Đường ra, lại còn là con gái của Nhiếp gia chủ mẫu, hơn nữa còn là em gái ruột của Nhiếp Vô Danh. Chuyện này làm sao có thể? Diệp Oản Oản lẩm bẩm trong miệng, trong lúc nhất thời, có chút khó mà tiếp nhận nổi. Nói như vậy, cái gã sát thủ lúc trước nói không ngoa, cũng không hề nói dối. Người mà bọn họ truy sát tại Hoa Quốc, thật sự đúng là Nhiếp Vô Ưu, cũng chính là mình. Vào giờ phút này, cả người Diệp Oản Oản đều nằm ở trạng thái mộng bức. Không hiểu sao lại đến học viện Xích Diễm, tình cờ gặp được Lý Tân, lại tình cờ tìm đến đại ca của anh ta, sau đó lại không hiểu sao đi xét nghiệm ADN của mình và Đường Đường. Mà những thứ này cũng không tính là gì, thứ khó hiểu nhất chính là, kết quả giám định cuối cùng, chính mình lại có thể thật sự là Nhiếp Vô Ưu của Nhiếp gia đã mất tích rất nhiều năm. Trong lúc nhất thời, đầu Diệp Oản Oản phình to như cái đấu, muôn ngàn dòng suy nghĩ hỗn loạn ở bên trong. Nếu như nàng là Nhiếp Vô Ưu, vậy thì Đường Đường đến tột cùng là do mình và ai sinh? Chính mình năm đó ở Độc Lập Châu, thời điểm còn là Nhiếp Vô Ưu, quen biết Tư Dạ Hàn hay sao? Nếu như đã biết Tư Dạ Hàn, có phải là sinh cùng với Tư Dạ Hàn hay không? Nhưng mà, nếu như mình thật sự sinh con cho Tư Dạ Hàn, chẳng lẽ Tư Dạ Hàn một chút cũng không hề biết được sao? Rất hiển nhiên, Tư Dạ Hàn căn bản cũng không biết Đường Đường có tồn tại. Nếu như, Đường Đường không phải là mình và Tư Dạ Hàn sinh, vậy thì là cùng ai sinh? Vị hôn phu của nàng, Kỳ Tu Nhiễm. Rất nhanh, Diệp Oản Oản cũng bác bỏ cái ý nghĩ này. Nếu như là Kỳ Tu Nhiễm, Kỳ Tu Nhiễm làm sao lại không cùng Đường Đường nhận nhau? Coi như là Kỳ gia, hẳn là cũng sẽ muốn nhận một người cháu như thế này đi. Còn nữa, Nhiếp Vô Danh trước đó có nói qua, Đường Đường là do em gái anh ta, Nhiếp Vô Ưu và một gã dã nam nhân sinh ra. Cho nên, người, dã nam nhân, này, càng không thể nào là Kỳ Tu Nhiễm. Dã nam nhân, Diệp Oản Oản lẩm bẩm trong miệng, rốt cuộc ai là dã nam nhân nào đó trong miệng Nhiếp Vô Danh. Giả thiết hợp lý nhất trong lòng Diệp Oản Oản, tất nhiên là Tư Dạ Hàn. Nhưng mà hiện nay, người duy nhất có liên hệ cực lớn với Tư Dạ Hàn là Tu La Chủ, vẫn luôn không hề thừa nhận hắn chính là Tư Dạ Hàn. Dù cho mình chúng phải tình cổ, Tu La Chủ vẫn thờ ơ không động lòng. Theo thực tế hiện tại mà nói, tất cả mọi đầu mối đều hướng về Tư Dạ Hàn. Chỉ cần Tu La Chủ thừa nhận mình là Tư Dạ Hàn, như thế, rất nhiều câu trả lời cũng có thể thuận lợi giải đáp như nước chảy thành sông. Đương nhiên, hết thảy các thứ này cũng không phải cứ mình nghĩ thôi là được, tốt nhất vẫn là có thể làm cho vị viện trưởng của học viện Xích Diễm kia hỗ trợ một chút. Nếu không, cho dù Diệp Oản Oản biết mình là Nhiếp Vô Ưu, vẫn như cũng không thể nhớ ra nổi được chút gì cả. Mình lại có thể thật sự là Nhiếp Vô Ưu. Bên trong phòng làm việc, Diệp Oản Oản mặt đầy chấn động. Chương 1614, người muốn gặp nhất là Đường Đường. Diệp Oản Oản mặt đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm kết quả giám định trong tay. Từ khi sống lại tới nay, tất cả ký ức bỗng như đèn kéo quân thoáng qua ở trong đầu. Đã sống hai kiếp người, nàng đều không biết được mình rốt cuộc là ai, mãi cho tới hôm nay.
nhưng chỗ làm nàng nghi hoặc không hiểu quá nhiều. Vì cái gì trong trí nhớ, điều ông ngoại nói với nàng, lại hoàn toàn không khớp với thực tế. Nếu nàng là Nhiếp Vô Ưu, tại sao lại có thể là người nước Hoa? Sao cha mẹ nàng có thể đều đã mất, Nhiếp phu nhân và Nhiếp gia chủ rõ ràng đều vẫn khỏe mạnh. Nàng thậm chí còn liên tưởng đến cái chết của mình kiếp trước, có phải là cũng có ẩn tình đặc thù gì đó hay không? Có liên quan gì đến Độc Lập Châu hay không? Còn có Tư Dạ Hàn, anh ta thay đổi trí nhớ của nàng, mục đích rốt cuộc là vì sao? Năm đó đã xảy ra chuyện gì, khiến cho nàng rời khỏi Độc Lập Châu? Ngón tay nắm báo cáo giám định của Diệp Oản Oản dần dần siết chặt. Rốt cuộc biết được thân thế của mình, nhưng tâm tình của nàng lại càng thêm ngưng trọng. Rất rõ ràng, bây giờ toàn bộ Nhiếp gia đều bị Nhiếp Linh Lung lừa gạt. Nàng có thể xác định là, thế lực sau lưng Nhiếp Linh Lung tuyệt đối không phải tầm thường. Nếu không, không có khả năng khống chế được nhiều cơ quan giám định của Độc Lập Châu như thế, càng không thể nào dùng một ả Nhiếp Vô Ưu giả lừa gạt tất cả mọi người. Bao gồm cả rất nhiều thế lực thuộc nội bộ Nhiếp gia, sợ rằng đều đã nằm trong sự khống chế của Nhiếp Linh Lung. Nàng hoàn toàn không cách nào lường được hư thật của Nhiếp Linh Lung là như thế nào. Sau khi biết được kết quả giám định, phản ứng đầu tiên của nàng chính là muốn nhận nhau cùng với người nhà. Nhưng, sau khi nghĩ tới những thứ này, nàng lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Hiện tại không thể tùy tiện hành động, nếu không thậm chí có khả năng mang đến nguy hiểm cho Nhiếp gia, cho Đường Đường. Nàng muốn biết rõ ràng thế lực sau lưng Nhiếp Linh Lung, và mục đích của cô ta rốt cuộc là cái gì, có một sự chuẩn bị chu đáo hoàn hảo. Cái thân phận Bạch Phong này, nói chung cũng thuận tiện cho nàng điều tra. Cuối cùng, Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, đứng dậy đi đến Nhiếp gia. Hiện tại người nàng muốn gặp nhất, là Đường Đường. Cửa chính Nhiếp gia. Diệp Oản Oản vừa mới chạy tới, ở ngay cửa thấy được thân ảnh nho nhỏ của Đường Đường. Chẳng qua là, trước mặt của Đường Đường đang bị một gã đàn ông mặc trang phục quản gia ngăn cản, dường như đang nói gì đó với cậu bé. Quản gia của Nhiếp gia không phải là một lão già sao? Làm sao lại đổi người rồi? Nhìn vẻ mặt của Đường Đường, dường như đang rất tức giận. Tránh ra, cậu bé ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú gã quản gia trẻ tuổi trước mặt. Mời tiểu thiếu gia trở vào trong, quản gia cung kính khom người, nhưng nơi đáy mắt lại không hề có một chút vẻ tôn kính hay kiêng kỵ nào, ngược lại còn bày ra một bộ dáng hoàn toàn không lo ngại gì. Đường Đường ánh mắt băng lãnh, càn rỡ, từ lúc nào đến phiên ngươi tới ra lệnh cho ta? Quản gia trẻ tuổi tựa hồ bị ánh mắt lạnh lùng và khí thế của cậu bé làm rung động, sau khi bình ổn lại tâm tình, tiếp tục thản nhiên bình chân như vậy mở miệng nói, tiểu thiếu gia, cũng không phải là tôi ra lệnh cho ngài, đây là mệnh lệnh của mẹ ngài. Gần đây Độc Lập Châu không yên ổn, ngài ra ngoài đi loạn như vậy quá nguy hiểm. Coi như là ngài làm ầm ĩ kinh động đến phu nhân và gia chủ, cũng là vô dụng. Càn rỡ, ngươi là đang uy hiếp ta. Thuộc hạ không dám. Tôi chẳng qua chỉ dựa theo nhị tiểu thư phân phó mà làm việc. Nhị tiểu thư chỉ là vì lo cho sức khỏe của ngài. Người đâu, đưa tiểu thiếu gia trở về phòng. Đường Đường dường như đã mất đi tính nhẫn nại, không để ý đến tên quản gia trẻ tuổi kia, trực tiếp hướng về phía cửa, đi ra ngoài. Quản gia lập tức lạnh giọng mở miệng nói, ngớ ra đó làm cái gì, còn không ngăn cản tiểu thiếu gia. Một bên, mấy gã hộ vệ áo đen nghe vậy lập tức tuân lệnh tiến lên. Ngăn cản Đường Đường rời đi. Mà gã quản gia trẻ tuổi kia lại bắt lấy cánh tay của Đường Đường, muốn cưỡng ép mang cậu bé về. Chương 1615, bảo bối đừng sợ, có mẹ ở đây. Tiểu thiếu gia, ngài vẫn là nên ngoan ngoãn cùng chúng tôi trở về đi thôi, đừng làm cho chúng tôi khó xử. Quản gia trẻ tuổi kia thấy Đường Đường không phối hợp, trực tiếp dùng sức kéo cậu bé đi vào bên trong. Nhìn thấy một màn trước mắt. Ngực của Diệp Oản Oản giống như có một ngọn lửa giận đang hừng hực cháy, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, lập tức sải bước đi về phía cửa. Diệp Oản Oản, buông cậu bé ra. Nghe được âm thanh của Diệp Oản Oản, thân thể nho nhỏ của Đường Đường hơi chấn động một chút, sự tức giận trong con ngươi nhất thời tràn đầy kinh hỉ, hơi xoay người lại, giãy thoát khỏi tay gã quản gia, thật nhanh nhào vào trong lòng Diệp Oản Oản, mẹ. Diệp Oản Oản ngồi xổm người xuống, đem thân thể nho nhỏ ôm thật chặt. Mẹ. Cậu bé dính thật chặt ở trong ngực Diệp Oản Oản, thân thể khẽ run lên, mẹ. Mẹ. Nghe cậu bé một tiếng lại một tiếng gọi mẹ, trái tim Diệp Oản Oản giống như bị một bàn tay sắt siết chặt, từng cơn đau đớn quặn thắt, bảo bối ngoan nào, đừng sợ, có mẹ ở đây. Mẹ, Đường Đường thật sự nhớ mẹ, Đường Đường muốn đi gặp mẹ. Nghe âm thanh nhõng nhẽo của cậu bé,
Diệp Oản Oản quả thật là đã đau lòng không thôi. Nhìn tình huống này, con khốn nạn giả mạo Nhiếp Phụ Ưu kia là cố ý không muốn để cho nàng và Đường Đường quá thân cận, cho nên không tiếc đem Đường Đường giam lỏng, không cho phép cậu bé rời khỏi Nhiếp gia. Lấy danh nghĩa bảo đảm cho sự an toàn của Đường Đường, như vậy Nhiếp phu nhân và Nhiếp gia chủ cũng sẽ không phản đối, thậm chí còn sẽ chống lưng cho cô ta. Trước đó nàng cũng không biết được thân phận của mình, vì không muốn ảnh hưởng tới quan hệ giữa Đường Đường và mẹ ruột, cho nên tận lực phòng ngừa việc mình quá thân cận với Đường Đường. Cho dù cậu bé yêu mến nàng như thế, nàng vẫn cố kiềm nén nhớ nhung, không đi gặp cậu bé. Không nghĩ tới, cuối cùng lại có thể làm thương tổn tới Đường Đường. Nhìn cậu bé như một chú chim non nhỏ dính ở trong ngực của mình, trái tim Diệp Oản Oản đều nhanh muốn bể nát. Bạch Minh Chủ, nơi này là Nhiếp gia, cũng không phải là không sợ Minh của ngươi. Nể mặt đại thiếu gia cho phép ngươi tùy ý ra vào, cũng không có nghĩa đây là nơi mà ngươi có thể dương oai. Ta khuyên ngươi chớ có xen vào việc của người khác, tự lo cho bản thân mình đi. Quản gia trẻ tuổi kia cả vú lấp miệng em nói. Chắc hẳn tên quản gia kia cũng là tâm phúc của Nhiếp Linh Lung rồi. Diệp Oản Oản không để ý đến sự uy hiếp và cảnh cáo của hắn ta, xoa xoa đầu của Đường Đường trấn an, ngay sau đó ánh mắt không có một tí nhiệt độ nào nhìn vào bàn tay phải của gã ta, mới vừa rồi. Ngươi dùng cái tay thối tha này làm đau con ta. Gã đàn ông trẻ tuổi cao cao tại thượng nhìn xuống nàng, làm sao? Đường Đường, nhắm mắt lại. Diệp Oản Oản nhìn về phía Đường Đường, nhẹ nhàng nói. Mặc dù cậu bé không biết tại sao, nhưng vẫn lập tức nghe lời nhắm hai mắt lại, vâng ạ. Một giây kế tiếp, chỉ nghe được một tiếng kêu rên như heo bị cắt tiết. A a a a. Cùng với đó là một tiếng, rắc, nghe rợn cả tóc gáy. Diệp Oản Oản lấy thế nhanh như sấm đánh không kịp bưng tai, đặt lên cổ tay người đàn ông kia, đầy thô bạo đem cổ tay của hắn ta vặn gãy. Xương tay hoàn toàn gãy lìa, lủng lẳng qua lớp da. A a a a a a a. Gã ta ôm lấy cổ tay đau đến lăn lộn trên mặt đất. Nếu như bình thường, với khí lực của nàng, muốn vặn gãy cổ tay của một gã đàn ông trưởng thành như thế này, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng trong nháy mắt đó, thời điểm đại não hoàn toàn bị lửa giận chiếm cứ, làm được những thứ này lại tựa hồ như là chuyện đương nhiên. Lúc trước Diệp Oản Oản vẫn nghĩ không thông, tại sao nàng thỉnh thoảng sẽ bộc phát ra được giá trị vũ lực chính nàng cũng khó mà hiểu được. Hiện tại, nàng rốt cuộc đã hiểu rồi. Đây là những thứ thuộc về Nhiếp Vô Ưu, cũng chính là năng lực chân chính thuộc về mình. Chẳng qua, bởi vì không có ký ức, năng lực của nàng rất không ổn định. Nói cách khác, không cách nào khống chế được. Chương 1616, không có cái gì mà Bạch Phong ta không dám. Nàng nhất định phải mau sớm gặp được viện trưởng học viện Xích Diễm, tìm lại trí nhớ của mình. Nếu không với tình trạng của nàng bây giờ, không chỉ không có cách nào tự vệ, cũng không có cách nào bảo vệ được người nàng muốn bảo vệ. Bạch Phong, ngươi lại dám, dương oai tại Nhiếp gia. Quản gia trẻ tuổi hung tợn nhìn nàng chằm chằm, trong con ngươi tràn đầy vẻ âm lãnh. Bảo bối, có thể mở mắt ra rồi. Diệp Oản Oản ôn nhu dị thường, cúi người nói với Đường Đường bảo bối một câu, ngay sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống gã đàn ông đang lăn lộn dưới đất kia, khẽ cười một tiếng và nói, à, cõi đời này, còn không có cái gì mà Bạch Phong ta không dám làm. Muốn nhìn thử một chút sao? Lại nói, thân phận ác bá của Độc Lập Châu này, dùng thật là thật thoải mái nha. Nàng tựa hồ có chút hiểu được vì sao mình năm đó lại tạo dựng một tổ chức như không sợ minh vậy. Ký ức có thể thay đổi, nhưng mà một vài thứ trong xương tủy, cũng không cách nào thay đổi. Ngươi, đối phương đoán chừng là vì ngại danh tiếng của không sợ minh, nghĩ đến tác phong làm việc của không sợ minh, nơi đáy mắt thoáng qua một tia kiêng kỵ, cuối cùng một chữ cũng đều không dám nói. Diệp Oản Oản vốn còn có chút ít lo lắng, cho rằng mình quá bạo lực rồi, sẽ bị Đường Đường ghét. Kết quả, Đường Đường ngước đầu nhỏ lên, con mắt lóe sáng lấp lánh mà nhìn nàng, mẹ thật là lợi hại. Ánh mắt của Diệp Oản Oản mềm nhũn, đáy mắt tràn đầy thương xót. Mẹ không hề lợi hại chút nào, mẹ đã sinh con ra, vậy mà. Thậm chí ngay cả sự tồn tại của con, mẹ cũng không biết. Đường Đường, hôm nay mẹ dẫn con đi ra ngoài chơi, có được hay không? Diệp Oản Oản nhìn về phía Đường Đường mở miệng hỏi. Quản gia trẻ tuổi kia bò dậy, lập tức nổi giận nói, Bạch Phong, Phụ Ưu tiểu thư ra lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào mang tiểu thiếu gia rời khỏi Nhiếp phủ. Ngươi công khai bắt cóc tiểu thiếu gia của chúng ta, biết hậu quả như thế nào sao? Quản gia dứt tiếng, một đám hộ vệ nhất thời ngăn nàng lại. Bắt cóc,
nàng là nghĩa nữ của nhiếp phu nhân. Nhiếp phu nhân đã nói qua, nàng có thể tùy ý ra vào. Hơn nữa, nếu như bọn họ lo lắng cho sự an toàn của Đường Đường, có một vị không sợ minh chủ như nàng dẫn đi, không an toàn hơn bọn họ hay sao? Những người này, chẳng qua chỉ là bị Nhiếp Linh Lung và Nhiếp Vô Ưu sai xử, thuần túy muốn kiếm chuyện mà thôi. Cho nên, nàng cũng không có ý định cùng bọn chúng giảng đạo lý. Diệp Oản Oản nắm lấy bàn tay nhỏ của Đường Đường, khóe miệng hơi hơi dương lên, ánh mắt thờ ơ đảo qua toàn bộ đám người ở đây, xem ra, các vị rất muốn xem thử không sợ minh thất sát lệnh của chúng ta cho biết mùi. Nghe được ba chữ, thất sát lệnh, sống lưng tất cả hộ vệ ở đây đều theo bản năng rét run lên, như vừa nghĩ tới chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ. Trong vòng 7 ngày, hủy diệt cả nhà, đến nay chưa bao giờ có ngoại lệ. Mặc dù không làm tròn nhiệm vụ sẽ bị gia chủ trách phạt, nhưng... Nhưng nếu như chọc tới không sợ minh, đây chính sẽ phải bị diệt cả nhà. Huống chi Bạch Phong là người nào, với thực lực võ thuật của nàng, bọn họ coi như là có đông gấp 2 lần nữa, cũng không phải là đối thủ của nàng. Mới vừa rồi nàng chỉ phong khinh vân đạm liền bẻ gãy cổ tay của quản gia. Lại nói, trong lòng những hộ vệ này cũng hiểu rất rõ ràng, tiểu thiếu gia đi theo nàng sẽ không có nguy hiểm gì, chẳng qua là do nhị tiểu thư ra lệnh, nghiêm cấm tiểu thiếu gia rời khỏi nhà mà thôi. Cân nhắc một hồi, mọi người chố mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng dừng lại bước chân. Trước một đám ánh mắt sợ hãi, Diệp Oản Oản trực tiếp sát Đường Đường, thản nhiên rời khỏi Nhiếp gia. Cậu bé nắm thật chặt tay mẹ, rất sợ nàng buông ra. Sau lưng, quản gia ôm lấy cổ tay, sắc mặt đầy âm trầm, nhanh. Lập tức thông báo cho nhị tiểu thư và tam tiểu thư trở về. Nói cho phu nhân và gia chủ, là Bạch Phong của không sợ mình ép buộc tiểu thiếu gia. Chương 1617, làm cái gì cũng đều được. Diệp Oản Oản dắt Đường Đường đi ra khỏi cửa. Cậu bé đột nhiên rũ đầu xuống, dừng bước. Đường Đường, sao vậy? Diệp Oản Oản nghiêng người hỏi. Mẹ, hay là Đường Đường trở về đi thôi? Cậu bé thấp giọng hỏi. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, hỏi, tại sao? Đường Đường không muốn ở chung một chỗ cùng với mẹ sao? Cậu bé lập tức kích động ngẩng đầu, dĩ nhiên không phải. Đường Đường muốn cùng với mẹ ở chung một chỗ, luôn luôn muốn cùng với mẹ ở chung một chỗ, nhưng mà ông nội bà nội sẽ tức giận, con không muốn làm liên lụy mẹ. Nhóc biết, ông nội bà nội coi như sẽ không làm gì nhóc, nhưng nhất định sẽ làm liên lụy đến mẹ. Thấy cậu bé thân thiết như vậy, trong lòng Diệp Oản Oản tràn đầy cảm động, ôn nhu mở miệng nói, bảo bối yên tâm, sẽ không đâu. Có mẹ ở đây, mẹ bảo đảm, ông nội bà nội sẽ không tức giận. Mẹ cũng sẽ không có chuyện, cho nên, yên tâm đi cùng mẹ, được không? À, cho dù có chuyện, cũng sẽ chỉ là người khác có chuyện. Vâng ạ, cậu bé dùng sức gật đầu một cái, đáy mắt tràn đầy sự tín nhiệm và ỷ lại. Mẹ! Sao? Mẹ có thể gọi Đường Đường một tiếng bảo bối nữa được không? Cậu bé chần chờ, mở miệng hỏi thăm. Diệp Oản Oản cười khẽ, đương nhiên là có thể. Đường Đường vĩnh viễn là bảo bối của mẹ. Con mắt cậu bé lập tức sáng lấp lánh, mở miệng nói, mẹ cũng là bảo bối của Đường Đường. Diệp Oản Oản đón lấy con ngươi sáng long lanh như ánh sao đêm của cậu nhóc, không nhịn được ôm lấy ngực. Ông trời ơi, tâm can bảo bối của ta ơi, làm sao lại đáng yêu như thế, đáng yêu đến vậy. Một tiểu nãi oa đáng yêu như thế này, lại là do nàng sinh, là chính nàng sinh đó nha. Từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy Đường Đường, nàng cũng đã hâm mộ đến nhanh hộc máu. Nghĩ thầm cha mẹ của bé rốt cuộc là có gen như thế nào, mới có thể sinh ra được bảo bảo đáng yêu như thế, xinh đẹp như thế. Làm sao cũng không nghĩ tới, Đường Đường lại có thể sẽ là do nàng sinh ra. Đây quả thực là quá, thần, kỳ. Không biết nàng làm sao mà lại có Đường Đường. Nàng lại có thể một chút ký ức này mà cũng không có. Ký ức chân quý đến như vậy. Ban đầu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lại có thể khiến cho nàng bỏ lại Đường Đường một thân một mình. Cha của Đường Đường, cũng không biết rốt cuộc là ai. Ánh mắt Diệp Oản Oản đầy ôn nhu nhìn cậu bé, bảo bối, lại gọi một tiếng mẹ có được hay không? Cậu bé dĩ nhiên là vui vẻ đáp ứng, vô cùng phối hợp mà nhõng nhẽo kêu một tiếng, mẹ tương đương tương đương. Ngoan ngoãn! Diệp Oản Oản sờ sờ đầu của cậu nhóc, cố đè nén tâm tình kịch liệt trong lòng xuống, mở miệng nói, đúng rồi, Đường Đường. Trước đó có nghe cậu của con nói, còn mấy ngày nữa chính là sinh nhật của mẹ con, có đúng hay không? Trước đó, nàng từ chỗ con hàng nhiếp vô danh kia mà biết được,
sinh nhật Nhiếp Vô Ưu là ngày 23 tháng 11. Nói cách khác, sinh nhật chân chính của nàng là ngày 23 tháng 11. Nghe Diệp Oản Oản nhắc tới cái người, mẹ, đó, đáy mắt cậu bé ảm đạm đi mấy phần, gật đầu nói, đúng thế. Con người Diệp Oản Oản chuyển động, sờ cằm một cái, mở miệng nói, a, như vậy đi. Bảo bối, hôm nay mẹ dẫn con đến tiệm bánh gato chơi, con có thể tự tay làm cho mẹ con một cái bánh ngọt. Coi như là, cho mẹ con một niềm vui bất ngờ trong ngày sinh nhật. Con người Đường Đường rũ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hồ có chút giãy giụa, mẹ sẽ đi cùng với Đường Đường sao? Diệp Oản Oản cười nói, mẹ dĩ nhiên sẽ đi cùng với Đường Đường rồi. Cả ngày hôm nay mẹ đều sẽ phụng bồi Đường Đường. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé nhất thời trong veo, Đường Đường muốn đi. Chỉ cần có thể cùng mẹ ở cùng nhau lâu hơn một chút, làm cái gì cũng đều được. Chương 1618, luôn luôn đi bên mẹ. Sau khi rời khỏi Nhiếp gia, Diệp Oản Oản mang theo Đường Đường đi đến một tiệm bánh gato tự chọn lớn nhất, cao cấp nhất ở Độc Lập Châu. Diệp Oản Oản vừa mới đi qua, ông chủ liền hết sức sợ sệt, tự mình đến đón tiếp. Sau khi biết được Diệp Oản Oản muốn đích thân làm bánh ngọt, lập tức sắp xếp người chuẩn bị xong hết thảy đồ dùng và nguyên liệu. Thời điểm Diệp Oản Oản vừa mới đề nghị, cậu bé dường như còn có chút không mấy tình nguyện. Bất quá, đến khi hai người cùng nhau làm bánh ngọt, có thể nhìn ra được cậu bé vẫn là đặc biệt vui vẻ. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm bộ dáng vui vẻ của Đường Đường, đáy lòng khó tránh khỏi sẽ có tâm tình hơi khác thường. Từ thời cơ trước mắt mà xem, nàng vẫn không thể nói ra chân tướng cho Đường Đường. Cho nên bây giờ đối với Đường Đường mà nói, Nhiếp Vô Ưu giả đó mới là mẹ ruột của nhóc. Mẹ, mẹ, Đường Đường đã làm xong. Âm thanh của Đường Đường làm cho Diệp Oản Oản phục hồi lại tinh thần. Chỉ thấy chiếc bánh ngọt cậu bé tự tay làm đã xong, bên hông được dùng một lớp kem để nặn ra những đóa hoa xinh đẹp, ở giữa được trang trí một trái tim thật lớn. Thật là đẹp, Đường Đường thật là lợi hại, Diệp Oản Oản lập tức khích lệ nói. Cậu bé xấu hổ mấp máy môi, ngay sau đó bưng chiếc bánh ngọt nhỏ đó lên, đưa tới trước mặt của Diệp Oản Oản, mẹ. Tặng cho mẹ. Thần sắc Diệp Oản Oản ngẩn ra, tặng cho mẹ. Không phải là làm cho người mẹ kia của con sao? Ánh mắt sáng ngời của Đường Đường nhìn nàng chằm chằm, thần sắc vô cùng nghiêm túc mở miệng nói, nhưng mà, Đường Đường muốn tặng cho mẹ. Đây là lần đầu tiên Đường Đường làm bánh ngọt, Đường Đường muốn tặng cho mẹ cơ. Người, mẹ, trong miệng Đường Đường, là nàng. Bởi vì lần đầu tiên làm là quan trọng nhất, cho nên, muốn tặng cho nàng. Một cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng Diệp Oản Oản, nàng khom người đem cậu bé ôm vào trong ngực, cảm. Cảm ơn Đường Đường. Cảm ơn bảo bối của mẹ. Đây là món quà sinh nhật chân quý nhất mà mẹ nhận được. Mẹ có thích không? Thích, dĩ nhiên là thích. Vậy thì mẹ, chúng ta cùng nhau ăn hết đi. Được. Hai mẹ con cùng nhau ăn chiếc bánh ngọt nhỏ đó, sau đó lại làm một cái khác. Mà một cái bánh này, cậu bé chẳng qua chỉ dùng kem quẹt quẹt vài chiếc hoa và lá cây, cũng không trang trí thành hình trái tim ở chính giữa như trước đó. Sau khi đem bánh kem bỏ vào trong hộp, tâm tình cậu bé lập tức trầm xuống, mẹ. Mẹ muốn đưa con về nhà sao? Diệp Oản Oản nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm mà, mẹ dẫn con đi ăn cơm tối, có được hay không? Cậu bé lập tức gật đầu một cái, được. Vì vậy, Diệp Oản Oản dắt Đường Đường, chuyên phun VN, xách bánh ngọt, rời khỏi tiệm bánh gato. Kết quả, mới vừa ra khỏi cửa, Diệp Oản Oản liền phát hiện ra phía trước người đông nghìn nghịt, đông đến mức giọt nước chảy không lọt. Trước mặt có chuyện gì vậy? Diệp Oản Oản lầu bầu. Một bên, trong đám người chen lấn có người mở miệng nói, trước mặt có đại hạ giá ngày đầu tiên khai trương, phố thức ăn ngon, của Thẩm gia, tất cả mọi thứ đều được miễn phí. Ặc, khai trương phố thức ăn ngon của Thẩm gia. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi co rúm lại, tất cả mọi thứ đều được ăn miễn phí, quả nhiên là tác phong của Thẩm gia. Mẹ, đám người có chút chật chội, Đường Đường khẩn trương siết chặt vạt áo của Diệp Oản Oản. Mẹ theo sát Đường Đường, cẩn thận bị lạc. Diệp Oản Oản cười khẽ một tiếng, nắm lấy tay nhỏ của Đường Đường, mẹ sẽ không lạc mất đâu. Trong con người của cậu nhóc tràn đầy sự vui vẻ, mấp máy môi, nơi gò má béo mập lộ ra hai cái lúm đồng tiền đáng yêu, vâng. Muốn, luôn luôn đi bên mẹ. Thấy phía trước náo nhiệt như vậy, lại là, phố thức ăn ngon, dưới cờ của đại tài phiệt như Thẩm gia, hẳn là cũng không tệ lắm. Vì vậy Diệp Oản Oản liền dẫn Đường Đường chen vào, tham gia náo nhiệt. Chương 1619, cậu bé là con trai tôi.
Trên phố thức ăn ngon răng đèn kết hoa, trang sức lấp lánh kim quang, đủ loại đồ ăn vặt tinh tế làm cho người ta hoa mắt, thèm nhỏ dãi. Hơn nữa toàn bộ đều miễn phí, hấp dẫn lượng lớn khách hàng, cực kỳ náo nhiệt. Diệp Oản Oản không hiểu sao bỗng nhớ lại cảnh tượng khi còn ở Hoa Quốc, nàng và Tư Dạ Hàn dẫn theo Đường Đường, một nhà ba người cùng nhau đi dạo công viên. Diệp Oản Oản thu hồi lại dòng suy nghĩ, bảo bối, muốn ăn cái gì? Đường Đường nhìn chung quanh, rõ ràng đã bị hoa mắt. Vì vậy Diệp Oản Oản vung tay lên, chúng ta mỗi loại đều nếm thử một chút đi. Diệp Oản Oản vừa đi vừa mua mực viên, xiên nướng, kem lạnh. Đủ loại đồ ăn vặt, tất cả đều được nàng đầy hào hứng nhét vào tay của cậu bé. Hai mẹ con đang vừa đi dạo vừa ăn, trước mặt đột nhiên có một người như gió lốc vọt tới trước gót chân của nàng, ha ha. Mỹ nhân, lại gặp mặt rồi. Diệp Oản Oản nhìn người tới, hơi nhíu mày, Thẩm công tử. Không sai, không sai, Mỹ nhân còn nhớ đến tôi, thật là vô cùng vinh hạnh. Cô nhìn xem ngày tốt cảnh đẹp như hôm nay, Mỹ nhân đi một mình chẳng phải là tẻ nhạt sao? Không bằng để tại hạ giả vờ đi cùng với Mỹ nhân. Thẩm Thiên Trần đang hưng phấn bắt chuyện, đột nhiên phát hiện có một ánh mắt sắc bén như lưỡi dao bắn thẳng về phía hắn. Vì vậy, Thẩm Thiên Trần lúc này mới đem tầm mắt nhìn xuống phía dưới, bên cạnh Diệp Oản Oản. Ngay sau đó liền đối diện với một con ngươi đen lay láy, sáng ngời đầy băng lãnh. Xin lỗi, mẹ không phải đi một mình. Cậu bé nắm tay mẹ, ngửa đầu lên nhìn chăm chú gã đàn ông trước mặt, đầy nghiêm túc mở miệng. Ặc, ngươi là, Thẩm Thiên Trần mặt đầy kinh ngạc, nhìn chăm chú tiểu nãi hoa trước mặt vừa gọi Diệp Oản Oản là, mẹ. Diệp Oản Oản cười khẽ một tiếng, xoa xoa cậu nhóc đang xù lông lên, mở miệng nói cậu bé là con trai tôi. Cậu nhóc nghe nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời ngẩn ra, ngay sau đó nơi đáy mắt toát ra ánh sáng lấp lánh. Cái gì, cô đều đã có con trai. Thẩm Thiên Trần nhất thời mặt đầy vẻ khiếp sợ. Diệp Oản Oản suy nghĩ, vừa vặn dùng Đường Đường để gạt bỏ đi sự nhung nhớ của gã Thẩm Thiên Trần này, ngược lại cũng thật là không tệ. Vì vậy nàng mở miệng nói, đúng vậy, làm sao, có vấn đề gì sao? Thẩm Thiên Trần mặt đầy vẻ kính mến đáp. Một cô gái xinh đẹp và có trí tuệ lại đi cùng vũ lực lại đi cùng sự tàn bạo cay độc giống như Bạch Minh Chủ. Đừng nói có một đứa con trai, coi như là có 18 đứa con trai, vậy cũng là chuyện đương nhiên. Mỹ nhân, xin yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không ngại. Diệp Oản Oản, cái gì mà 18 đứa con trai? Nói chuyện cũng không nên dọa người như vậy được không? Một đứa thôi đã khiến nàng rất khiếp sợ rồi. Một bên, Đường Đường nghe nói như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lại trầm xuống. Cậu bé nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Trần, biểu cảm lại càng thêm khó coi. Mỹ nhân, tất cả mọi thứ nơi này, các người tùy tiện ăn. Thẩm Thiên Trần tỏ vẻ dầu nứt đố đổ vách. Diệp Oản Oản, không phải vốn đã là tùy tiện ăn miễn phí hay sao? À, đúng vậy, nhưng Mỹ nhân à, đãi ngộ của cô không giống nhau. Thẩm mỗ tôi hôm nay tự mình đi theo. Thẩm Thiên Trần mở miệng nói. Diệp Oản Oản có chút cạn lời. Cũng không cần, có được không? Bất đắc dĩ, Thẩm Thiên Trần người này không phải là dễ đuổi như vậy, toàn bộ hành trình phía sau đều đi theo nàng và Đường Đường, thái độ cực kỳ ân cần. Diệp Oản Oản muốn đuổi người cũng đều không có cách nào. Dù sao, cả con đường này đều là của nhà hắn. Mẹ, Đường Đường vẫn luôn một mực cảnh giác nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Trần ở bên cạnh, lặng lẽ kéo kéo cánh tay của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản cúi đầu, thấp giọng hỏi, sao vậy, bảo bối? Đường Đường do dự hồi lâu, sau đó sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói, mẹ không nên thích người này. Chương 1620, hắn không thích hợp với mẹ. Diệp Oản Oản nghe vậy bật cười, tại sao vậy? Đường Đường lập tức mở miệng nói, hắn không thích hợp với mẹ. Diệp Oản Oản cảm thấy hứng thú hỏi, ồ, hắn không thích hợp với mẹ, vậy con cảm thấy ai thích hợp với mẹ? Cậu bé rũ con ngươi, dường như lâm vào trầm tư. Mỹ nhân, nếm thử cái này một chút. Tôi đút cho cô nhé. Thẩm Thiên Trần hùng hục cầm lấy một cây kẹo hồ lô tiến tới trước mặt nàng. Diệp Oản Oản nhức đầu nhìn Thẩm Thiên Trần, thấy uyển chuyển cự tuyệt cũng đều vô dụng, chỉ có thể nói ngay vào điểm chính. Xin lỗi, Thẩm công tử, tôi đã có người yêu rồi. Thẩm Thiên Trần nghe vậy, tỏ vẻ không thèm để ý chút nào, cười híp mắt mở miệng, tôi biết mà. Bạch Minh chủ cô yêu thích trai đẹp. Bàn về giá trị nhan sắc mà nói, tại hạ hẳn là có thể vừa mắt Bạch Minh chủ chứ. Khóe miệng Diệp Oản Oản co giật một cái.
danh tiếng của Bạch Phong kém đến vậy sao? Tất cả mọi người đều biết nàng háo sắc. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ giải thích, tôi không phải là có ý đó. Ý của tôi là, tôi đã có người yêu, anh ấy là tình cảm chân thành duy nhất cả đời này của tôi, cũng không phải là đối tượng vui chơi qua đường tùy ý. Thẩm Thiên Trần nhất thời đầy chính nghĩa, mở miệng nói, Bạch Minh Chủ, cô xinh đẹp và có trí tuệ như vậy, trí tuệ lại đi cùng vũ lực lại đi cùng sự tàn bạo cay độc, làm sao lại có thể bị một đóa hoa tươi làm dừng bước. Mong muốn chiếm hữu trai đẹp của cô như biển rộng, rất nhiều trai đẹp vẫn đang tươi ngon mơn mởn chờ cô chinh phục, ví dụ như tôi. Diệp Oản Oản, người đủ rồi đó. Diệp Oản Oản nói thế nào cũng nói không thông, đang nhức đầu nghĩ cách làm sao thoát khỏi Thẩm Thiên Trần. Lúc này, trước mặt đột nhiên truyền tới một âm thanh dịu dàng. Tiểu Phong. Ai, Kỳ Tu Nhiễm. Dưới tình huống này, nhìn thấy Kỳ Tu Nhiễm, Diệp Oản Oản thật đúng là khó mà nói mình rốt cuộc là có tâm tình gì. Vốn nàng vẫn đang giả mạo làm Bạch Phong, giả mạo làm vị hôn thê của Kỳ Tu Nhiễm, cho nên hoàn toàn không có chướng ngại tâm lý gì, ở trước mặt anh ta diễn một chút là được rồi. Nhưng mà bây giờ, ai ngờ đâu, thân phận chân thật của nàng lại chính là vị hôn thê của Kỳ Tu Nhiễm. Tâm tình này, thật sự là có chút khó mà hình dung. Càng làm cho tâm tình nàng cảm thấy phức tạp chính là, trước đó lúc ở Kỳ gia, nàng từng nghe Kỳ phu nhân nhắc qua, ban đầu, là Kỳ Tu Nhiễm hủy bỏ hôn ước, không nguyện ý cưới Nhiếp Vô Ưu. Cái gã Kỳ Tu Nhiễm này, cự tuyệt hôn ước với Nhiếp gia, lúc không có ai lại đi dây dưa cùng với Bạch Phong. À, cho nên, nàng đây coi như là, bị Kỳ Tu Nhiễm cho đội nón xanh sao. Nghe được âm thanh quen thuộc của Kỳ Tu Nhiễm, Diệp Oản Oản còn chưa kịp mở miệng, Đường Đường ở bên cạnh đột nhiên chạy thật nhanh về phía trước, tới trước mặt của Kỳ Tu Nhiễm, ríu rít kêu một tiếng, Kỳ Thúc Thúc. Kỳ Thúc Thúc, Đường Đường rất nhớ Thúc. Trên mặt Kỳ Tu Nhiễm lộ ra nụ cười ấm áp như gió xuân, cúi người đưa bàn tay to lớn của mình ra xoa xoa đầu của cậu bé. Diệp Oản Oản thấy vậy, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Đồng thời, mi tâm không khỏi nhảy một cái. Đường Đường trừ ở trước mặt nàng ra, cực ít khi sẽ đối xử với người nào nhiệt tình như vậy. Không nghĩ tới, cậu bé lại có thể sẽ thân cận như vậy cùng với Kỳ Tu Nhiễm. Bất quá, có lẽ dường như cũng không quá kỳ quái. Kỳ gia và Nhiếp gia giao hảo, Kỳ Tu Nhiễm và Nhiếp Vô Ưu cũng chính là mình, thậm chí từng có hôn ước. Kỳ Tu Nhiễm nhận biết Đường Đường, ngược lại là rất bình thường. Nhưng theo lý thuyết, Đường Đường nếu như không phải là con trai của Kỳ Tu Nhiễm, vậy coi như là Kỳ Tu Nhiễm bị đội nón xanh. Làm sao Kỳ Tu Nhiễm lại còn có thể đối xử tốt với Đường Đường như vậy? Cho nên nói, cậu nhóc Đường Đường này, sẽ không phải là nàng và Kỳ Tu Nhiễm sinh đấy chứ? Diệp Oản Oản bị chính suy nghĩ lung tung của mình dọa sợ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1621, có nhận bổ nhí hay không? Mẹ! Mãi đến khi Đường Đường dắt Kỳ Tu Nhiễm qua gọi mình, Diệp Oản Oản mới hồi phục lại tinh thần. Mẹ, đây là Kỳ Thúc Thúc của con. Thái độ đối đãi với Kỳ Tu Nhiễm cậu bé, so với thái độ đối đãi Thẩm Thiên Trần, quả thực là khác nhau một trời một vực. Cậu bé nhiệt tình nắm tay Kỳ Tu Nhiễm giới thiệu cùng với nàng. Sau đó cậu bé hướng về Kỳ Tu Nhiễm mở miệng nói, Kỳ Thúc Thúc, đây là người mà con đã nói với Thúc, mẹ của con. Kỳ Tu Nhiễm cười khẽ một tiếng, ta biết rồi. Ta với mẹ của con có quen biết nhau. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi co giật, nào chỉ là quen biết thôi. Còn là tình nhân không công khai đấy. Có thật không, nhất thời, cậu bé mặt đầy kinh hỉ. À, Kỳ Hoàng, thật là đúng dịp, tôi đang phụng bồi Bạch Minh Chủ đi dạo phố đây. Một bên, Thẩm Thiên Trần giơ kẹo hồ lô vẫy vẫy tay. Kỳ Tu Nhiễm nghe vậy, dường như không có phản ứng đặc biệt gì, hướng về Thẩm Thiên Trần khẽ mỉm cười, Thẩm thiếu gia khai trương tốt đẹp. Kỳ mỗ đã chuẩn bị một chút lễ mọn, đã cho người đưa đến phủ. Ồ, Kỳ Hoàng quá khách khí rồi. Thẩm Thiên Trần đầy hào khí mà cười. Kỳ Tu Nhiễm cười nhạt, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Oản Oản, động tác cực kỳ tự nhiên từ trong tay nàng cầm lấy chiếc bánh ngọt nàng đang xách, cùng với tất cả đồ ăn và túi lớn túi nhỏ, cuối cùng một tay còn lại dắt Đường Đường, sau đó mở miệng nói với Thẩm Thiên Trần, Tiểu Phong đã làm phiền Thẩm thiếu gia chiếu cố. Thẩm Thiên Trần thấy vậy, mắt chữ A mồm chữ O. Đây là cái tình huống gì? Kỳ Hoàng và Bạch Phong. Kỳ Hoàng sẽ không phải là đã có ý tứ cùng với Mỹ Nhân đấy chứ? Thẩm Thiên Trần tự luyến rằng mình tài sắc song toàn, Bạch Mỹ Nhân chắc chắn sẽ không cự tuyệt mình được. Nhưng bây giờ, chuyện này, tình địch này thoạt nhìn dường như có chút cường đại nha.
trên trán Thẩm Thiên Trần không khỏi rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Hích, Bạch Minh Chủ à, mới vừa rồi cô nói đã có người yêu. Chẳng lẽ Kỷ Hoàng chính là người mà cô nói, chính là tình cảm chân thành duy nhất cả cuộc đời này. Thẩm Thiên Trần vừa nói vừa chửi thầm, nếu đã như vậy, đứa nhỏ này là do mỹ nhân sinh cùng ai? Vừa mới nói là tình cảm chân thành duy nhất cả cuộc đời đấy. Sẽ không phải là hù dọa hắn đi. Xuất phát từ khao khát muốn thoát khỏi Thẩm Thiên Trần, và khao khát cầu một con đường sống mãnh liệt trước mặt Kỳ Tu Nhiễm, Diệp Oản Oản quả quyết gật đầu, không sai, đúng vậy. Một bên, Đường Đường nghe nói như vậy, hai mắt thật to chớp chớp, dường như có vẻ rất vui sướng. Kỳ Tu Nhiễm ngược lại, từ đầu tới cuối vẫn là một biểu cảm nhẹ như mây gió, lãnh đạm bình tĩnh. Chẳng qua cũng không biết có phải là ảo giác của Diệp Oản Oản hay không, giờ phút này đường cong nơi khóe miệng của Kỳ Tu Nhiễm, dường như có thêm một chút nhiệt độ, ấm áp hơn so với ngày thường rất nhiều. Thẩm Thiên Trần nghe vậy, nhất thời nhức đầu không thôi. Dõi mắt toàn bộ Độc Lập Châu, bàn về tán gái, Thẩm Thiên Trần hắn còn chưa từng sợ ai. Nhưng mà tên tình địch trước mặt này, quả thực hơi quá đáng sợ một chút. Thẩm Thiên Trần do dự rất lâu, cảm giác độ khó mình có thể chống lại Kỷ Hoàng dường như có hơi lớn, tương đối nguy hiểm. Vì vậy, sau một hồi lâu trần chờ, Thẩm Thiên Trần rốt cuộc mở miệng nói, không biết mỹ nhân cô có thu nhận bổ nhí hay không? Lại có thể ở ngay trước mặt Kỳ Tu Nhiễm hỏi nàng có thu nhận bổ nhí hay không, Diệp Oản Oản quả thật là muốn đập chết hắn ta. Cũng không hề muốn thu nhận, có được không? Độc Lập Châu, nơi này kẻ mạnh là vua, nam nữ đều giống nhau. Không chỉ là có nam nhân thực lực cường đại, quyền thế mới có thể sở hữu mỹ nữ, mà nữ nhân cũng giống vậy. Hích, chuyện này cũng không có biện pháp nào, vậy chỉ có thể cạnh tranh công bằng thôi. Thẩm Thiên Trần thở dài. Mới vừa nói xong câu này, Thẩm Thiên Trần lập tức từ trong lồng ngực móc ra một chiếc chìa khóa vàng óng ánh. Mỹ nhân à, đây là chìa khóa kho bạc của Thẩm gia chúng tôi. Chỉ cần một câu nói của cô, liền có thể làm sính lễ của cô. Diệp Oản Oản. Ha ha, vừa mới nói cạnh tranh công bằng đấy. Chương 1622, thật là đúng dịp, lại gặp mặt. Diệp Oản Oản nghe vậy cạn lời, nâng tay che trán, không cần, cảm ơn. Nàng đối với núi vàng biển bạc gì cũng không có hứng thú, chuyện này là không có khả năng đâu. Nhưng mà loại con hàng này, vẫn là thôi đi. Sau khi bị cự tuyệt, Thẩm Thiên Trần nhìn nàng chằm chằm, sắc mặt hoài nghi, mở miệng chất vấn, nhưng... Bạch Minh Chủ à, lời mới vừa rồi của cô, dường như có chỗ nào đó không đúng lắm thì phải. Nếu như nói Kỷ Hoàng là tình cảm chân thành duy nhất cả cuộc đời này của cô, vậy đứa con này là của cô sinh cùng với ai? Diệp Oản Oản. Gã tiểu thần tài ngốc nghếch này làm sao lại khó chơi như vậy? Không bằng bây giờ liền đập chết hắn ta cho rồi. Diệp Oản Oản đang nhức đầu không thôi, muốn đánh người. Lúc này, Đường Đường ở bên cạnh đột nhiên nhìn chằm chằm một hướng khác cách đó không xa kêu một tiếng, cha. Hả, cha, cái quỷ gì? Diệp Oản Oản theo bản năng nhất thời thuận theo ánh mắt của Đường Đường nhìn lại. Kết quả, lại có thể thấy được một người, trước sau như một. Một thân âu phục màu đen, mặt đầy khí tức âm lãnh. Chính là Tu La Chủ. Nam nhân mới từ trong một tòa nhà cao cấp đi ra, đi theo phía sau là một đám tùy tùng, ánh mắt sắc bén của anh xẹt qua chợt nhìn thấy hình ảnh một nhà ba người Diệp Oản Oản, Kỷ Hoàng và Đường Đường đứng chung một chỗ. Thoát cái, ánh mắt bỗng lạnh như mùa đông khắc nghiệt, quanh thân tản ra một cỗ khí tức muốn sống thì chớ có lại gần. Chuyện này, con miệng nó, có cần trùng hợp như vậy hay không? Diệp Oản Oản đã cố ý chơi chiêu chiến tranh lạnh một đoạn thời gian. Không nghĩ tới, sau nhiều ngày không thấy, lại có thể sẽ dưới tình huống này gặp phải Tu La Chủ. Con, miệng nó, Thẩm Thiên Trần nhìn chằm chằm gã đàn ông Đường Đường vừa gọi là cha, cằm đã như muốn chạm tới mặt đất. Đây không phải là Tu La Chủ hay sao? Tên tiểu nãi oa này mới vừa rồi gọi Tu La Chủ là cái gì? Bạch Phong thậm chí ngay cả Tu La Chủ đều đưa được lên giường. Hơn nữa con của hai người đều đã lớn đến như vậy. Vậy thì Kỳ Tu Nhiễm lại là có chuyện gì xảy ra? Cho nên, nàng là hai chân đạp hai thuyền. Ánh mắt Thẩm Thiên Trần nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, giờ phút này đã tràn đầy ý sùng bái. Hắn cho rằng mình đã quá phóng đãng, không nghĩ tới vị này còn phách lối hơn. Giàn hậu cung này, có chút, châu bò. Cha, đã sớm chiều sống chung hơn 3 tháng tại Hoa Quốc, Đường Đường sau khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, theo bản năng liền kêu lên một tiếng. Mặc dù thời điểm tại Hoa Quốc,
quan hệ hai cha con này dường như cũng chỉ bình thường, nhưng khi Đường Đường gặp lại, trong đôi mắt lại rõ ràng là có chút mừng rỡ. Tu La chủ, Thẩm Thiên Trần mặt đầy vẻ đờ đẫn, nhóc con, ngươi. Ngươi mới vừa gọi anh ta là cái gì? Sau khi Tu La chủ nhìn thấy cậu bé bên cạnh Diệp Oản Oản bị Kỳ Tu Nhiễm dắt tay, đôi mắt băng lãnh dường như chớp nhanh một cái, như dùng tuyết che lại. Chỉ một hơi gió thoáng qua, rất nhanh ánh mắt này liền biến thành rừng rưng, cứ như đang nhìn những người xa lạ. Đường Đường phát hiện phản ứng của đối phương, khẽ cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ảm đạm thêm vài phần, đồng thời cũng có vẻ hơi nghi hoặc một chút. Diệp Oản Oản không để ý gã Thẩm Thiên Trần kêu la om sòm, sau khi chú ý tới tâm tình của Đường Đường, nháy mắt giải thích cho Đường Đường, Đường Đường, hắn ta không phải là người mà con nhận biết, chẳng qua là tướng mạo tương tự mà thôi. Nàng không có cách nào giải thích hết thảy mọi thứ với Đường Đường, chỉ có thể nói như vậy cho cậu bé an tâm. Không phải là cha sao? Cậu bé cau mày lẩm bẩm, lại ngước đầu quan sát đối phương. Nhưng mà, rõ ràng chỉ có màu tóc là không giống nhau thôi mà. Diệp Oản Oản sắp xếp ý nghĩ một chút, sắc mặt bình tĩnh chào hỏi, Tu La chủ, thật là đúng dịp nha, lại gặp mặt rồi. Yêu nữ, sau lưng Tu La chủ, Khương Viêm mặc dù không hề lên tiếng, nhưng nhìn khẩu hình của hắn, rõ ràng là đang nói hai chữ này. Chương 1623, yêu tiền tài, lại càng yêu trai đẹp hơn. Một hồi không minh bạch cùng với Kỷ Hoàng, một hồi lại cấu kết với Thẩm Thiên Trần. Chủ thượng làm sao có thể bị loại nữ nhân này làm ô nhục. Vừa nghĩ tới đêm hôm đó đi nhầm vào gian phòng của chủ thượng, nhìn thấy một màn nọ, nghĩ tới hết thảy những thứ nữ nhân này làm với chủ thượng, hắn liền cảm thấy chủ thượng quả thực là chịu bị làm nhục quá thể rồi, thật là ô nhục. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải tìm cho được biện pháp giải cổ độc. Nam nhân mặt không đổi sắc, hướng về nàng hơi gật đầu, coi như là chào hỏi, Bạch Minh chủ. Vẻ mặt này, giống như hai người bọn họ không có chút quan hệ nào, cứ như hết thảy mọi thứ trước đó phát sinh đều không tồn tại. Điều này khiến cho trong lòng Diệp Oản Oản tràn đầy tức giận. Về phần Thẩm Thiên Trần, vào lúc này đều đã bắt đầu bấn loạn. Vậy thì, rốt cuộc Tu La chủ có phải là cha của đứa bé này hay không? Không được, thật vất vả mới gặp được một cô gái thích hợp với hắn như vậy. Tuyệt đối không thể cứ bỏ qua như vậy. Vẻ mặt Thẩm Thiên Trần đầy thẹn thùng nhìn về phía Diệp Oản Oản nói, Bạch Minh chủ, cô có thích xính lễ hay không? Vậy coi như là đồ cưới của tôi cũng được mà. So với hắn có quyền hơn thì thế nào, còn không nhiều tiền bằng hắn. So với hắn có thế hơn thì thế nào, còn không phải chịu thua tiền của hắn hay sao? So với hắn dáng dấp đẹp trai hơn thì thế nào, còn không phải là kém xa tiền của hắn hay sao? Hắn cũng không tin thiên hạ này, có nữ nhân nào có thể chống cự sức hấp dẫn này của hắn. Coi như đối tượng cạnh tranh là Kỳ Hoàng hay Tu La chủ cũng giống vậy. Sau khi Thẩm Thiên Trần nói xong, sống lưng bỗng vô thức cảm nhận được một luồng khí tức đầy lạnh lẽo. À không đúng, hình như là hai luồng. Không đúng, ba luồng. Nhưng hắn nhìn tới nhìn lui, ở đây trừ hắn và Bạch Phong ra, ba người còn lại, một là Kỳ Hoàng với nụ cười thản nhiên trên mặt từ đầu đến cuối, Tu La chủ mặt không cảm xúc, một người còn lại chính là một tên nhóc con, không thể nào. Thời khắc này Diệp Oản Oản đã không muốn nói chuyện nữa. Cái tên này, Tiết Tháo ở đâu? Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, sau đó, ánh mắt giống như vô tình đảo qua trên người Kỳ Tu Nhiễm và Tu La chủ, cười một tiếng mở miệng nói, Thẩm công tử, thật sự là xin lỗi, tôi đương nhiên là yêu tiền tài rồi. Bất quá, yêu tiền tài, lại càng yêu thích trai đẹp hơn. Đối với tôi mà nói, ngàn vàng khó mua được một nụ cười. Diệp Oản Oản nói ra câu, ngàn vàng khó mua được một nụ cười, này, cũng không chỉ thẳng mặt người mình vừa ám chỉ là ai. Khi Diệp Oản Oản nói xong câu này, vẻ mặt Tu La chủ ở đối diện dường như có một nỗi u buồn, trong nháy mắt con ngươi nhanh chóng đảo qua một vật gì đó. Thẩm Thiên Trần che ngực, tỏ vẻ trong tim có một mũi tên, ủy khuất cười hề hề, thật ra thì. Người ta cười lên cũng rất đẹp mắt nha, mỹ nhân à, cô nhìn kỹ lại một chút. Gương mặt nhỏ nhắn kia của Thẩm Thiên Trần quả thật cũng không tệ, thả vào Hoa Quốc hoàn toàn có thể trở thành một ngôi sao điện ảnh nhỏ. Nhưng mà gương này này, so với hai vị đối thủ khủng bố trước mặt, có vẻ hơi bị lép vế. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, Thẩm công tử à, chuyện này. Thật ra thì không liên quan mấy đến tướng mạo. Thẩm Thiên Trần nghiêm túc nhìn nàng một cái, không liên quan đến tướng mạo. Bạch Minh chủ à, cô nói ra những lời này, chẳng lẽ lương tâm không cắn rứt sao? Diệp Oản Oản,
nàng quả nhiên vẫn là muốn đập chết hắn. Lúc này, Đường Đường ở một bên đột nhiên nâng đầu nhỏ lên, hướng về phía người đàn ông đối diện nhìn lại, ngài thật sự không phải là cha ta. Con người Tu La chủ rũ xuống, ánh mắt nhìn xuống cậu bé với gương mặt phấn điêu ngọc trác nhiều ngày không gặp. Trái tim sắt thép giống như tường đồng vách sắt giờ phút này càng thiếu chút nữa có vài phần mất khống chế. Ít nhất sau 3 giây trầm mặc, một âm thanh lãnh đạm lạnh lùng vang lên, người nhận lầm người rồi. Đường Đường nhìn chăm chú người đàn ông trước mắt, tựa hồ là đã đón nhận cách nói của anh ta, ngay sau đó ngữ khí đầy khẳng định mở miệng, thật xin lỗi, là ta nhận lầm người. Người không phải là cha ta rất ôn nhu. Chương 1624, muốn bàn bạc một khoản giao dịch cùng hai vị. Trong nháy mắt khi cậu bé dứt tiếng, con người lạnh giá như hàn băng vạn năm của người đàn ông như đột nhiên nổ tung, một tâm tình kinh ngạc mà đầy phức tạp thoáng qua. Ôn nhu. Diệp Oản Oản ngẩn cả ra, bởi vì kinh ngạc, cho nên bỏ lỡ mất biểu cảm nơi đáy mắt mới rồi của chàng trai. Khiến Diệp Oản Oản kinh ngạc chính là, không nghĩ tới Đường Đường nhìn có vẻ rất không hợp nhau với Tư Dạ Hàn, nhưng trên thực tế lại rất thích anh ấy. Ở trong ấn tượng của Đường Đường, Tư Dạ Hàn rất ôn nhu. Đúng vậy, ôn nhu. Thời điểm đó Tư Dạ Hàn, quả thật rất ôn nhu. Nàng bỗng một ngày chơi lớn, đem một đứa bé ở đâu về chăm sóc, còn bắt anh phải phối hợp đóng giả cha của đứa bé. Vậy mà anh vẫn đồng ý vô điều kiện. Thời điểm đó nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Một ngày kia, giữa bọn họ sẽ có kết cục như vậy. Tu La chủ và cậu nhóc giờ phút này đang đối mắt với nhau, Diệp Oản Oản nhìn, đứa lớn, một chút, lại nhìn, đứa nhỏ, một chút, vẻ mặt có chút sợ sệt. Bàn về tướng mạo, Đường Đường thật ra thì tương đối giống mẹ. Mũi, miệng, cằm, trán của cậu bé, cơ hồ đều tương đối giống nàng. Nhưng, duy chỉ cặp mắt kia, lại cực kỳ giống với Tư Dạ Hàn. Còn có tính cách thần thái thường ngày của đứa nhỏ này nữa. Thời điểm ban đầu ở Hoa Quốc, nàng đã từng cảm thấy thực ra Tư Dạ Hàn và cậu bé thực ra rất giống cha con. Chẳng lẽ, Đường Đường và Tư Dạ Hàn thật sự là... Nhưng nàng đã mất đi ký ức, cho nên không biết Đường Đường có tồn tại cũng liền thôi đi. Còn, tác giả, tạo ra đứa bé, Tư Dạ Hàn, vì sao cũng hoàn toàn không biết Đường Đường. Dù sao chỉ là ánh mắt và tính cách có chút tương tự, cũng không thể nói rõ được điều gì. Lại nói, Đường Đường và Kỳ Hoàng còn tương đối thân mật với nhau, thật là hiếm thấy. Hi hi hi, Kỳ Hoàng, Tu La chủ, hai vị có thể sang một bên nói chuyện với tôi được không? Thẩm Mỗ muốn bàn bạc một khoản giao dịch cùng hai vị. Con người Thẩm Thiên Trần láo liên, cũng không biết là nghĩ tới điều gì, cười hô hố, mở miệng nói với Kỳ Tu Nhiễm và Tu La chủ. Là thành viên của một trong tứ đại gia tộc, Thẩm Thiên Trần làm người mặc dù có chút lôi thôi lếch thếch, nhưng tầm ảnh hưởng của hắn ta. Nói chính xác hơn, là tài lực, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Hắn cũng là một đối tượng mà các thế lực lớn muốn lôi kéo. Vô luận là thế lực phương nào, sẽ không có ai lại muốn gây khó dễ cho tiểu thần tài, cho nên cũng đều sẽ cấp cho hắn ít nhiều thể diện. Kỳ Tu Nhiễm và Tu La chủ cũng không ngoại lệ. Kỳ Tu Nhiễm thái độ ôn hòa đáp lại, dĩ nhiên, mời Thẩm thiếu gia. Tu La chủ cũng theo đó, đi tới một góc cách tòa cao ốc mấy bước. Diệp Oản Oản nhìn ba gã đàn ông rời đi, cau mày một cái. Cái gã Thẩm Thiên Trần này, lại muốn làm trò gì? Một bên, Đường Đường gấp đến độ không yên, mẹ. Cái gã họ Thẩm đó khẳng định là không có ý tốt. Trên thực tế, Đường Đường tính toán rất chuẩn. Mới vừa đến chỗ không người, Thẩm Thiên Trần liền đầy ám muội theo sát hai người mở miệng nói, Kỳ Hoàng, Tu La chủ, mời hai vị ra giá đi. Kỳ Tu Nhiễm, ra giá. Tu La chủ, Thẩm công tử có ý gì? Hai người đàn ông, một người như gió xuân ấm áp, một người lạnh lẽo âm trầm, cơ hồ đồng thanh nói. Thẩm Thiên Trần lập tức cười nói, ai nha, hai vị đại lão à, huynh đệ tôi vừa nhìn hai người các vị liền biết các người thích kiểu nữ nhân gì. Loại tàn nhẫn phóng đãng giống như Bạch Minh chủ, khẳng định không phải là mẫu người các vị yêu thích. Nếu đã như vậy, còn không bằng thành toàn cho tiểu đệ. Chỉ cần hai vị chịu phối hợp rời khỏi, cứ thoải mái ra giá tiền là được. Mạch não của Thẩm Thiên Trần rất đơn giản. Nếu Bạch Mỹ Nhân bên kia đi không thông, vậy thì đổi một con đường khác là được. Hắn thật sự là quá cơ trí. Kỳ Tu Nhiễm, Tu La chủ. Chương 1625, mẫu người yêu thích. Như thế nào, khoản làm ăn này không thua thiệt đúng không? Trong lòng có dự tính sẵn, Thẩm Thiên Trần mở miệng nói. Ha,
Con ngươi Kỳ Tu Nhiễm rũ xuống, trong con người hiền hòa thoáng qua một ý cười. Thẩm Thiên Trần nháy mắt một cái, Kỳ Hoàng cười cái gì? Kỳ Tu Nhiễm, Thẩm thiếu gia làm sao biết, Kỳ mỗ thích kiểu mẫu người nào? Đương nhiên là kiểu khuê nữ danh môn, cao quý yêu nhã lại thùy mị rồi. Chẳng lẽ không đúng sao? Thẩm Thiên Trần mặt đầy hoài nghi. Kỳ Tu Nhiễm vẫn như cũ là nét mỉm cười, nhưng ngữ khí lại không có chút ý tứ đùa giỡn nào, không phải. Thẩm Thiên Trần, cái đồ chơi gì? Anh không phải là muốn nói cho tôi biết, anh thích loại người như Bạch Phong đấy chứ? Chuyện này không khoa học, Thẩm Thiên Trần chấn kinh tại chỗ. Hắn không nghĩ tới có người lại cũng có khẩu vị nặng giống như hắn. Mà cái người này lại còn là một công tử luôn ôn nhuận nhẹ nhàng như Kỳ Tu Nhiễm. Nhưng giờ phút này, Kỳ Tu Nhiễm cũng không nói lời nào, cũng không hề phủ nhận. Sẽ không phải là âm thầm chấp nhận đấy chứ? Không có việc gì, không có việc gì, phải tỉnh táo. Còn có một người nữa cơ mà. Thẩm Thiên Trần thật lâu mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng nhìn về phía Tu La Chủ, vậy. Vậy ý của Tu La Chủ anh thế nào? Tu La Chủ, xin lỗi, khoản làm ăn này, tại hạ sợ rằng không có cách nào đáp ứng. Cái gì, anh cũng không đáp ứng, tại sao chứ? Thẩm Thiên Trần mặt đầy ngơ ngác. Tu La Chủ, ý trên mặt chữ. Nam nhân nói xong, ánh mắt chạm nhau nảy lửa trên không trung với Kỳ Tu Nhiễm. Trong ánh mắt hai người đều là lãnh ý. Ta phi, ý trên mặt chữ lại là có ý gì hả? Thẩm Thiên Trần quả thật là muốn qua đời cho xong. Không phải là cái ý mà hắn đang nghĩ tới đấy chứ? Hai vị đại lão này chẳng lẽ đều, ôi, cái thế giới này có phải là điên rồi hay không? Bên kia, Diệp Oản Oản đang cố gắng muốn nghe lén Thẩm Thiên Trần rốt cục kéo lấy Kỳ Tu Nhiễm và Tu La Chủ định nói cái gì, nhưng bất đắc dĩ, khoảng cách hơi xa, hoàn toàn không nghe rõ. Ngay vào lúc này, phía trước đột nhiên truyền tới một trận âm thanh huyên náo. Ngay sau đó, tất cả đám người chen lấn cơ hồ đều tứ tán ra xung quanh, nhường ra một lối đi. Theo sát đó là một đám hộ vệ trên áo có thêu gia huy nhiếp gia, cuồn cuộn tràn về hướng nàng. Cùng đi với bọn chúng là gã quản gia trước đó đã ngăn bọn họ, cùng với nhiếp phu nhân, nhiếp linh lung, nhiếp vô ưu. Nhiếp vô danh cũng có mặt, bên cạnh hắn là một người đàn ông trung niên thần sắc trang nghiêm, nhìn qua chắc là nhiếp gia chủ. Toàn bộ nhiếp gia cơ hồ đã dốc hết toàn lực. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, biết phiền phức của mình đã tới rồi. Đường đường. Nhiếp vô ưu, một mình một ngựa xông tới trước mặt, chạy thật nhanh đến trước mặt đường đường, ôm lấy cậu bé. Cậu bé bị kéo ra khỏi người của Diệp Oản Oản, chân mày nhất thời nhíu chặt lại. Khí lực của cô ta quá lớn, ôm nhóc rất đau. Nhanh, người đâu, đem ác đồ này trói lại cho ta. Nhiếp vô ưu nghiêm nghị trách mắng, ra mệnh lệnh. Trong phút chốc, Diệp Oản Oản bị một đám hộ vệ nhiếp ra bao vây chung quanh. Gã quản gia tay bó bột lập tức nhảy ra, lòng đầy căm phẫn mà chạy đến trước mặt của nhiếp phu nhân cùng nhiếp gia chủ, chỉ vào Diệp Oản Oản mở miệng tố cáo, gia chủ, phu nhân, chính là nữ nhân này, dương oai trước cửa nhiếp gia chúng ta, bạo lực đả thương tôi, trói tiểu thiếu gia mang đi. Bạch Phong, tâm tư người thật độc ác, ta biết ngay mà, người tiếp cận anh ta, tiếp cận đường đường không có ý tốt. Đáng thương cho anh ta tín nhiệm ngươi như thế, ngươi lại làm ra loại chuyện mất lý tính này. Ngay cả một đứa bé mà cũng không buông tha. Nhiếp vô ưu vừa ôm lấy đường đường lúc này đã bị xiết đến rơm rớm nước mắt, vừa tức giận mở miệng, hoàn toàn tỏ vẻ ra một người, mẹ hiền, đầy bi phẫn. Về phần nhiếp linh lung, chẳng qua chỉ bày ra vẻ mặt thản nhiên mà đứng ở bên cạnh nhiếp phu nhân, lạnh lùng nhìn Diệp Oản Oản bị vây lại bằng nửa con mắt. Chương 1626, không thể bỏ qua. Đường đường, đường đường, con không sao chứ? Hù chết bà ngoại rồi. Nếu như con có chuyện gì, bà ngoại biết làm sao bây giờ? Nhiếp phu nhân bị hù dọa đến sắc mặt tái nhợt, lo âu không dứt mà kiểm tra tình huống của đường đường. Đường đường vội vàng giải thích, bà ngoại, chuyện tình cũng không phải là như cô ta nói, mẹ cũng không hề làm chuyện gì tổn thương con. Nhiếp phu nhân nghe vậy, hơi nhíu mày, vẻ mặt tựa hồ có chút quấn quýt. Bà không hề mở miệng, nhưng nhìn thần sắc cũng không hoàn toàn tin tưởng lời của đường đường. Dù sao việc quản gia bị bẻ gãy tay cũng không làm giả được, hơn nữa từ trong hình ảnh theo dõi, cũng đúng là Diệp Oản Oản cưỡng ép đem người mang đi. Chuyện này, thực sự là làm bừa quá rồi. Một bên, nhiếp vô ưu, thấy vậy, làm ra vẻ mặt cực kỳ bi thương, mẹ nhìn đường đường xem, xưng hô với con xa lạ như vậy, lại gọi một nữ nhân ngoài đường không có chút quan hệ nào là mẹ.
quản gia lập tức đúng lúc lên tiếng, Bạch Phong đã thương tôi, cưỡng ép tiểu thiếu gia mang đi là sự thật. Tất cả hộ vệ ở đây đều có thể làm chứng. Vô luận là cô ta mê hoặc tiểu thiếu gia như thế nào, đều không cách nào thay đổi được sự thật. Nếu không phải là chúng ta kịp thời chạy tới, khó có thể tưởng tượng sau khi tiểu thiếu gia bị bắt cóc sẽ xảy ra chuyện gì. Quản gia vừa nói vừa nháy mắt cho mấy gã hộ vệ ở bên cạnh. Trong đám người có tầm 2-3 người cũng đi ra nói hùa theo, chứng minh lời của hắn. Tiểu Phong, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhiếp phu nhân đối với cô gái này mới gặp mà như đã quen từ lâu. Cho dù biết rõ nàng là không sợ minh chủ, cũng vẫn như cũ có ấn tượng không tệ đối với nàng. Nhưng một khi vấn đề liên quan đến Đường Đường, lại là hai chuyện không giống nhau. Đường Đường làm sao có thể chịu được việc mẹ bị truy hỏi, bị oan uổng. Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, một tiểu thần hộ vệ đã đứng chắn ở trước người Diệp Oản Oản, bà ngoại, là bởi vì Phùng quản gia bất kính với con, cho nên mẹ mới xuất thủ bảo vệ con. Mẹ dẫn con đi ra ngoài cũng là vì chính con yêu cầu. Chuyện này không hề liên quan gì tới mẹ. Diệp Oản Oản nhìn cậu bé dùng thân thể nhỏ nhắn chặn ở trước mặt để bảo vệ nàng. Mặc dù giờ phút này đứng ở trước mặt cha mẹ ruột cũng không thể nhận nhau, còn bị hiểu lầm và trách móc, trong lòng vẫn như cũ tràn đầy sự ấm áp và cảm động. Nhiếp Vô Ưu, mặt đầy ủy khuất nhìn về phía Nhiếp phu nhân cùng Nhiếp gia chủ, cha, mẹ, Đường Đường đã hoàn toàn bị nữ nhân này tẩy não. Nhiếp Vô Ưu, không kịp đợi cho Diệp Oản Oản nói gì, đã gán cho nàng tội danh tẩy não Đường Đường. Như vậy mặc kệ Đường Đường có đứng ra nói đỡ cho Diệp Oản Oản như thế nào cũng đều vô dụng, ngược lại càng nói càng đen. Nhiếp Vô Ưu tiếp tục mở miệng nói, cha, mẹ, gần đây bởi vì Độc Lập Châu không yên ổn, cho nên con mới bảo quản gia chăm sóc kỹ Đường Đường, không nên để cho nó chạy loạn. Chuyện này ba mẹ cũng biết rồi, quản gia chẳng qua là chỉ tận chức tận trách thi hành mệnh lệnh mà thôi. Nhưng mà, con ả Bạch Phong này thì sao? Đã biết rõ còn tự tiện mang Đường Đường đi ra ngoài. Cô ta có tâm tư rắn độc gì, còn cần con nói sao? Thấy Nhiếp phu nhân yên lặng không nói, Nhiếp Linh Lung ung dung thản nhiên hướng về Nhiếp Vô Ưu, nhìn một cái, vì vậy, Nhiếp Vô Ưu không ngừng cố gắng mà lại châm thêm một cây đuốc, mẹ, ả ta chính là Bạch Phong, là minh chủ không sợ minh. Không sợ minh là địa phương nào? Bạch Phong lại là nhân vật nào? Là ác đồ nổi danh Độc Lập Châu? Thứ người như vậy, làm sao mẹ có thể tin tưởng lời của ả ta? Nàng rõ ràng chính là có âm mưu sẵn, muốn bắt cóc Đường Đường. Nếu như là Đường Đường có chuyện gì xảy ra, mẹ nói con biết sống thế nào. Con thật vất vả mới có thể trở về, thật vất vả mới có thể trở về bên cạnh các người và Đường Đường. Con không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương con trai của con. Cha, mẹ, lần này tuyệt đối không thể bỏ qua nữ nhân này. Chương 1627, lại hung hăng thêm một cái xem. Nghe được, Nhiếp Vô Ưu, này lòng đầy căm phẫn nói vậy, thần sắc Nhiếp phu nhân rốt cuộc cũng dao động. Thần sắc Nhiếp gia chủ lại lãnh túc dị thường. Ánh mắt của ông đầy xa lánh nhìn Diệp Oản Oản một cái, ngay sau đó đi tới trước mặt Nhiếp Vô Ưu. Thời điểm nhìn con gái, sắc mặt lãnh túc lập tức trở nên nhu hòa xuống, Vô Ưu ngoan nào, những chuyện này không cần con bận tâm, cha sẽ giúp con làm chủ. Cha, Nhiếp Vô Ưu, mặt đầy vẻ cảm động. Nhiếp Vô Danh nghe không nổi nữa. Liền nhảy ra, con mẹ nó. Nhiếp Vô Ưu ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì đó. Cái gì mà rắn độc, cái gì mà không có lòng tốt, cái gì mà bắt cóc. Ý của ngươi là ta ác độc, ta không có lòng tốt, ta muốn bắt cóc cháu ngoại của ta có đúng không? Nhiếp Vô Ưu giống như bị kinh sợ, ủy khuất không thôi mà rụt cổ một cái. Ca ca, anh làm sao lại nghĩ như vậy, em không có nói anh. Nhiếp Vô Danh nổi giận đùng đùng nói, ngươi không có nói ta. Vậy ngươi không biết Bạch Phong là người thân của ta sao? Ngươi nghi ngờ cô ấy, đó chính là nghi ngờ ta. Ngươi cho ta là người chết rồi sao? Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh bộ dáng kích động nhảy ra vì mình nói chuyện, cảm giác thật sự phức tạp. Mới đầu, nàng vốn đối với sự thật cái con hàng Nhiếp Vô Danh này lại là anh ruột của mình, thật sự có điểm khó mà tiếp nhận. Bất quá, người anh trai này, quả thật đối xử với mình rất tốt. Mặc dù phương thức làm việc của anh ta. Thật sự là, quá kích động. Thực sự là, nói khó nghe, chính là một gã đồng đội óc heo. Nguyên bản Diệp Oản Oản còn nghĩ, nếu như nói cho Nhiếp Vô Danh biết thân phận của mình, Nhiếp Vô Danh nhất định sẽ tin tưởng nàng. Nhưng bây giờ, nàng vô cùng vui mừng vì chính mình đã không nói. Anh chàng này giá trị vũ lực rất mạnh, nhưng tính cách lại quá bồng bột kích động.
trông cậy vào anh ta trợ công, quả thật là chuyện không thể nào. Không xảy ra chuyện gì xấu cũng đã rất không tệ rồi. Quả nhiên, con hàng Nhiếp vô danh này vừa tuôn ra một tràng không có chút lý lẽ nào, Nhiếp gia chủ liền tặng cho hắn một cái tát vỗ vào trên ót. Nhiếp gia chủ nhất thời càng tức giận hơn, tiểu tử thúi. Ngươi là đang gầm to hống lớn cùng ai đó, đang hung hăng với ai đó. Vô Ưu là em gái ruột của ngươi. Ngươi điên rồi sao, ngươi có giỏi thì hung hăng thêm một cái cho ta xem. Nhiếp vô danh ôm đầu, giận đến dậm chân, mẹ nó. Con làm gì có hung hăng, không phải là con chỉ hơi lớn tiếng một chút thôi sao? Sao cha lại có thể thiên vị như vậy, con rốt cục có phải là ruột thịt của cha hay không? Tiểu tử thúi, ngươi câm miệng lại cho ta, lúc về ta sẽ tính sổ với ngươi, cả ngày lẫn đêm ở bên ngoài không làm chính sự, giao du với những loại người nào, tự nhìn đi. Nhiếp gia chủ không tiếp tục xử lý con trai ngu xuẩn nhà mình, ánh mắt thản nhiên hướng về Diệp Oản Oản nhìn lại, Bạch Minh chủ, nghe đại danh đã lâu. Nhiếp gia và Không Sợ Minh luôn luôn nước sông không phạm nước giếng, nhưng cũng không có nghĩa là Nhiếp gia sợ phiền phức. Chuyện hôm nay, Bạch Minh chủ sợ là phải cho Nhiếp một câu trả lời, nếu không sợ rằng không thể cứ như vậy rời đi. Nhiếp gia chủ vừa dứt tiếng, bọn hộ vệ nhất thời tiến lên một bước, nguyên một đám người đem nàng vây quanh. Thời khắc này thần sắc Diệp Oản Oản có chút bừng tỉnh, bên tai vẫn là lời mà Nhiếp gia chủ vừa nói để bảo vệ Nhiếp Vô Ưu kia. Nhìn ra được, Nhiếp phu nhân và Nhiếp gia chủ thực sự vô cùng thương yêu Nhiếp Vô Ưu đứa con gái này. Vốn nàng vẫn bị những mảnh vụn ký ức kia lừa gạt, vẫn cho là cha mẹ của mình đã chết rồi. Không nghĩ tới, bọn họ còn ở nhân thế, hơn nữa lại còn thương yêu nàng như vậy. Chỉ tiếc, với tình huống bây giờ, nàng lại không cách nào nhận nhau cùng bọn họ, còn phải đối mặt với cảnh Dương Cung Bạt Kiếm như giờ phút này. Hết thảy các thứ này, đều là bởi vì, Nhiếp Linh Lung, đứa con gái nuôi này Nhiếp gia, nữ nhân ban đầu tự tay nàng cứu về này. Không nghĩ tới, đúng là nuôi hổ gây họa. Chương 1628, lại có thể đồng thời xuất hiện. Làm sao, Bạch Phong, ngươi không có lời nào để nói sao, còn không trả lời, tại sao ngươi muốn bắt cóc Đường Đường, ngươi trăm phương ngàn kế tiếp cận anh ta, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nhiếp Vô Ưu, nghiêm nghị mở miệng nói. Một bên, tinh quang trong mắt gã quản gia lóe lên, âm dương quái khí mở miệng, Vô Ưu tiểu thư, còn có thể là bởi vì cái gì chứ? Tóc húi của ca tội ác chồng chất, bắt cóc tiểu thiếu gia dĩ nhiên là vì muốn tống tiền chứ gì? Bằng không chính là vì giết người thành thói quen, thuần túy là muốn giết tiểu thiếu gia cho hả giận, ngay cả một đứa bé cũng đều không buông tha. Nếu không phải là chúng ta đã phong tỏa tất cả lối đi ở Độc Lập Châu, kịp thời tìm tới nơi này, hậu quả, quả thật là không tưởng tượng nổi. Nhiếp Vô Ưu cha, mẹ, không cần tiếp tục nói nhảm với cô ta, trực tiếp đem người bắt lại đi. Loại ác đồ này tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhiếp gia chủ luôn luôn là người cực kỳ bao che. Huống chi người hôm nay Bạch Phong động tới lại là cháu ngoại ruột quý giá nhất của ông ta. Vì vậy, Nhiếp gia chủ giơ tay lên, ra lệnh cho hộ vệ động thủ. Hai con người Diệp Oản Oản híp lại, trên mặt không có chút kinh hoàng nào, càng không có vẻ nổi giận, ngược lại cứ như thể không có chuyện gì xảy ra cả. Đối mặt với đám người Nhiếp Vô Ưu giả và Nhiếp Linh Lung mồm năm miệng mười xúi dục nghi ngờ, Diệp Oản Oản không nhanh không chậm mở miệng nói, "A, à, ta bắt cóc Đường Đường." Cho nên Nhiếp tiểu thư có ý tứ là, hôm nay, Bạch Phong ta, cùng Kỳ Tu Nhiễm, Thẩm Đại Thiếu gia Thẩm Thiên Trần, cùng với Tu La chủ của A Tu La ở cùng một chỗ, bắt cóc Đường Đường sao? Cái gì, Nhiếp Vô Ưu, ngẩn người, người có ý gì? Cùng với Tu Nhiễm ca ca, còn có Thẩm Đại Thiếu gia. Thậm chí còn có Tu La chủ là cái quỷ gì? Diệp Oản Oản mặt không đổi sắc mà bắt đầu nói, vị quản gia đại nhân này không phải nói là bên ngoài không yên ổn sao? Cho nên ta mới cố ý tìm mấy người đồng hành, bảo đảm cho Đường Đường tuyệt đối an toàn 100%. Làm sao, người cảm thấy Không Sợ Minh chủ ta cộng thêm Kỳ Hoàng, Thẩm Thiên Trần, Tu La chủ, đều không đủ để bảo vệ Đường Đường an toàn sao? Nhiếp Vô Ưu giả giận đến bật cười rồi, Bạch Phong. Ta thấy ngươi là chó dại cùng đường quay lại cắn cằn rồi. T-R-U-I-E-N-F-U-L-L. Việt Nam quả thật là ăn nói lung tung, nói bậy nói bạ, Kỳ Hoàng, Thẩm Thiên Trần. Tu La chủ làm sao có thể đồng hành cùng ngươi? Kiếm cớ cũng không biết tìm một cái cớ đáng tin một chút sao? Đừng nói là đồng hành cùng Bạch Phong, coi như là mấy người này tập hợp ở chung một chỗ, cũng là chuyện cực kỳ khó gặp. À ta coi bọn họ là diễn viên quần chúng trên đường, tùy tiện kéo lấy là được sao?
lại nói, Nhiếp Phổ Ưu, vừa mới dứt lời, sau lưng liền truyền đến một loạt tiếng bước chân. Một giây kế tiếp, Nhiếp Phổ Ưu chỉ thấy một thân ảnh màu trắng quen thuộc, không nhanh không chậm đi về phía bên này, nụ cười rạng ngời như gió nhẹ đầu xuân, Nhiếp bá phụ, Nhiếp bá mẫu, chuyện gì xảy ra vậy, làm sao lại tức giận như thế? Kỳ Tu Nhiễm, chàng trai đứng cách người cô gái nửa bước, đây là một tư thế, sứ giả hộ hoa tiêu chuẩn. Đám người, Nhiếp Phổ Ưu, đang kinh ngạc vì sao Kỳ Hoàng lại trùng hợp xuất hiện như vậy, lập tức liền thấy, sau lưng của Kỳ Tu Nhiễm, một người ăn mặc áo sơ mi màu hồng bảnh bao và một người đàn ông mặc âu phục màu đen, đồng thời đi về phía bên này. Người đàn ông mặc áo sơ mi màu hồng là Thẩm Thiên Trần. Một người khác lại là Tu La Chủ. Nhiếp Phổ Ưu nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Trần, nhất là Tu La Chủ, mặt đầy khiếp sợ. Mặc dù chỉ từng gặp Tu La Chủ một lần tại tiệc chia tay của Thẩm Thiên Trần, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không nhận sai. Ba người này lại có thể thật sự đồng thời xuất hiện rồi. Nhiếp Linh Lung từ đầu tới cuối đều khinh thường mở miệng, nhìn thấy ba người, ánh mắt hơi sáng lên, mở miệng yếu ớt nói, Tu Nhiễm ca ca, các người tới vừa đúng lúc, Bạch Phong bắt cóc Đường Đường, lại còn chống chế mà nói rằng. Chương 1629, chọc ta cười chết để kế thừa tài sản sao? Kỳ Tu Nhiễm, nói cái gì? Nhiếp Phổ Ưu, lập tức nhìn có chút hả hê, mở miệng nói tiếp. Còn ả Bạch Phong này lại còn nói hôm nay là theo Tu Nhiễm ca ca, còn có Thẩm Thiếu Gia, và Tu La Chủ cùng nhau đồng hành đấy. Anh nói xem có mắc cười hay không? Kỳ Tu Nhiễm nghe vậy, nhìn về phía Diệp Oản Oản, nhếch miệng cười khẽ. Một lát sau, Kỳ Tu Nhiễm mở miệng nói, hôm nay Bạch Minh Chủ đúng là cùng mấy người chúng tôi đồng hành. Nhiếp Phổ Ưu, nhất thời mặt đầy ngơ ngác, không cách nào tin tưởng, chuyện này. Chuyện này làm sao có thể? Thẩm Thiên Trần xì một tiếng, từ phía sau xông tới, làm sao lại không thể. Bạch Minh Chủ mang theo đứa bé, vẫn luôn ở chung một chỗ với chúng ta. Chúng ta chơi rất khoái trá, làm sao một cái chớp mắt, chúng ta liền biến thành tội phạm bắt cóc trẻ em rồi hả? Bắt cóc, thôi lại, đứa bé ở cùng một chỗ với chúng ta làm sao có thể gặp loại chuyện như vậy được? Ai dám làm, bổn thiếu gia ta dùng vàng thỏi đập chết hắn. Cuối cùng, chỉ còn lại Tu La Chủ mà thôi. Kỳ Tu Nhiễm và Thẩm Thiên Trần sẽ phối hợp, Diệp Oản Oản có chút nắm chắc, nhưng... Tu La Chủ. Diệp Oản Oản vội vàng đầy ám muội mà cười lấy lòng với nam nhân này một tiếng. Nhờ cậy đại lão phối hợp một chút nha. Thấy được nụ cười của cô gái, ánh mắt của chàng trai dường như lấp lóa, nhưng lập tức tránh khỏi tầm mắt của nàng. Ánh mắt của Diệp Oản Oản đảo tới, chỉ thấy nam nhân nghiêng đầu qua, mặt không thay đổi mà trầm mặc, không hề vạch trần nàng, nhưng cũng không hề nói chuyện. Coi như là ngầm chấp nhận màn chém gió như thần vừa rồi của Kỳ Tu Nhiễm cùng Thẩm Thiên Trần. Dĩ nhiên, cũng có thể là vì không muốn nhúng tay vào chuyện này, chẳng thèm cùng bọn họ nói chuyện. Đám người Nhiếp gia hoàn toàn không nghĩ tới Kỳ Tu Nhiễm, Thẩm Thiên Trần, và Tu La Chủ ba người lại sẽ đồng thời xuất hiện như vậy. Sắc mặt tất cả đều bối rối, hoàn toàn không phản ứng kịp. Nhiếp Linh Lung nhíu chặt chân mày. Nhiếp Phổ Ưu, mặt đầy vẻ không cách nào tin tưởng, chuyện này làm sao có thể. Rõ ràng là cô ta muốn bắt cóc Đường Đường. Chuyện này, Nhiếp gia chủ và Nhiếp phu nhân dường như cũng hoàn toàn không ngờ tới sẽ là tình huống như thế, trong lúc nhất thời cũng không phán đoán chuẩn được. Nhiếp Vô Danh nhất thời la hét toáng lên, nói đi. Tiếp tục nói đi, nói em gái ta bắt cóc Đường Đường. Đúng rồi đấy, em gái ta và Kỳ Hoàng của Độc Lập Châu, người thừa kế một trong tứ đại gia tộc Thẩm Thiên Trần, và Tu La chủ của A Tu La cùng nhau bắt cóc Đường Đường đấy. Trời má! Quả thực là chuyện cười lớn, ngươi còn miệng nó là muốn chọc ta cười chết để kế thừa tài sản của ta sao? Nghe được lời của Nhiếp Vô Danh, mặt Nhiếp Phổ Ưu và quản gia toàn bộ đều trắng bệt. Kỳ Tu Nhiễm và Thẩm Thiên Trần có thân phận như vậy cũng không nói rồi, Tu La Chủ mặc dù không tính là chính quy, không được võ đạo liên minh tiếp nhận, nhưng người ta dù sao cũng không có khả năng sẽ làm ra loại chuyện bắt cóc trẻ con này. Lời này của mình nói ra, không phải là công khai muốn làm nhục A Tu La sao? Trong con người của Nhiếp Phổ Ưu tràn đầy hoài nghi, nhưng Tu Nhiễm ca ca, Kỳ thiếu gia và cả Tu La chủ nữa, mấy người các người vì sao lại ở cùng nhau? Lúc này Tu La chủ nãy giờ vẫn ở một bên mặt lạnh từ đầu đến cuối không hề nói chuyện, bỗng lên tiếng, ta cùng với ai ở chung một chỗ còn phải đi giải thích với ngươi. Nhiếp Phổ Ưu nhất thời bị chặn đến á khẩu không trả lời được. Cùng lúc đó
ánh mắt lạnh lẽo dọa người nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt của chàng trai, khiến cho nàng cảm giác mình nhỏ bé giống như một con kiến hôi vậy, sống lưng phát run một trận. Không hổ là tu la chủ trong truyền thuyết. Người đàn ông này, chỉ cần mở miệng thôi, cũng đã đủ đáng sợ. Thẩm Thiên Trần cảm thấy tu la chủ nói như vậy thật là đẹp trai, vì vậy gật đầu liên tục, đúng đúng đúng, tu la chủ nói không sai. Kỳ Tu Nhiễm bỗng thổi một luồng phong ba vào biển lặng, là Bạch Minh chủ mang đường đường tới gặp ta, nửa đường gặp phải Thẩm công tử và tu la chủ, vì vậy cùng nhau đồng hành. Thẩm Thiên Trần lại hướng về Kỳ Tu Nhiễm nhìn lại, cảm thấy Kỳ Hoàng nói rất có đạo lý, đúng đúng đúng, Kỳ Hoàng nói không sai. Diệp Oản Oản không nói gì, chỉ lườm Thẩm Thiên Trần một cái. Không học thức, thật là đáng sợ. Cũng còn may có hai vị thần trợ công khác ra sức. Chương 1630, mẹ không phải là người ngoài. Câu chuyện tới đây, đã có kết quả. Nếu như chỉ có một người có lẽ còn có đường chất vấn, nhưng mà lời nói của Kỳ Tu Nhiễm, Thẩm Thiên Trần thậm chí là tu la chủ đều nhất trí, Bạch Phong căn bản cũng không có khả năng nói dối. Chẳng lẽ bọn họ ba vị đại lão này có thể đồng thời vì Bạch Phong mà ngụy tạo bằng chứng sao? Đây quả thực là trò hề lớn. Cho nên, Nhiếp Phổ Ưu, gã quản gia và bọn hộ vệ mới vừa thề son thề sắt, giờ phút này đã căn bản không nói nổi một câu nào. Trong đôi mắt hơi híp của Nhiếp Linh Lung thoáng qua một vệt sáng lạnh lẽo, bất quá thần sắc rất nhanh liền khôi phục lại vẻ thờ ơ, cười giảng hòa nói, nguyên lai là một sự hiểu lầm, không có việc gì là tốt rồi. Bạch Minh Chủ, Phổ Ưu cũng chỉ là bởi vì lo lắng cho Đường Đường, cộng thêm phong cách làm việc thường ngày của cô quả thực là... Bạch Minh Chủ sẽ không để tâm chứ. Khóe miệng Diệp Oản Oản bĩu ra đầy giễu cợt. À, cái con nhãi Nhiếp Linh Lung này, khó trách có thể ẩn núp sâu như vậy. Vài ba lời, lời khen lời chê tất cả đều bị cô ta giành nói hết. Đệt, Oản Oản có lòng tốt mang Đường Đường đi ra ngoài chơi, lại bị một đám này bêu xấu tát nước dơ, người nói một câu hiểu lầm liền xong rồi à. Nhiếp Vô Danh nhất thời cả giận nói. Trong con người Diệp Oản Oản xẹt qua một tia cảm động. Nhiếp Vô Danh, dầu gì cũng phải học theo Thẩm công tử một ít, có thể có chút thành ý tặng vài thỏi vàng hay không? Diệp Oản Oản, cảm động cái gì, chính là mây trôi. Nhiếp phu nhân sậm mặt lại, giận dỗi chừng con trai, người cầm miệng cho ta. Nhiếp phu nhân nói xong nhìn về phía Diệp Oản Oản, thần sắc khó tránh khỏi có chút áy náy, Tiểu Phong, xin lỗi. Diệp Oản Oản vốn chỉ là muốn diễn một chút, dù sao bàn về kỹ thuật diễn xuất. Nàng không thể nào thua mấy người này. Bất quá, thời điểm mở miệng, vẫn khó tránh khỏi có mấy phần thật sự chua xót trong lòng, mẹ nuôi, không có chuyện gì. Các người chẳng qua là vì lo lắng cho Đường Đường mà thôi. Nhiếp phu nhân nhìn ánh mắt buồn bã của cô, cùng với vẻ ảm đạm nơi đáy mắt kia, chẳng biết tại sao lại đầy thương xót, trong tim như đau đớn co thắt lại. Một bên, Nhiếp Phổ Ưu, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình lại có thể sẽ phát triển thành như vậy, gắt gao siết chặt quả đấm. Một lát sau, tất cả âm vụ trên mặt, Nhiếp Vô Ưu, đều hóa thành ủy khuất, đều là lỗi của ta. Nếu không phải là ta không làm tròn trách nhiệm của mẹ, chuyện ngày hôm nay cũng sẽ không phát sinh, ta đã trở lại lâu như vậy rồi. Nhưng mà, Đường Đường vẫn không cách nào tiếp nhận ta. Quản gia ở một bên lập tức trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản, châm chọc mở miệng nói, chuyện này làm sao có thể trách Vô Ưu tiểu thư. Tiểu thư mới là mẹ ruột của Đường Đường tiểu thiếu gia. Ở đâu ra một người từ trên trời rớt xuống, ngày ngày thân mật cùng tiểu thiếu gia như vậy, rốt cuộc là có mưu mô gì? Tôi làm sao lại không biết tóc húi cua ca của Không Sợ Minh lại là người thích trẻ con, là một người có trái tim nhân ái như vậy? Nhiếp phu nhân thở dài một tiếng, bọn họ thương yêu nhất chính là đứa con gái này. Thấy con gái và cháu ngoại quan hệ bất hòa, vì thế ngày ngày sầu não uất ức, tự nhiên sẽ đau lòng. Nhiếp Linh Lung đối với biểu hiện của quản gia rất hài lòng. Nhìn về phía Đường Đường ở bên cạnh, ôn nhu mở miệng nói, Đường Đường, nhị tỷ mới là mẹ ruột của con lại đối xử với người ngoài còn thân mật hơn cả với mẹ ruột, làm mẹ con thương tâm lắm, biết không? Nhiếp Linh Lung lấy thân phận trưởng bối, nói nhẹ một câu nhắc nhở Đường Đường. Trọng điểm muốn nói, ý ở ngoài lời, chính là đang nói Đường Đường ăn cây táo, rào cây sung rồi. Đường Đường nghe câu này, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên căng thẳng. Con người trong vắt sáng người đáng yêu khi ở trước mặt Diệp Oản Oản, giờ phút này không có một chút nhiệt độ nào, quanh thân đều tản ra khí tức băng lãnh thấy lạnh cả người. Cậu bé ngước đầu lên, gằn từng chữ mà mở miệng nói, chuyện của Nhiếp gia chúng ta, còn chưa tới phiên người ngoài như ngươi tới chen miệng vào. Mẹ không phải là người ngoài.
Chương 1631, người của Nhiếp gia. Trong nháy mắt khi Đường Đường dứt tiếng, hiện trường yên lặng quỷ dị chừng mấy giây. Ngay cả thần sắc khéo léo trước sau như một của Nhiếp Linh Lung cũng biến đi vài phần. Một bên, Thẩm Thiên Trần biểu cảm đầy thán phục, à. Ồ, một tiếng. Giờ phút này, hắn đã hiểu rõ, tiểu nãi hoa này thì ra là con trai của Nhiếp Vô Ưu, Bạch Phong phỏng chừng chẳng qua chỉ là mẹ nuôi của nó. Cố ý nói như vậy, là muốn để cho hắn hết hy vọng. Ai ngờ đâu có một cao nhân vượt qua hẳn lũ phàm phu tục tử như hắn, căn bản cũng không quan tâm những thứ này. Mới vừa rồi tên tiểu tử này ở bên cạnh Bạch Phong rõ ràng giống như một tiểu bạch thỏ vô hại, giờ phút này lại bỗng nhiên biến thành một người khác. Thần sắc cao lãnh trong con ngươi hoàn toàn vượt qua tuổi tác. Chậc chậc, không hổ là cháu ngoại nhỏ của Nhiếp gia nha. Lại nói, cha ruột của cháu ngoại bảo bối của Nhiếp gia là ai? Vẫn là một trong thập đại bí ẩn chưa có lời đáp của Độc Lập Châu đấy. Đường Đường, Nhiếp gia chủ nhìn chằm chằm đứa cháu ngoại vô cùng được yêu thương cưng chiều của mình, lần đầu tiên đổi sắc mặt. Nhiếp phu nhân cũng nhăn đầu lông mày lại, Đường Đường. Không thể nói với gì của con như vậy. Nhiếp Linh Lung không thèm để ý chút nào, vô cùng hiền hòa mở miệng nói, cha, mẹ, con không sao. Đường Đường còn nhỏ, nó có thể biết cái gì? Nhiếp Vô Ưu lập tức thừa cơ làm khó dễ, kích động nói, Đường Đường. Con thật sự là quá đáng. Con bất kính với ta, coi ta không ra gì thì coi như xong đi. Nhưng con lại nói gì Linh Lung lâu nay vẫn một mực chiếu cố con như vậy. Con làm sao có thể nói như vậy đối với cô ấy? Nhiếp Vô Ưu nói xong, hướng về phương hướng của Diệp Oản Oản nhìn một cái, lời nói càng thêm kịch liệt, cả ngày cùng một người ngoài lăn lộn ở chung một chỗ, còn không để ý người nhà lo lắng, theo ả ta đi ra ngoài chạy loạn. Con ăn cây táo, rào cây sung như vậy, vẫn tính là người của Nhiếp gia chúng ta sao? Nghe được một câu nói cuối cùng này, trực tiếp khiến cho sắc mặt của Diệp Oản Oản lạnh xuống. Nhiếp phu nhân nhíu nhíu mày lại, cảm thấy lời nói của con gái quá nặng nề. Nhưng một bên là cháu ngoại ruột, một bên là con gái mà bà vẫn luôn lấy làm hổ thẹn. Môi hở răng lạnh, bà cũng quả thực không đành lòng hà trách. Đang lúc này, Diệp Oản Oản đột nhiên đi tới trước mặt Kỳ Tu Nhiễm, từ trong tay anh ta đem chiếc bánh ngọt hôm nay Đường Đường làm cầm tới, trực tiếp đi thẳng về phía Nhiếp Vô Ưu. Ngươi làm cái gì? Nhiếp Vô Ưu đang bày vẻ, ta đây là mẹ thiên hạ, vênh váo tự đắc mắng chửi người khác, thấy Diệp Oản Oản đột nhiên ép tới gần. Khí tức nguy hiểm đáng sợ kia khiến cho ả ta theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Một bên Nhiếp Vô Danh thấy vậy lau lau mặt, trong lòng không nhịn được chửi, mẹ nó, một tiếng. Trời má, khí thế hai người này, căn bản không cách nào sánh được với nhau. Nữ nhân hèn mọn như vậy, thật sự là em gái của hắn. Rõ ràng Hữu Danh lão bản lại càng giống với em gái Nhiếp Vô Ưu của hắn hơn. Thấy Diệp Oản Oản đột nhiên xách một cái hộp trong tay. Sát khí khắp người đi về phía, Nhiếp Vô Ưu, thần sắc gia chủ Nhiếp gia nhất thời căng thẳng, quản gia và đám hộ vệ cũng tiến vào trạng thái phòng bị. Diệp Oản Oản đi tới trước mặt, Nhiếp Vô Ưu, không nói hai lời, trực tiếp cầm hộp bánh ngọt trong tay kia đập vào dưới chân, Nhiếp Vô Ưu. A, à, Nhiếp Vô Ưu, bị một lớp bánh kem tung tóe bắn đầy chân, không khỏi hét lên một tiếng, Bạch Phong. Ngươi điên rồi, ngươi quả thật là khinh người quá đáng. Nhiếp Vô Ưu, ủy khuất không thôi. Hướng về Nhiếp phu nhân và Nhiếp gia chủ nhìn lại. Mọi người vốn còn tưởng rằng là vũ khí gì, đều đã chuẩn bị động thủ, lại không nghĩ rằng thứ Diệp Oản Oản ném lại là một cái bánh ngọt, thần sắc khó tránh khỏi đều có chút kinh ngạc. Diệp Oản Oản làm xong những thứ này, mặt không đổi sắc mà mở miệng nói với, Nhiếp Vô Ưu, nhìn một chút đi. Nhiếp Vô Ưu cùng những người khác theo bản năng hướng về chiếc bánh ngọt bị Diệp Oản Oản đập xuống đất, không hiểu Diệp Oản Oản là có ý gì. Chương 1632, hàng giả chính là hàng giả. Diệp Oản Oản đi tới bên người của Đường Đường, đứng bên cạnh cậu bé, sau đó âm thanh lạnh lùng, từng chữ một mở miệng nói, đây là chiếc bánh ngọt nhỏ phủ kem mà Đường Đường hôm nay đi đến tiệm bánh gato tự mình làm. Bởi vì Đường Đường biết, mấy ngày sau là sinh nhật của mẹ nó. Mỗi một đóa hoa, mỗi một chữ trên bánh ngọt, đều là do Đường Đường tự mình làm, chính là vì cho mẹ của nó một sự kinh hỉ. Mà ngươi lại hoàn toàn không hỏi nguyên do, liền ở ngay trước mặt mọi người trách mắng nó, thậm chí nói ra những lời ác tâm như vậy. Ngươi một mực luôn trách Đường Đường và ngươi không gần gũi, nhưng còn ngươi thì sao, Nhiếp Vô Ưu. Ngươi coi như là mẹ ruột của Đường Đường, ngươi đã làm hết trách nhiệm của một người mẹ rồi sao? Mỗi một chữ Diệp Oản Oản nói,
sắc mặt Nhiếp Vô Ưu càng trắng bệch đi một phần. Đặc biệt thời điểm Diệp Oản Oản gọi cô ta là Nhiếp Vô Ưu, sống lưng cô ta bỗng không hiểu vì sao phát rét một trận. Sắc mặt của Nhiếp Linh Lung cũng khẽ biến, vẻ mặt đầy âm trầm nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu. Đồ vô dụng, hàng giả chính là hàng giả, nàng hao phí nhiều tâm tư như vậy, nàng bày ra nhiều đường lối cho cô ta như vậy, kết quả còn có thể bị Nhiếp Vô Ưu thật ép thành như thế này. Đường Đường ngước đầu nhỏ nhìn mẹ đứng ở bên cạnh mình, đôi con người sạch sẽ sáng ngời đẹp như ngôi sao dần dần đỏ ửng. Mẹ bởi vì nhóc mà tức giận như vậy. Mẹ rất quan tâm tới nhóc. Trên chiếc bánh ngọt bị Diệp Oản Oản đập nát mơ hồ còn có thể nhìn thấy được dòng chữ chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Thời điểm khi Nhiếp gia chủ và Nhiếp phu nhân nhìn thấy chiếc bánh ngọt liền biết bọn họ đã hiểu lầm Đường Đường rồi. Lại nhìn đứa cháu ngoại bảo bối hai mắt đỏ bừng, quả thực là con tim như muốn tan vỡ. Nhị lão lúc này cũng bất chấp tất cả, đi nhanh đến bên cạnh Đường Đường. Nhiếp phu nhân một tay đem Đường Đường ôm vào trong ngực, áy náy mà không biết nên làm thế nào cho phải. Đường Đường, thật xin lỗi, là ông ngoại bà ngoại không tốt. Chưa biết rõ sự tình liền trách cứ con. Đường Đường bảo bối, ông ngoại cũng không tốt, là lỗi của ông ngoại. Nhiếp gia chủ mới vừa rồi vẫn còn một bộ tư thái gia chủ cũng hoàn toàn hoảng hồn, trở thành một người ông ngoại bình thường. Ông khẩn trương không thôi, khom người nói xin lỗi với cháu ngoại. Ta không biết, Nhiếp Vô Ưu, bị đánh ngược một cái, giờ phút này có chút mộng bức. Đang muốn giải thích, ánh mắt của Nhiếp phu nhân đã có chút ít không quá cao hứng nhìn sang, Vô Ưu, lần này đúng là con quá lỗ mãng rồi. Nếu như để tâm nhiều một chút, không đến nỗi quan hệ với Đường Đường sẽ biến thành như vậy. Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn lướt qua chiếc bánh ngọt, xin lỗi, cái bánh ngọt này, người không xứng. Nếu như nàng trực tiếp nói chân tướng cho cha mẹ, độ mạo hiểm quá lớn. Tốt nhất là có thể để cho chính bọn họ từng chút một phát hiện ra sự thật. Khi thấy phản ứng của Nhiếp phu nhân và Nhiếp gia chủ, Diệp Oản Oản biết, hạt giống bất mãn đối với Nhiếp Vô Ưu giả, đã được trồng xuống. Mà cái này, vẻn vẹn chẳng qua chỉ là bước đầu. Một trận náo nhiệt đến đây kết thúc. Một chút chuyện nhà, để cho các vị chê cười rồi. Nhiếp phu nhân, Nhiếp gia chủ chào hỏi cùng với đám người Kỳ Tu Nhiễm, ngay sau đó nhìn về phía Kỳ Tu Nhiễm nói, Tu Nhiễm, có rảnh rỗi thì tới nhà chơi nhiều hơn một chút, Đường Đường rất nhớ cậu. Kỳ Tu Nhiễm trước sau như một, vẫn cười đầy nhẹ nhàng, dĩ nhiên. Nhị lão lần nữa nói xin lỗi đối với Diệp Oản Oản, ngay sau đó mang theo Đường Đường rời đi. Diệp Oản Oản tiễn Đường Đường đi, thời điểm nàng xoay người nhìn lại, phát hiện Tu La chủ không biết lúc nào đã rời đi rồi, Thẩm Thiên Trần cũng bị trợ lý kêu đi. Hích, trợ lý lại thúc giục tôi rồi, tôi phải đi trước đây. Mỹ nhân à, hôm nay cô nợ tôi một món nợ ân tình đó nha. Thẩm Thiên Trần trước khi đi vẫn không quên khoe tài. Chương 1633, phương thức giải cổ độc khác. Vì vậy, chỉ còn lại Diệp Oản Oản cùng Kỳ Tu Nhiễm hai người. Chuyện đó, Diệp Oản Oản đang bởi vì thân phận hoàn toàn mới của mình mà không biết phải làm sao nói chuyện mặt đối mặt với Kỳ Tu Nhiễm. Kỳ Tu Nhiễm lại mở miệng trước phá vỡ sự yên lặng. Kỳ Tu Nhiễm, phương pháp giải cổ độc đang được nghiên cứu, đừng lo lắng. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, không lo lắng, không lo lắng. Có anh ở đây, dĩ nhiên là không lo lắng. Diệp Oản Oản nói tới chỗ này, đột nhiên thử thăm dò mở miệng nói, bất quá. Vạn nhất thời gian 3 tháng đã đến, thuốc giải vẫn chưa nghiên cứu ra được. Anh tính sao bây giờ? Trừ thuốc giải, tình cổ này chỉ còn lại một loại phương pháp giải thôi, Kỳ Tu Nhiễm có thể đồng ý. Diệp Oản Oản mới vừa nói xong cũng hối hận. Nàng tại sao lại lắm mồm lắm miệng hỏi câu này? Bất quá, nàng thật sự thật tò mò nha. Kỳ Tu Nhiễm nghe vậy, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt lại lọn tóc rối bên tai Diệp Oản Oản, thấp giọng cười một tiếng, như ngàn vạn đóa hoa lê nở rộ, mở miệng nói, không có vạn nhất. Diệp Oản Oản, a. À. Trong một khoảnh yên lặng quỷ dị, sau lưng đột nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân, Nhiếp Vô Danh đột nhiên quay trở lại, Bạch Minh Chủ. Thiếu chút nữa đã quên rằng có chuyện muốn nói cho cô biết. Vì vậy Kỳ Tu Nhiễm hơi gật đầu một cái đối với Nhiếp Vô Danh, cáo từ trước. Sau khi Kỳ Tu Nhiễm đi, Nhiếp Vô Danh đứng ở trước mặt Diệp Oản Oản, gãi đầu một cái nói, Hữu Danh muội muội, cô chớ để ý, em gái kia của tôi cũng không biết có phải là mấy năm này ở bên ngoài bị cái gì kích thích hay không, não có khả năng xảy ra chút vấn đề. Não có vấn đề. Cho dù Nhiếp Vô Danh không phải nói chính mình, Diệp Oản Oản vẫn có chút cạn lời.
có thể nói em gái mình như vậy sao? Ồ đúng rồi, hữu danh muội muội, thật ra thì ngày hôm nay tôi vốn là đang muốn tìm cô tới, có một chuyện rất trọng yếu muốn nói cho cô biết. Nhiếp Vô Danh mở miệng nói. Chuyện trọng yếu? Diệp Oản Oản nhíu mày, Nhiếp Vô Ưu có thể có chuyện trọng yếu gì? Thần sắc Nhiếp Vô Danh có chút hưng phấn mở miệng, hữu danh muội muội, trước đó không phải là cô chúng phải tình cổ sao, đúng không? Sắc mặt Diệp Oản Oản biến thành đen, cái tên này lại còn đề cập với nàng về tình cổ. Diệp Oản Oản, nhờ có hồng phúc của Nhiếp đội trưởng. Nhiếp Vô Danh cười ha hả nói, khách khí, khách khí. Diệp Oản Oản đã thành thói quen sự không biết xấu hổ của người này, cho nên rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Nhiếp Vô Danh kích động nói, hữu danh muội muội, cô đừng lo lắng, tình cổ mà thôi, chỉ cần trả một bữa ăn, coi như tiền xăng xe. À nhầm, là từ sự lo âu khẩn cấp đối với sự an nguy của hữu danh muội muội, Băng Sơn Nam đã nghiên cứu ra giải dược. Chỉ cần đàng gái ăn vào liền có thể giải cổ. Diệp Oản Oản nghe vậy chân mày khẽ nhếch lên, lại không có tâm tình kích động đặc biệt gì, ồ. Nghiên cứu ra giải dược. Nhiếp Vô Danh, đúng vậy, có phải là đặc biệt kích động hay không? Còn có một tin càng kích động hơn đây. Nếu như là hữu danh muội muội mua thuốc giải chỗ chúng tôi, có thể giảm giá 12% cho cô. Sắc mặt của Diệp Oản Oản trong nháy mắt tối sầm lại rồi, nàng có thể vì đại nghĩa diệt thân hay không? Tên này còn không thấy ngại, đi đòi tiền nàng. Diệp Oản Oản ngoài cười nhưng trong không cười, nhếch mép một cái, không cần đâu. Nhiếp Vô Danh nghe một chút, ngẩn người, hít, tại sao? Là cảm thấy đắt rồi sao? Nhiếp Vô Danh làm ra vẻ nhịn đau, vậy giảm giá cho cô 30%, đây là mức giảm thấp nhất rồi đấy, không thể thấp hơn nữa. Diệp Oản Oản, không cần. Nhiếp Vô Danh, vậy bớt thêm tới 50%, thật sự không thể thấp hơn nữa mà, nếu không tôi ngay cả tiền vốn cũng đều không thu về được, không lừa cô. Diệp Oản Oản, anh trai thân ái của tôi ơi, coi như anh cho tôi miễn phí, cũng không cần, cảm ơn. Nhiếp Vô Danh bởi vì Diệp Oản Oản nói câu, anh trai thân ái, kia mà ngẩn người, nơi ngực không khỏi có chút nóng lên, ngay sau đó phản ứng lại, ngơ ngác mở miệng hỏi, tại sao? Đây chính là thuốc giải có quan hệ tới mạng nhỏ đấy. Diệp Oản Oản chúm môi cười một tiếng, bởi vì sao? Vì tôi càng thích một loại phương thức giải cổ độc khác hơn. Nhiếp Vô Danh. Chương 1634, buổi tối có rảnh không? Nhiếp Vô Danh trực tiếp ngây dại, một loại phương thức giải cổ độc, khác. Thật lâu Nhiếp Vô Danh mới nghe ra được ý tứ của Diệp Oản Oản. Đệt, nhưng mà cổ độc nhánh lại, ở trên người của Tu La chủ đấy. Nhiếp Vô Danh nửa ngày mới nói ra được một câu, không hổ là em gái tôi. Thật là lớn mật. Diệp Oản Oản, cảm ơn đã khen ngợi, tôi còn có việc đây, bái bai tương đương. Nhiếp Vô Danh, hích, thì là. Diệp Oản Oản, lại làm sao nữa? Hích hích, chuyện đó. Biểu cảm của Nhiếp Vô Danh không biết tại sao lại trở nên có chút nhăn nhó, hữu danh muội muội. Cô có thể. Diệp Oản Oản vẫn thực sự hiếm khi nhìn thấy bộ dáng nhăn nhó như vậy của Nhiếp Vô Danh, buồn cười nói, có thể làm cái gì? Nhiếp Vô Danh, có thể, lại gọi tôi một tiếng anh trai. Diệp Oản Oản. Nhiếp Vô Danh vội vàng giải thích, khục khục, tôi cảm thấy là cô nên gọi tôi là anh đi, nghe đặc biệt lọt tai. Diệp Oản Oản ánh mắt ôn nhu, ngay sau đó tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía, người anh trai, đáng thương, gọi là anh. Được thôi, một chữ một khối vàng thỏi. Nhiếp Vô Danh sợ ngây người, đệt, một chữ ngàn vàng, cô ăn cướp sao? Diệp Oản Oản ha ha cười ra tiếng. Nhiếp Vô Danh nghiến răng, cô chờ đó. Chờ tôi góp đủ gia sản 1000 tỷ, muốn nghe bao nhiêu tiếng liền có thể nghe bấy nhiêu tiếng. Được nha, tôi chờ. Diệp Oản Oản vừa rời đi, vừa đưa lưng về phía Nhiếp Vô Danh vẫy tay chào một cái. Nàng còn phải tiếp tục chiến dịch tấn công, thuốc giải của nàng nữa. Hôm nay lối đi ở chung quanh đây đều rất chật chội, Diệp Oản Oản đoán chừng Tu La chủ đi không được bao xa. Quả nhiên. Diệp Oản Oản đi một vòng liền thấy được một chiếc xe màu đen đang chậm rãi len lỏi trong đám người đông đúc cách đó không xa. Diệp Oản Oản trực tiếp chạy lại trước xe, ngăn cản đường đi của chiếc xe kia, sau đó, gõ cửa sổ xe một cái. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt đen trầm của Khương Viêm, tại sao lại là ngươi? Diệp Oản Oản không để ý hắn ta, cánh tay để ngang lên cửa sổ xe, nhìn về phía chàng trai đang ngồi ở ghế sau, Tu La chủ đại nhân, buổi tối có rảnh không?
cùng uống một ly. Nơi ghế sau, sắc mặt nam nhân ẩn núp ở trong bóng tối không nhìn rõ. Không đợi Tu La chủ nói chuyện, Khương Viêm đã bùng nổ rồi, Bạch Phong. Ngươi tìm chết. Nữ nhân này lại còn dám khiêu khích, ai cho cô ta lá gan. Diệp Oản Oản cười híp mắt hướng về Khương Viêm nhìn một cái. Khương Viêm đón lấy nụ cười đó, có một loại dự cảm xấu. Nhưng thời điểm hắn phản ứng lại, đã không còn kịp rồi, Diệp Oản Oản đột nhiên giữ lấy chiếc cổ của hắn, tỏ vẻ đầy tiếc nuối mở miệng nói. Hai, nếu như Tu La chủ đại nhân không chịu, chỉ sợ vị thuộc hạ trung thành này của ngài, liền khó lòng mà giữ được cái mạng nhỏ này nha. Khương Viêm vạn vạn không ngờ tới, đối phương lại còn có thể vô sỉ tới mức này. Dầu gì cũng là thủ lĩnh một phương đi, loại chuyện ăn hiếp lính lác như này cũng đều làm được. Khương Viêm quả thật là đều nhanh muốn tức điên rồi, Bạch Phong, ngươi quả thật là mơ mộng hão huyền. Ngươi cho rằng chủ thượng sẽ bị loại thủ đoạn tiểu nhân vô sỉ vụng về này của ngươi uy hiếp sao? Ta coi như dù chết, cũng sẽ không để cho chủ thượng bị ngươi. Lời Khương Viêm còn chưa dứt, một giây kế tiếp, cửa xe phía sau mở ra, đôi chân dài nam tính của chàng trai bước xuống xe. Con ngươi không chút tình cảm nào của chàng trai xẹt qua trên người cô gái, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cái tay của Diệp Oản Oản vừa đụng chạm một người nam nhân khác, thả người. Diệp Oản Oản chúm môi cười một tiếng, lập tức vô cùng nghe lời, đem người buông lỏng, ném một cái vào trong xe, thoát cái liền đi tới bên cạnh chàng trai, được thôi. Thời khắc này Khương Viêm trơ mắt nhìn chủ thượng vì chính mình lại có thể thỏa hiệp đối với yêu nữ, quả thật là rơi nước mắt vui mừng. Vạn vạn không ngờ tới, hắn ở trong lòng chủ thượng, lại có thể quan trọng đến như vậy. Chương 1635, có muốn thử một chút sao? Bên trong đại sảnh an tĩnh đến mức làm cho người ta hít thở không thông, khắp nơi tối tăm, không có một chút ánh sáng nào. Ngón tay dài trắng bóc của chàng trai nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu cao đỏ thấm, trên mặt mang theo một nụ cười đẹp tuyệt làm người ta không cách nào suy đoán được tâm tình. Rất nhanh, nam nhân nhẹ nhàng búng tay, ánh đèn mở sáng lên. Hội trưởng, một ông lão chậm rãi từ bên ngoài đi vào trong, hướng về nam nhân cúi người chào nói, có khách tới. Nghe ông lão báo cáo, nam nhân nói, để cô ta vào. Vâng, hội trưởng, lão giả nói xong, xoay người rời đi. Bất quá chỉ trong chốc lát, Nhiếp Linh Lung mở cửa chính ra, phảng phất đối với chỗ này cũng không xa lạ gì. Sau khi tiến vào bên trong, vô cùng tự nhiên ngồi ở trên ghế salon cách đó không xa. Uống chút, nam nhân chuyển động cái ghế, xoay người lại, trong một đôi mắt thâm thúy lại tà mị đến tột độ, phảng phất ẩn chứa cả vũ trụ vạn vật. Nhưng trong một đôi mắt như vậy, lại bao hàm đủ các loại tâm tình, không nói rõ được, cũng không tả rõ được. Cảm ơn. Nhiếp Linh Lung nhận lấy ly rượu vang người giúp việc đưa cho, nhấp nhẹ một hớp. Đều đi ra ngoài đi. Rất nhanh, nam nhân xua xua tay, không ít người giúp việc có nhan sắc làm cho người ta mãn nhãn rời khỏi đại sảnh, cũng đem cửa phòng nhẹ nhàng khép lại. Ha ha, cô tìm tôi, có chuyện gì không? Nam nhân nhìn về phía Nhiếp Linh Lung, mở miệng cười lạnh một tiếng. Kế hoạch của tôi, gặp một chút trở ngại, Nhiếp Linh Lung không đếm xỉa tới, mở miệng nói. Ồ, có thể khiến cho cô bị trở ngại, quả là mới mẻ. Khóe miệng nam nhân hơi hơi dương lên, nhìn chằm chằm Nhiếp Linh Lung, tôi ngược lại có chút hứng thú nghe một chút. Anh hẳn cũng biết, kế hoạch ban đầu của tôi, Nhiếp Linh Lung mặt đầy vẻ lãnh đạm thờ ơ, tôi tạo ra một Nhiếp Vô Ưu giả, bất quá chẳng qua là để cho cô ta có thể thuận lý thành chương kế thừa Nhiếp gia. Đáng tiếc máu mủ của tôi và Nhiếp gia lại không có chút quan hệ nào, nếu không cũng không cần mất công như vậy. Sau đó thì sao? Nam nhân cười hỏi. Đáng tiếc, Nhiếp Vô Ưu chân chính, một cước chắn ngang. Nhiếp Linh Lung cười lãnh đạm. Ồ, cô ấy khôi phục lại ký ức rồi sao? Con người của nam nhân, bỗng nhiên toát ra một vẻ hưng phấn và tàn nhẫn. Không có, Nhiếp Vô Ưu lắc đầu một cái. Nghe câu này, sự hưng phấn và tàn nhẫn trong mắt nam nhân biến mất, chỉ còn lại một vẻ thất vọng sâu sắc. Tôi ngày hôm nay tới, không có mục đích gì khác, chỉ là đơn thuần tới thông báo cho anh một tiếng. Nhiếp Linh Lung nhàn nhạt mở miệng, tôi không phải là con gái ruột của Nhiếp gia, không cách nào kế thừa Nhiếp gia, vốn là dự định để cho Nhiếp Vô Ưu giả đó kế thừa Nhiếp gia. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không dễ dàng. Nếu như, cuối cùng không cách nào thành công, tôi đây chỉ có thể dùng phương thức của chính mình để làm việc. Phương thức của cô là gì? Nam nhân hỏi. Nghe câu hỏi này, khóe miệng Nhiếp Linh Lung hơi hơi dương lên, nở một nụ cười lạnh làm cho người ta sợ hãi, hủy diệt Nhiếp gia, giết Nhiếp Vô Ưu chân chính.
Nhiếp Linh Lung vừa dứt tiếng, trong mắt của nam nhân, dường như ẩn chứa hàn băng vĩnh cửu đã chất chồng hàng vạn năm. Hắn ta mới vừa mở miệng, dường như nhiệt độ cả thế giới, đóng băng về độ không tuyệt đối. Nhiếp, Linh, Lung, nam nhân nhìn chằm chằm Nhiếp Linh Lung, trở giọng đầy lạnh lùng, nếu như, người dám đụng vào một sợi tóc của nàng. Nói đến đây, trên mặt nam nhân phủ đầy mùi vị âm tà, người sẽ chết rất thê thảm. Ồ, Nhiếp Linh Lung bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chăm chú vị hội trưởng võ đạo liên minh công hội trước mặt này, có chút hăng hái, khiến cho tôi chết rất thảm. Chỉ bằng vào anh sao? Vậy có muốn thử một chút sao? Nam nhân cười nói. Tôi không có thời gian ở nơi này nói nhảm cùng anh, tôi chẳng qua là thông báo với anh, cũng không phải là trưng cầu ý kiến của anh. Nhiếp Linh Lung mặt không cảm xúc nói. Chương 1636, hy vọng nàng bình yên vô sự. Trước khi Nhiếp Vô Ưu khôi phục lại ký ức, tôi hy vọng nàng bình yên vô sự. Nam nhân nói. Sau khi ký ức kia khôi phục lại thì sao? Nhiếp Linh Lung hỏi. Ký ức khôi phục lại, ý tà ác của người đàn ông này như thể bao trùm lấy toàn bộ đại sảnh, vết sẹo nơi khóe mắt làm người ta sợ hãi, nhìn dữ tợn đến cực hạn, đợi sau khi nàng nhớ lại hết thảy, tôi sẽ đích thân. Đưa nàng đi vào trong tu la địa ngục chịu khổ. Khẩu vị của anh, thật đúng là đặc biệt. Nhiếp Linh Lung cười lạnh một tiếng. Người cô phải chú ý là Nhiếp Vô Danh, mà không phải là Nhiếp Vô Ưu. Nam nhân nói. Nói tới Nhiếp Vô Danh, Nhiếp Linh Lung khinh thường cười một tiếng. Đại ca tôi không đáng lo lắng, luyện võ thành si ngốc, bây giờ lại càng tập trung tinh thần, dùng hết thủ đoạn đường ngang ngõ tắt đi kiếm tiền. Bất quá, nếu như đại ca tôi thật sự muốn cản trở, tôi sẽ không để ý việc trừ khử hắn ta. Ồ, nam nhân như có điều suy nghĩ nhìn Nhiếp Linh Lung, toàn bộ Độc Lập Châu, không ai dám nói mình có thể diệt trừ Nhiếp Vô Danh. Đại ca cô ngay cả cầu tạp chủng cũng đều có thể đánh một trận, chỉ bằng vào cô sao? Đáng tiếc, điểm thiếu sót chí mạng của hắn là quá nhiều. Muốn mạng của đại ca tôi, dùng vũ lực là ngu xuẩn nhất, mà biện pháp đòi mạng hắn, thật sự là nhiều lắm. Nhiếp Linh Lung cười lạnh. À, không cần phải bứt dây động rừng như vậy, cô chỉ cần lợi dụng điểm thiếu sót của hắn, để cho hắn bị Nhiếp Mẫu và Nhiếp Phụ đuổi ra khỏi Nhiếp gia là được. Như vậy là hay nhất, người thừa kế sẽ chỉ còn lại Nhiếp Vô Ưu giả đó. Về phần Nhiếp Đường Tiêu, tuổi tác quá nhỏ, không đáng nhắc đến. Nhưng Nhiếp Vô Ưu, nhất định phải để lại cho tôi. Nam nhân nói, thời gian của tôi có hạn, không thể bảo đảm cô ta có thể khôi phục lại ký ức hay không. Tôi đối với Nhiếp Vô Ưu không thèm quan tâm, chỉ cần cô ta đừng làm trở ngại tôi. Nếu không, tôi cũng không có nhiều thời gian đợi cô ta đi khôi phục ký ức như vậy. Nhiếp Linh Lung nói xong, đầu cũng không ngoảnh lại, xoay người rời khỏi nơi này. Sau khi chờ Nhiếp Linh Lung hoàn toàn rời khỏi đại điện của võ đạo công hội, một vị nam tử đeo mặt nạ màu bạc chậm rãi từ phía sau đi ra, thanh âm lãnh đạm từ trong miệng truyền ra, Nhiếp Linh Lung càng ngày càng không dễ khống chế rồi. Nghe câu này, khóe miệng hội trưởng võ đạo công hội hơi hơi dương lên, lắc lắc ly rượu vang trong suốt, hết thảy đều nằm trong kế hoạch. Độc Lập Châu, sau không lâu nữa, cũng là thời điểm đổi bầu không khí một chút rồi. Càng ngày càng thú vị, người bên cạnh đều không quan trọng. Chỉ bất quá, thực lực cái cô nàng Nhiếp Linh Lung này bộc phát lớn mạnh, còn cần phải chú ý một chút. Bây giờ, toàn bộ Độc Lập Châu, gần như sắp không có ai có thể ngăn chặn cô ta. Nam nhân đeo mặt nạ nhẹ giọng mở miệng. Ha ha! Nghe vậy, khóe miệng hội trưởng võ đạo công hội khẽ nhếch, mặt đầy hơi thở âm tà, lòng tham chưa đủ để rắn nuốt voi. Với Nhiếp Linh Lung hiện tại mà nói, nếu như cô ta nguyện ý, một nửa giang sơn của Độc Lập Châu đều là của cô ta. Nếu như, dị tâm quá nặng, tôi sẽ để cho cô ta hối hận vì đã sinh ra đời. Hy vọng như thế, nam tử đeo mặt nạ ngữ khí lãnh đạm thờ ơ. Vào giờ phút này, trong không sợ minh, Diệp Oản Oản nhàn nhã dựa vào trên ghế làm việc, qua tối hôm nay, chính mình cũng không sai biệt lắm, hẳn là nên trở lại học viện xích diễm. Dù sao hai cái nhiệm vụ cấp A cũng đã ung dung hoàn thành. Hy vọng kỹ thuật diễn xuất phụng về kia của Bắc Đẩu, sẽ không bị người của học viện xích diễm phát hiện ra sơ hở. Nếu không, nàng nhất định muốn quay trở về đem Bắc Đẩu đánh chết tươi. Diệp Oản Oản cầm lấy cầm điện thoại di động lên, nhìn vào một phần mềm trò chuyện đã rất lâu không đăng nhập. Đám người Cung Húc và Lạc Thần, cơ hồ hai ngày ba lại nhắn một tin, phần lớn đều hỏi thăm tin tức liên quan đến hành tung của Diệp Oản Oản. Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản cũng không trả lời, chỉ có thể chờ đến khi mình trở lại Hoa Quốc, sau đó mới đi liên lạc. Chương 1637, ta đã chết,
có chuyện thì đốt tiền giấy vàng mã. Cẩn thận tính một chút, từ khi mình từ Hoa Quốc đi tới Độc Lập Châu, đã được một khoảng thời gian. Mà hết thảy mọi thứ phát sinh tại Độc Lập Châu, đều tựa như ảo mộng, cứ như là không chân thật vậy. Nàng từ một tiểu thư bình thường của Diệp gia tại Hoa Quốc, nhảy một cái trở thành nữ ma đầu, đại tỷ của Độc Lập Châu, làm người ta nghe danh đã phát rét. Thậm chí còn phát hiện ra thân phận thật sự của mình. Ở Độc Lập Châu ngắn ngủi mấy tháng, nhưng đã thay đổi toàn bộ quỹ đạo nhân sinh của nàng. Đặc biệt là sau khi biết mình là nhị tiểu thư của Nhiếp gia, Nhiếp Vô Ưu, Diệp Oản Oản càng nóng lòng muốn tìm lại ký ức chính mình đã đánh mất. Nếu như, mình có thể tìm lại ký ức, tất cả các câu đố, hẳn là cũng có thể giải quyết dễ dàng. Năm đó, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Chính mình tại sao lại bỏ lại Đường Đường, bỏ lại cha mẹ, bỏ lại toàn bộ Nhiếp gia mà rời khỏi Độc Lập Châu? Đường Đường lại là do chính mình và ai sinh? Hiện nay, còn có thật nhiều bí ẩn bị che giấu ở trong đoạn trí nhớ hiện tại vẫn không thuộc về chính nàng này. Vì vậy, nàng không cách nào tìm được câu trả lời mong muốn. Còn nữa, trong đầu của mình, trong một thời gian dài đều hiện ra ông ngoại, lại đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Ông ngoại vì sao phải nói dối với mình rằng, cha mẹ đã chết rồi? Trong lúc Diệp Oản Oản còn đang suy nghĩ miên man, khóe mắt đảo một cái, trong lúc vô tình, lại đọc được cập nhật trạng thái của người nam tử tóc bạc trên điện thoại. Sao chép 795, Diệp Oản Oản được nam tử tóc bạc cứu thoát khỏi sát thủ, và có kết bạn trên ứng dụng QQ để trả phong bì tiền 100 tệ công cứu giúp. 2. Tiểu Vô Ưu, đồ nhi ngoan của ta, kết quả chết đi nơi nào, thời gian không có đồ nhi ở bên cạnh, thực sự rất nhàm chán. Ánh mắt Diệp Oản Oản khẽ nhúc nhích, nhớ mang máng nam tử tóc bạc này. Ban đầu, thời điểm ở Hoa Quốc, nếu không phải là nam tử tóc bạc này ra tay, hậu quả của chính mình thiết tưởng không hình dung nổi. Tiểu Vô Ưu, Diệp Oản Oản lẩm bẩm trong miệng, cái gọi là Tiểu Vô Ưu trong miệng nam tử tóc bạc này, sẽ không phải chính là Nhiếp Vô Ưu đấy chứ. Với thân thủ của nam tử tóc bạc mà nói, tuyệt đối không thể nào là người nước Hoa. Nếu như nói là người Độc Lập Châu, vậy hẳn là đúng rồi. Lúc này, Diệp Oản Oản có linh cảm, nhắn một tin qua cho nam tử tóc bạc, có ở đây không? Độc cô cầu bại, ta đã chết, có chuyện đốt tiền giấy vàng mã. Nếu như ngươi không đốt vàng mã, đi vệ sinh sẽ bị hết giấy vệ sinh, nếu dùng vòi xịt sẽ hết nước. Diệp Oản Oản, độc cô cầu bại, ta đã chết, có chuyện đốt tiền giấy vàng mã. Nếu như ngươi không hóa vàng mã, đi vệ sinh sẽ bị hết giấy vệ sinh, nếu dùng vòi xịt sẽ hết nước. Diệp Oản Oản có chút cạn lời, cái tên này thật chẳng lẽ là sư phụ mình? Có cần phải khủng bố như vậy hay không? Diệp Oản Oản nhắn mười mấy tin, nhưng nam tử tóc bạc cũng không trả lời, vẫn là dòng tin nhắn kia, tựa hồ là cái chức năng trả lời tự động. Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể buông tha, chờ sau khi nam tử tóc bạc nhận được tin nhắn lại trả lời. Phong tỷ, bỗng nhiên, bắt đầu chạy chậm chậm, vọt vào phòng làm việc. Diệp Oản Oản tiện tay đem điện thoại di động buông xuống, liếc nhìn Bắc Đầu một cái, sao vậy? Phong tỷ, đệ nghe nói, buổi tối tỷ hẹn Tu La chủ đi uống rượu. Bắc Đầu mặt đầy thần bí. Làm sao cậu biết? Diệp Oản Oản có chút không hiểu. Dĩ nhiên là biết rồi, hiện tại tên Khương Viêm đó, đi khắp nơi tuyên truyền nói tỷ là nữ ma đầu, cầu dẫn Tu La chủ, thậm chí dùng tánh mạng của hắn uy hiếp Tu La chủ. Vạn bất đắc dĩ, Tu La chủ mới đáp ứng. Bắc Đầu mở miệng nói. Diệp Oản Oản. Vạn vạn không ngờ tới, cái tên Khương Viêm đó cũng là một đứa to mồm. Phong tỷ, chỉ bằng buông tay đi. Tu La chủ cũng không dễ trêu chọc, lại nói, người ta cũng không thích nữ nhân. Tu La chủ đối với Kỷ Hoàng đây chính là một lòng một dạ, tình so với kim loại còn kiên cố hơn. Chúng ta sẽ thành toàn cho Tu La chủ và Kỷ Hoàng đi, đừng để đến lúc đó đều đắc tội với cả hai phe rồi, bọn họ liên thủ làm thịt không sợ minh chúng ta. Chuyện này không sợ minh chúng ta quả thực chịu không nổi đâu. Bắc Đầu vẻ mặt chân thành khuyên Diệp Oản Oản. Chương 1638, xảy ra một đại sự. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Bắc Đầu lại nói, đúng rồi, đệ lại nhớ ra một chuyện đại sự, mới vừa nghe được. Diệp Oản Oản, ngươi là thông tấn xã của Độc Lập Châu sao? Chuyện gì? Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Bắc Đầu mặt vẫn đầy thần bí, đến gần Diệp Oản Oản, nhỏ giọng nói. Phong tỷ, đệ nghe nói, hôm nay Nhiếp phu nhân và gia chủ nổi trận lôi đình, đem Nhiếp vô danh chửi mắng một trận thảm hại. Nghe được tin này, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Đây thì tính là chuyện gì, đối với Nhiếp vô danh mà nói, không
không phải là chuyện bình thường như ăn cơm hàng ngày sao? Nhiếp Vô Danh ngày nào mà không bị Nhiếp gia chủ và Nhiếp phu nhân chửi cho cậu huyết lâm đầu. Cậu có khả năng là hiểu lầm định nghĩa của từ đại sự rồi. Còn nữa, cậu đi khắp nơi hỏi thăm chuyện của người khác để làm gì? Diệp Oản Oản thờ ơ không thèm đếm xỉa tới. Phong tỷ, không hỏi thăm tin tức thì đệ biết làm cái gì? Ở dưới sự quản lý của tỷ, không sợ Minh dần dần tiến vào quỹ đạo chính quy, đệ lại không có chuyện gì làm. Còn nữa, lần này thì khác. Để nghe nói Nhiếp gia chủ suýt chút nữa thì động thủ đánh Nhiếp Vô Danh, thật giống như là bởi vì có liên quan đến Nhiếp gia nhị tiểu thư. Bắt đầu trầm tư chốc lát, mở miệng nói. Nghe câu này, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, Nhiếp gia nhị tiểu thư, chính là hàng giả, Nhiếp Vô Ưu, đó. Phong tỷ, tỷ nói xem có phải là bọn họ tranh đoạt gia sản Nhiếp gia hay không? Bắt đầu lẩm bẩm trong miệng. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Câu này của bắt đầu không hề thuận miệng hay logic chút nào, rơi vào trong tai Diệp Oản Oản, lại nghe ra được có biến. Tranh đoạt gia sản, cũng không mấy có khả năng, nhưng nếu như là vì tranh đoạt quyền thừa kế sau này của Nhiếp gia. Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Oản Oản lóe lên. Hàng giả đó, là do Nhiếp Linh Lung tìm đến. Đối với Nhiếp Linh Lung, tất nhiên như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Nhiếp Linh Lung tìm một, hàng giả, đi tới Nhiếp gia, không có khả năng không có mục đích gì. Nhưng nếu như là có mục đích, đến tột cùng là loại sự việc nào không thể cho ai biết. Nhiếp Linh Lung vốn không có quan hệ máu mủ với Nhiếp gia, cho nên, quyền thừa kế của Nhiếp gia, ngày sau không có khả năng có bất kỳ quan hệ gì cùng với Nhiếp Linh Lung. Như vậy thứ nhất, có thể có được quyền thừa kế, liền chỉ có nhị tiểu thư Nhiếp Vô Ưu và đại thiếu gia Nhiếp Vô Danh. Về phần Đường Đường, tuổi tác còn quá nhỏ, không cần xem xét. Nghĩ đến đây, thân thể Diệp Oản Oản khẽ run lên. Nhiếp Linh Lung không có liên hệ máu mủ, không có khả năng kế thừa Nhiếp gia. Nhưng nếu như, cô ta tạo ra, Nhiếp Vô Ưu, giả làm con rối hoàn toàn nghe theo lệnh của mình. Lại hoàn toàn bất đồng. Hiện nay, có thể đoạt được quyền thừa kế Nhiếp gia, chỉ có, Nhiếp Vô Ưu, và Nhiếp Vô Danh. Nhưng mà Nhiếp Vô Danh tại Nhiếp gia, từ đầu đến cuối đều là một nhân tố cực kỳ không ổn định. Dù sao, Nhiếp Vô Danh chính là con trai trưởng của Nhiếp gia, quyền thừa kế ngày sau. 89 phần 10 vẫn sẽ thuộc về Nhiếp Vô Danh. Loại chuyện này, chỉ sợ Nhiếp Linh Lung sẽ không cho phép phát sinh. Cho nên, chỉ cần Nhiếp Vô Danh bị xóa tên, như thế. Trong tương lai, quyền thừa kế của Nhiếp gia, chỉ có thể rơi vào tay, Nhiếp Vô Ưu, thứ hàng giả đó. Hàng giả tiếp nhận Nhiếp gia, tương đương với Nhiếp Linh Lung nắm trong tay Nhiếp gia. Nhiếp Linh Lung, hàn quang trong mắt Diệp Oản Oản hiện lên, nếu quả thật đúng như mình phỏng đoán. Với tính cách của Nhiếp Vô Danh, Nhiếp Linh Lung muốn xử lý Nhiếp Vô Danh, thậm chí còn là bị Nhiếp gia xóa tên, chuyện này thật là quá đơn giản. Đối với giá trị vũ lực của Nhiếp Vô Danh, Diệp Oản Oản tất nhiên không nghi ngờ chút nào. Nhưng nếu như nói về tâm kế hay lòng dạ, đừng nói là so với Nhiếp Linh Lung, coi như là thứ hàng giả, Nhiếp Vô Ưu, đó, chỉ sợ thậm chí ngay cả học sinh tiểu học, anh ta cũng không bằng. Nói chung trình độ khoảng chừng học sinh mẫu giáo. Chương 1639, gương mặt gây họa. Đêm khuya, Diệp Oản Oản mặc một bộ đồ thoải mái, đi đến nơi hẹn. Một lát sau, Diệp Oản Oản dừng lại tại một đầu hẻm của Độc Lập Châu. Phía dưới cùng của đầu hẻm là một chiếc bảng hiệu sắt cũ xì, phía trên tùy ý viết nguệch ngoạc hai chữ in hoa, LD, viết tắt của Lost Demon, ác ma bị lạc. Đây là hộp đêm nổi danh nhất Độc Lập Châu. Diệp Oản Oản đẩy cánh cửa sắt cũ nát ra. Vang lên một tiếng cót két vang dội, sóng âm đinh tai nhức óc trong phút chốc vọng khắp nơi, ánh đèn hoa cả mắt làm người ta váng đầu. Bên trong có một đám đông, sập sình náo nhiệt như là một thế giới khác. Giờ phút này chính là thời điểm hộp đêm náo nhiệt nhất, tất cả mọi người đều đang cuồng hoan rít gào. Diệp Oản Oản tùy ý tìm một góc ngồi xuống, ngay sau đó liền ngồi ở chỗ đó, chán đến chết mà ngó đám người. Nàng tới sớm trước giờ hẹn một chút, bây giờ cách thời gian ước định khoảng nửa giờ. Mặc kệ là Tư Dạ Hàn hay là Tu La Chủ, Diệp Oản Oản tưởng tượng đến hình ảnh anh ta đến một nơi như hộp đêm thế này, thật sự là nghĩ như thế nào cũng thấy kích thích. Bất quá, cũng may thủ đoạn của nàng mặc dù vô sỉ một chút, nhưng ăn một điểm ở chỗ hữu dụng. Coi như là Tu La Chủ, nếu đã đáp ứng, còn không đến mức nói không giữ lời. Quả nhiên, vừa tới thời gian ước định, Diệp Oản Oản liền thấy được một bóng người quen thuộc tại cửa. Nam nhân mang một chiếc áo sơ mi trắng và com lê màu nâu nhạt theo phong cách Anh Quốc,
bên ngoài khoác một chiếc áo gió màu đen, toàn thân phát ra một khí độ cao quý sang trọng. Đặt trong một quán ba sô bồ thác loạn như thế này cũng quá là lạc loài, cũng quá bắt mắt. Ánh mắt của Diệp Oản Oản không nhịn được nhìn chằm chằm anh ta từ trên xuống dưới, không khỏi chậc chậc chắt lưỡi. Quá ngon trai. Đang chuẩn bị đứng dậy ra hiệu cho anh ta vị trí của mình, ngờ đâu lại thấy một mỹ nữ ăn mặc hở hang thiếu vải chặn ngang đường đi của anh. Tiểu ca ca, cùng uống một ly không? Mỹ nữ vừa vuốt mái tóc dài gợn sóng, vừa mập mờ bám dính lấy, soái ca. Nam nhân nhìn chăm chú cô gái trước mặt như từ dưới đất chui lên này, đáy mắt tĩnh lặng, giống như chẳng qua là nhìn một vật chết. Mỹ nữ bị ánh mắt như vậy làm rung động một cái, nhưng nhất thời cảm thấy càng thêm hứng thú. Diệp Oản Oản ở xa xa nhìn thấy, hơi có chút cạn lời, xí. Cái tên này vừa mới bước vào cửa được có hai bước, liền bị bám lấy, gương mặt này thật đúng là biết gây họa. Người biết mặt mũi thực của Tu La chủ không nhiều, nữ nhân kia dĩ nhiên là không nhận biết anh ta. Nhìn thấy trai đẹp cực phẩm như vậy, tự nhiên muốn trêu ghẹo một chút. Diệp Oản Oản định thần nhìn lại, ngoài ý muốn phát hiện mỹ nữ kia lại còn là người quen, tựa hồ là một vị đường chủ của phân đường thuộc Không Sợ Minh. Chỉ thấy, đi theo sau lưng Tu La chủ, Khương Viêm đã y như thần giữ cửa ngăn cản nữ nhân kia lại. Càn rỡ, Khương Viêm không có chút ý tứ thương hương tiếc ngọc nào, đáy mắt tràn đầy sát khí, cút ngay. Yo, rất phách lối nha, quầy rượu LD này, còn chưa có một ai dám nói chuyện như vậy với lão nương. Mỹ nữ mỉm cười, sắc mặt nhất thời trầm xuống, xoẹt một cái rút ngay chiếc roi bên hông ra. Vừa nhìn thấy chiếc roi có ký hiệu long cốt xương của rồng ra, một vài khách nhân ở gần đó nhất thời lộ ra thần sắc sợ hãi. Đường chủ phân đường Không Sợ Minh, bá vương Hoa Lạc Lâm Na. Nam nhân này không muốn sống nữa hay sao? Ngay cả bá vương Hoa cũng dám chọc. Khương Viêm cũng sớm đã nghẹn ức muốn phát hỏa rất lâu, giờ phút này căn bản cũng không có một chút sức nhẫn nại nào, trực tiếp công tới. Một bên, những khách nhân chú ý tới nhất thời đứng cả dậy, hưng phấn chờ xem trò hay. Đánh cược đi, tối nay bá vương Hoa có thể ôm mỹ nhân về hay không? Cái này còn cần phải hỏi sao? Còn có nam nhân nào mà bá vương Hoa không giải quyết được? Phút, một tiếng, tiếng xé gió lên, roi của Lạc Lâm Na nhanh như tia chớp quất về phía Khương Viêm. Khương Viêm lắc người một cái tránh qua, tung một chưởng đánh về phía cô gái kia. Chương 1640, cướp người của Minh Chủ. Cận vệ bên cạnh Tu La Chủ, nào phải hạng người bình thường, nữ nhân kia nhất thời sơ suất, trực tiếp bị một chưởng đánh trúng ngực. Mặc dù kịp thời né tránh, chỉ sợ cũng bị thương không nhẹ. Nữ nhân không nghĩ tới đối phương lại có thể rời đi như vậy, nhất thời không khinh thường nữa, hai bên đánh nhau kịch liệt. Hú hú hú, hay. Giờ phút này, ở những bàn xung quanh, một đám người đang hú hét cổ vũ, hưng phấn xem trò vui. Hôm nay một đám cao tầng và thành viên của Không Sợ Minh đang tụ hội uống rượu tại hộp đêm. Mới vừa rồi Lạc Lâm Na nói thấy được một chàng cực phẩm soái ca, sau đó liền đi qua ôm trai đẹp về rồi. Một đám người đang đánh cực lần này Lạc Lâm Na có thể mất mấy giây để câu, được anh ta. Ha ha ha, lần này Lạc đường chủ gặp phải là một gã khó xơi rồi. Không sai, không sai, nhưng dù thế nào, chỉ cần Lạc đường chủ dựa vào mỹ sắc là có thể đem người giải quyết rồi. Nam nhân kia là ai vậy, làm sao lại chưa từng thấy? Tới hộp đêm còn mang theo cận vệ, là đại thiếu gia nhà nào? Mặc kệ là nhà nào. Tối nay nhất định sẽ là người của Lạc đường chủ chúng ta, ha 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 ha. Mấy người các ngươi, chơi gì vậy? Vui vẻ như vậy, ngay vào lúc này, Bắc Đấu và Thất Tinh từ một cửa khác của quán ba đi vào. Ha ha, Lạc đường chủ coi trọng một chàng soái ca, câu dẫn thất bại, đang đánh nhau cùng với cận vệ của người ta, đang chuẩn bị dùng biện pháp mạnh hơn đây. Một người trong đám giải thích. Yo, kích thích như vậy, mau mau nhanh, đưa hạt dưa cho tôi. Bắt đầu vội vàng nắm một nắm hạt dưa, liền định vừa cắn vừa xem trò hay. Mà một bên, Thất Tinh giờ phút này đã thấy rõ người Lạc Lâm Na trêu chọc chính là ai, sắc mặt nhất thời đại biến, lộ ra vẻ nhức đầu không thôi, tệ hại. Trò vui xem hay như vậy, làm sao lại tệ hại được? Bắt đầu liếc Thất Tinh một cái, tiếp theo đó đưa mắt nhìn sang. Ngay vào lúc này, một ánh đèn nhấp nháy xẹt qua hướng đó, chiếu sáng gương mặt của Khương Viêm đang thay Tu La chủ đánh nhau với Lạc Lâm Na. Sặc, khục khục khặc khục, sau khi thấy rõ hai người kia là ai, bắt đầu sợ đến tè ra quần, ho đến kinh thiên động địa.
Thất Tinh đầy ghét bỏ vỗ trên lưng Bắc Đẩu một cái. Trời má, Lâm Na đây là muốn tìm chết sao? Bắc Đẩu rốt cuộc ho ra hạt dưa kẹt trong cổ họng, chật vật nói. Giờ phút này, những thành viên không sợ Minh Khác đối với chuyện này vẫn chưa biết gì cả, tiếp tục hưng phấn xem kịch vui, thậm chí gào to lên. Lạc Đường chủ, cố lên! Đưa hắn lên giường. Bắc Đẩu đầy thương cảm nhìn lấy đám người kia, trong lòng âm thầm thắp cho mỗi người một nén nhang. Hôm nay hắn vì biết được Phong Tỷ có hẹn với Tu La chủ, nên mới tới xem bát quái, à nhầm, tới hộ giá. Không nghĩ tới, sau khi đến lại nhìn thấy một đám huynh đệ không sợ Minh vừa vặn tối nay đang uống rượu ở bên này, cho nên hắn mới qua đây ngồi một chút. Vạn vạn không ngờ tới, đám người này lại có thể sẽ gây ra chuyện như vậy. Làm sao bây giờ, Phong Tỷ có tới chưa vậy? Bắc Đẩu hỏi. Thất Tinh đảo một vòng, ánh mắt dừng tại một thân ảnh nào đó, tới rồi. Bắc Đẩu, xong rồi, xong rồi. Tiểu Na Na, ngày này hàng năm, tôi sẽ thắp hương cho cô. Nhưng vào lúc này, vút một tiếng, trong hỗn chiến, đầu roi của Lạc Lâm Na trong lúc sơ suất đánh về phía Tu La chủ. Chủ thượng, Khương Viêm chấn nộ kêu lên một tiếng. Mà nam nhân đứng tại chỗ, không nhúc nhích, ngay cả ánh mắt cũng đều không nháy lấy một cái. Một giây kế tiếp, không đợi Khương Viêm đi qua ngăn trở, một cái cổ tay tinh tế, vững vàng hờ hững bắt được đầu roi như xé rách bầu trời kia. Diệp Oản Oản vừa nắm roi, vừa nhìn mê đắm gương mặt động lòng người của Tu La chủ, không quên cười híp mắt chào hỏi, hi tương đương tương đương. Tu La chủ, giống như trong dự đoán, không được nam nhân đáp lại, Diệp Oản Oản cũng không thèm để ý chút nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1640.